Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 82. Phong ấn vô số tuế nguyệt, cho dù đối phương từng rất mạnh, nhưng bây giờ nhất định sẽ rất suy yếu. Nữ tử bình tĩnh nói. Cái thế giới này, không có trên thánh giả, nó có thể ở nơi này, chứng minh nó cường đại cũng không quá đáng là thánh giả. Muốn nói có chỗ bất đồng, đơn giản là thực lực chân chính viễn siêu cường giả thánh giả cảnh bình thường mà thôi. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía nữ tử nói. Ta rất ngạc nhiên, vì sao mặc kệ sự tình gì, người đều có thể luôn lãnh tĩnh như vậy. Cho dù ta đối với người như vậy. Dương Diệp đột nhiên câm miệng, bởi vì nữ tử ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, tuy ánh mắt bình tĩnh như trước, nhưng hắn đã cảm thấy một tia bất thiện. Hồi lâu, nữ tử thu hồi ánh mắt nói. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Dương Diệp nhún vai nói. Được rồi. Tâm tình của ta không bằng ngươi. Dừng lại. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức dừng bước nói. Làm sao vậy? Ngươi tự nhìn đi. Nữ tử nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, trong nội tâm cả kinh, ở trên đờ đỉnh đầu cách bọn hắn ngàn trượng, có một màn sáng màu đen, màn sáng bao trùm lấy toàn bộ phía trên, trong đó có năng lượng màu đen quỷ dị lưu động. Không chỉ đỉnh đờ cu, Dương Diệp kinh hãi phát hiện. Ở dưới chân, còn có bốn phía, đều xuất hiện màn sáng màu đen quỷ dị này. Đây là cái đồ chơi gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Nữ tử quét nhìn bốn phía, trầm ngâm một lát, sau đó trầm giọng nói. Đây là trận pháp phong ma, chuyên môn dùng để phong ấn sinh vật cường đại tà ác. Hiện tại cái phong ấn này khởi động rồi. Không tốt, hung thú kia xung kích phong ấn. Giống. Nữ tử vừa mới nói xong. Xa xa đột nhiên vang lên một tiếng giống giận dữ. Rầm rập. Trong chốc lát, vách núi chung quanh hai người Dương Diệp bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất như muốn rách tả tơi. Mà Dương Diệp ở dưới tiếng gầm, đầu choáng váng, giống như lúc trước, hắn thất khiếu chảy máu. Nhưng không giống dĩ vãng, lúc trước hắn rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng lần này cảm giác mê muội không chỉ không giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng nặng. Nhìn thấy một màn này, nữ tử cau mày. Do dự một cái chớp mắt, nàng đột nhiên cắn ngực Dương Diệp. Đau đớn kịch liệt làm cho Dương Diệp thanh tỉnh rất nhiều, cảm giác mê muội cũng giảm bớt. Hắn cúi đầu nhìn lại, lúc này nữ nhân đã buông hàm răng, đang ngẩng đầu nhìn hắn, ở trên môi nữ tử, còn tràn ra máu tươi của hắn. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nữ tử lè lưỡi liếm liếm máu tươi trên môi, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khác thường. Khóe miệng Dương Diệp co lại. Nữ nhân này giống như rất thích uống máu của hắn. Rầm rập. Lúc này, vách núi chung quanh lay động càng kịch liệt, phảng phất như sau một khắc sẽ sụp xuống. Nó phá tan phong ấn. Nữ tử đột nhiên nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Dương Diệp nói. Nữ tử trầm ngâm một cái chớp mắt nói. Hai con đường, trước khi nó còn chưa phá tan phong ấn, chúng ta ly khai thế giới này, thứ hai, đừng cho nó lao ra. Dương Diệp nói. Nữ tử trầm ngâm một cái chớp mắt nói. Hai con đường, trước khi nó còn chưa phá tan phong ấn, chúng ta ly khai thế giới này, thứ hai, đừng cho nó lao ra. Dương Diệp nói. Vì sao không cho nó lao ra, để nó phá vỡ thế giới này, sau đó chúng ta cùng theo đi ra ngoài. Ngươi là heo sao? Nữ tử nói. Biết rõ cái gì gọi là hung thú sao? Hiện tại ta không có thời gian giải thích cho ngươi cái này. Ngươi chỉ cần biết, nếu như nó đi ra, chuyện thứ nhất khẳng định là giết chết hết thảy sinh vật còn sống mà nó thấy. Cho dù nó lòng từ bi không giết, nhưng một khi nó cưỡng ép hủy diệt thế giới này, khi đó chúng ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lao ra thế giới cùng hủy diệt thế giới, là hai khái niệm bất đồng, rõ ràng chưa con heo. Theo như ý của ngươi, chúng ta cũng chỉ có đi ngăn cản nó. Dương Diệp trầm giọng nói. Phía dưới này. Có một truyền tống trận, chỉ cần chúng ta ở trước khi nó lao ra tìm được truyền tống trận ra ngoài, đến lúc đó, nó ra hay không đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì. Nữ tử nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tốt, trước tìm truyền tống trận. Nói xong, Dương Diệp không nói nhảm, thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía trước. Càng đi về phía trước, uy áp lại càng khủng bố, đến cuối cùng, Dương Diệp cảm giác trên người mình phảng phất như đè ép mấy ngọn núi lớn. Cực kỳ trầm trọng. Cái này để cho thần sắc của hắn cùng với nữ tử càng ngưng trọng lên. Tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, hắn biết rõ,
hắn nhất định phải mau chóng tìm được truyền tống trận ly khai chỗ này, bằng không thì có khả năng không ly khai được. Bởi vì hắn cảm giác được, hung thú kia sắp đi ra. Trong ngực Dương Diệp, thần sắc nữ tử cũng dần dần ngưng trọng lên. Một lát sau, xa xa đột nhiên xuất hiện quang mang lam sắc như có như không. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cuồng hỉ, bởi vì quang mang lam sắc này giống như màn sáng lúc trước kéo bọn họ đến thế giới này. Dương Diệp tăng tốc độ lên tới cực hạn. Nhanh, càng ngày càng gần rồi. Mau dừng lại. Đột nhiên, thanh âm lo lắng của nữ tử vang lên bên tai. Dương Diệp sững sờ, không do dự, hắn lập tức ngừng lại. Đông đông đông. Trong tràng, đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Mỗi tiếng bước chân đều làm mặt đất run lên kịch liệt. Mà lúc này, vòng xoáy thần bí trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Lúc này đây không như dĩ vãng chỉ chuyển thoáng một phát, bây giờ nó không ngừng xoay tròn. Cảnh cáo. Vòng xoáy thần bí cảnh cáo. Thương thiên chết tiệt, một. Rất nhanh, tiếng bước chân biến mất. Nhưng một yêu thú mà Dương Diệp chưa bao giờ thấy qua xuất hiện ở trước mặt hắn. Yêu thú giống như lão hổ, toàn thân hắc ám sắc, cái trán mọc hai long giác màu vàng kim nhạt, miệng như mỏ ưng, sau lưng có cánh chim màu đen. Ở trên người yêu thú, quấn quanh lấy một khóa sắt to như cánh tay. Khi thấy khóa sắt, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, hắn không biết những khóa sắt này có phải đế cấp hay không, nhưng tuyệt đối không phải thần cấp. Lúc này, những khóa sắt kia đã che kín vết rách. Mà ở trên người yêu thú, không chỉ tản ra uy áp khủng bố, còn có một cỗ khí tức chí tà, khí tức tà ác kia làm cho Dương Diệp tim đập nhanh, nhịn không được lui hai bước. Quái vật này đến tột cùng là cái đồ chơi gì? Thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, nữ tử ở trong lòng ngực của hắn sắc mặt cũng ngưng trọng. Ở sau lưng yêu thú, là một vòng tròn màu lam nhạt, Dương Diệp biết rõ, cái này là truyền tống trận, chỉ cần đi vào trong đó, là hắn có thể ly khai địa phương quỷ quái này. Nhưng hắn căn bản không dám vọng động. Nhân loại, hung thú đột nhiên miệng phun tiếng người. Ta ở trên người của ngươi cảm nhận được khí tức tà ác nồng đậm, ta thích người tà ác. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, con mẹ nó ngươi nói thẳng ta là người xấu không phải tốt sao. Tuy không thích yêu thú nói, bất quá trong lòng hắn lại thở dài một hơi, vì gia hỏa này cũng không có như hắn tưởng tượng gặp mặt liền xông lên. Lúc này, có thể không động thủ thì tận lực không động thủ. Dù sao tất cả mọi người là người văn minh nha. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó chân thành nói. Kỳ thật, ta cũng ưa thích người cùng yêu thú tà ác. Đám ngụy quân tử gì đó miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại làm sự tình bẩn thỉu dơ bẩn là ta ghét nhất. Ác nhân là ác nhân, tại sao phải đi ngụy trang mình? Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi thật sự ưa thích yêu thú tà ác? Hung thú hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đương nhiên. Vậy ngươi có thể giúp ta một việc được không? Hung thú nói. Biểu lộ của Dương Diệp cứng ngắc. Ngươi thấy không? Những khóa sắt chết tiệt trên người của ta là những ngụy quân tử lúc trước đeo lên, ngươi có thể hủy giúp ta không? Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta sẽ cảm kích ngươi. Hung thú nói. Thằng này lại hố mình. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn biết rõ, hắn đánh giá thấp chỉ số thông minh của hung thú này. Do dự một chút, hắn nói. Tuy ta rất muốn giúp ngươi, nhưng ngươi thấy được, hiện tại thực lực của ta nhỏ yếu cỡ nào. Dùng thực lực của ta. Căn bản phá không được xích sắt trên người của ngươi. Nếu như gia hỏa trước mắt này là người lương thiện, giúp đối phương cũng không có gì. Vấn đề là thằng này xem xét liền biết không phải người lương thiện, giúp hắn. Hắn cũng không ngại mệnh mình dài, hơn nữa hiện tại, hắn cũng xác thực không có biện pháp phá vỡ khóa sắt trên người đối phương, dù sao hiện tại hắn không có biện pháp thúc giục tiêu vong pháp tắc. Nhân loại, ngươi cự tuyệt ta. Hai mắt của hung thú lộ ra hung quang. Bất quá thoáng qua tức thì. Dương Diệp vác nữ tử đến trên lưng, sau đó nói. Lời không thể nói như vậy, chính ngươi nhìn xem, ta nhỏ yếu cỡ nào, mà xích sắt trên người của ngươi lại cường đại như vậy, ta làm sao có thể phá hủy nó. Còn nữa, ngay cả ngươi mạnh như vậy cũng không thể phá tan, ta càng không thể. Ngươi nói phải không? Thời điểm nói chuyện, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, vận sức chờ phát động. Ngươi không thể. Nhưng nàng có thể. Ánh mắt hung thú đột nhiên rơi vào nữ tử trên lưng Dương Diệp. Ta ở trên người nàng cảm nhận được lực lượng cường đại. Dương Diệp nheo mắt,
hắn cũng biết nữ nhân rất mạnh, nhưng vấn đề là nàng không thể ra tay, hắn vẫn tin tưởng nữ tử. Bởi vì nếu như nữ tử có thể vận dụng thực lực, khẳng định đã sớm động, căn bản không có khả năng nhiều lần tùy ý hắn xâm lược. Nhân loại, cùng kỳ ta không phải một hung thú không biết báo ân, chỉ cần các ngươi giúp ta cởi bỏ khóa sắt, ta sẽ báo đáp các ngươi. Yêu thú nói xong chỉ vào một gốc cây xa xa nói. Thấy được không, trái cây kia có thể trên phạm vi lớn tăng lên thực lực của các ngươi, chỉ cần các ngươi giúp cởi bỏ những khóa sắt chuyện này, trái trên cây đều là của các ngươi. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở bên trái hơn trăm trượng, có một cái cây màu vàng, trên cây kết rất nhiều trái cây lớn cỡ nắm đấm, số lượng ước chừng trên trăm quả. Kim cương quả. Trên lưng Dương Diệp, nữ tử bỗng nhiên nói. Hơn 100 trái kim cương quả. Dương Diệp cảm giác trái tim gia tốc, những trái cây này mặc dù đối với nhân loại tổn thương rất lớn, nhưng đối với yêu thú lại trợ giúp thật lớn, nếu như lấy ra cho những yêu thú kia dùng, tương đương với hơn 100 thánh giả AH. Thấy được không, chỉ cần các ngươi giúp ta cởi bỏ những khóa sắt này, đều là của ngươi. Cùng kỳ lại nói. Dương Diệp lại lắc đầu, trái cây hắn là động tâm. Nhưng nữ tử không thể ra tay. Nếu như nàng có thể ra tay, đoán chừng đã sớm đánh nhau với yêu thú. Còn nữa, hắn không tin Cùng Kỳ nói. Nhân loại, ngươi lại cự tuyệt. Cùng Kỳ nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Cùng Kỳ nói. Dùng thực lực của các hạ, tự mình có thể dẫy dụa ra, cần gì chúng ta hỗ trợ. Hai người chúng ta tới nơi này, cũng không phải nhằm vào các hạ, chỉ muốn rời đi thế giới này. Hung thú yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên hai mắt nó lộ ra hung quang. Âm thanh hung dữ nói. Ly khai thế giới này. Không, ai cũng đừng nghĩ rời đi thế giới này. Nói xong, nó nhìn Dương Diệp gầm lên giận dữ. Một cỗ sóng âm xẹt qua không gian, bắn mạnh về phía Dương Diệp. Những nơi sóng âm đi qua, không gian như nước sôi sôi trào lên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Thần sắc của Dương Diệp dữ tợn, bởi vì sớm có phòng bị, ở thời điểm hung thú gào thét, hắn liền mạnh mẽ xanh ra một quyền. Lực lượng cường đại cùng sóng âm ở trên không trung oanh lại với nhau. Hai cố lực lượng ở trên không trung chạm vào nhau, toàn bộ không gian kích động kịch liệt, lực lượng vô hình khuếch tán ra, Dương Diệp bị cổ lực lượng này chấn lui gần trăm bước, trước ngực hắn xuất hiện vết rạn rậm rạp chằng chịt. Mà hung thú kia tuy cũng bị cố lực lượng này chấn đến, nhưng một chút sự tình cũng không có. Quá mạnh mẽ! Thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, hung thủ này chỉ gầm lên. Liền làm cho hắn thiếu chút nữa gánh không được, nếu như đối phương thoát khỏi xích sắt, vậy hắn chẳng phải bị hết hành hạ đến chết. Hiện tại hắn có hai con đường, một là quay người bỏ chạy, đương nhiên, cũng trốn không đi nơi nào, tối đa là tạm thời không cần đối. Mặt hung thú, mà một khi yêu thú thoát khỏi xích sắt, khi đó không thể nghi ngờ chính là tử kỳ của hắn. Thứ hai là thừa dịp hiện tại đối phương còn chưa triệt để thoát khốn tiêu diệt đối phương, như vậy không chỉ không có nguy hiểm. Còn có thể chạy đi. Đáng tiếc chính là, dùng loại tình huống hiện tại này, đối phương không tiêu diệt hắn là tốt lắm rồi. Giống giống. Hung thú đột nhiên nổi giận, không ngừng giống dợ đần, khóa sát ở trên người hắn két sát rung động, phảng phất như sau một khắc sẽ vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, hai đấm không ngừng ống ra, chống cự lại âm ba công kích. Uy, người có biện pháp nào không? Thời điểm hung thú gào thét, Dương Diệp không ngừng lui lại, hai đấm của hắn đã vỡ, máu tươi không ngừng tuôn ra, tiếp tục như vậy, hai người bọn họ thất bại. Trong lúc này, hắn có triệu hồi ra một bóng đen công kích Cùng Kỳ, nhưng gợn sóng công kích của bóng đen còn chưa tới trước mặt Cùng Kỳ đã bị Cùng Kỳ chấn vỡ. Cái này để cho sắc mặt Dương Diệp đại biến, tranh thủ thu bóng đen vào. Nếu như những hắc ảnh này đều chết ở đây, cái kia thật quá đáng tiếc. Phải biết rằng, nếu như có thể mang đi ra ngoài. Những hắc ảnh này chính là một đại trợ lực. Muốn ta ra tay không? Trên lưng Dương Diệp, nữ tử bỗng nhiên trầm giọng nói. Người ra tay sẽ như thế nào? Dương Diệp vội hỏi. Cái thứ nhất chết đúng là ngươi. Nữ tử nói. Vì cái gì? Dương Diệp kêu lớn lên. Tại đây, ngươi yếu nhất. Nữ tử nói. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến nói. Ngươi không thể khống chế lực lượng mình, đừng giết ta sao? Ở bên ngoài có thể, ở chỗ này không được. Nữ tử nói. Dương Diệp trầm ngâm một lát nói. Nói cách khác, ngươi ra tay, mọi người là đồng quy vô tận.
Là như thế, nữ tử nói. Dương Diệp cười khổ nói. Không có biện pháp khác sao? Có, nữ tử nói. Nói mau a hát. Dương Diệp vội vàng. Cái tháp kia của ngươi. Nữ tử nói. Ta không biết nó có thể đối kháng được hung thú này hay không, nhưng nếu như ngươi có thể điều khiển nó, có lẽ chúng ta còn có một đường cơ hội. Hồng Mông Tháp. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhíu mày, lúc này, cũng chỉ có thể thử xem Hồng Mông Tháp. Dương Diệp không dám chần chờ, tâm thần chìm vào trong cơ thể, đang chuẩn bị câu thông vòng xoáy thần bí, nhưng lúc này, khóa sắt trên người Cùng Kỳ đột nhiên nổ ra, một cỗ uy áp kinh khủng từ trong cơ thể Cùng Kỳ mạnh mẽ bạo phát, cỗ uy áp này lập tức càn quét tất cả. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, vách núi chung quanh lập tức nổ tung, sau đó nát bấy. Sơn băng địa liệt. Dị thế Man Di chết tiệt, Thương Thiên chết tiệt, Cùng Kỳ ta đi ra. Cùng Kỳ ngửa mặt lên trời hét giận dữ, thanh âm chấn động thiên địa, giờ khắc này, thiên địa run rẩy dữ dội. Đột nhiên, ánh mắt nó dừng lại ở trên người Dương Diệp, không nói nhảm, nó nâng chảo lên cách không vỗ tới Dương Diệp và nữ tử. Rầm rầm. Không gian trước mặt Cùng Kỳ lập tức sụp xuống, từng lỗ đen lan tràn về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt nữ tử trên lưng Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, sau một khắc, nữ tử từ trên lưng Dương Diệp chậm rãi bay lên, một tia năng lượng xuất hiện ở trong hai mắt nàng. Tu La Vương, một. Thời điểm hai mắt nữ tử muốn triệt để che kín năng lượng màu đen, một đạo kim quang đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Một tiểu tháp màu vàng xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp. Nữ tử ngừng lại, trong mắt nàng khôi phục bình thường. Sau khi khôi phục bình thường, nữ tử rơi trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn tiểu tháp màu vàng hư ảo, trong mắt có một tia kiêng kỵ cùng nghi hoặc. Tiểu tháp màu vàng xuất hiện, Dương Diệp lập tức thở dài một hơi, cũng may ở thời khắc cuối cùng, Hồng Mông Thái nguyện ý xuất. Thủ! Hồng Mông Tháp không ra tay, chờ nữ nhân ra tay, hắn có khả năng thật sự xong đời. Tiểu tháp màu vàng bộc phát ra quang mang kim sắc bao phủ tất cả, lực lượng thần bí nguyên bản đã công đến trước mặt Dương Diệp lập tức tiêu tán. Nhưng thần sắc của Dương Diệp lại càng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, tiểu tháp màu vàng so với trước càng thêm hư ảo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tháp sẽ suy yếu. Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi lo lắng. Cái này, đây là... Đúng lúc này, Cùng Kỳ nhìn thấy tiểu tháp màu vàng, ánh mắt lộ ra một tia mê mang cùng nghi hoặc, còn có một tia kiêng kỵ. Nó gắt gao nhìn tiểu tháp màu vàng, giống như muốn xem thấu. Có thể điều khiển tiểu tháp không? Bên cạnh Dương Diệp, nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp nếm thử một chút, sau đó lắc đầu, hắn có thể cảm giác được tiểu tháp màu vàng, nhưng lại không thể khống chế. Đây là Hồng. Lúc này, Cùng Kỳ nghẹn ngào hoảng hốt, nhưng nó còn chưa nói xong, tiểu tháp màu vàng đột nhiên hóa thành một đạo kim quang xuất hiện ở trên đỉnh đầu Cùng Kỳ, sau đó từng vòng tròn màu vàng không ngừng trùm xuống. Những vòng tròn màu vàng này tầng tầng lớp lớp bao vây Cùng Kỳ, chỉ chốc lát, Cùng Kỳ đã bị những vòng tròn màu vàng này vây nhốt. Trong mắt Cùng Kỳ có vẻ kinh hãi, nó điên cuồng gầm thét, thân thể không ngừng va chạm, ở dưới nó điên cuồng va chạm, những vòng tròn màu vàng kia bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cùng nữ tử đều biến sắc. Đặc biệt là Dương Diệp, hắn không nghĩ tới Cùng Kỳ khủng bố đến loại trình độ này, ngay cả Hồng Mông Tháp cũng có thể phản kháng. Phải biết rằng, lúc trước Táng Thiên ở trước mặt Hồng Mông Tháp, là ngay cả cái giám cũng không dám phòng a hát. Mà Cùng Kỳ còn dám phản kháng. Đúng rồi. Đồng tử Dương Diệp đột nhiên co rụt lại, hắn nghĩ tới một chuyện, chính là trước kia Cùng Kỳ giống như nhận thức Hồng Mông Tháp. Bất quá thoáng tưởng tượng cũng thoải mái. Cùng Kỳ và đám người Tần Bất Phàm đến từ một chỗ, nói không chừng nó cũng là vì Hồng Mông Tháp mà đến. Nghĩ vậy. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng trước đó chưa từng có, nữ tử nói, thế giới này khả năng còn có nghịch chủng huyền giả lọt lưới, mà mỗi một nghịch chủng huyền giả đều cường đại như thế, ngày sau nếu Hồng Mông Tháp tiết lộ ra ngoài, những nghịch chủng huyền giả kia còn không đến tìm hắn. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhịn không được lạnh run. Rầm rầm rầm. Lúc này, Cùng Kỳ va chạm càng thêm điên cuồng. Không chỉ vòng tròn màu vàng bắt đầu rạn nứt, Dương Diệp kinh hãi phát hiện. Tiểu tháp màu vàng cũng run lên kịch liệt. Tiểu tháp không chấn được nó. Khóe miệng Dương Diệp co giật, tuy hắn biết rõ, tiểu tháp màu vàng bất quá là hình chiếu của Hồng Mông Tháp, nhưng đó cũng là Hồng Mông Tháp A-Hát.
Cùng kỳ rốt cuộc là quái vật gì? Vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Tiếp tục như vậy không được. Nữ tử bỗng nhiên nói. Tiểu tháp của ngươi so với trước kia thu phục tạo hóa thụ yếu đi quá nhiều. Nếu như ta không đoán sai, tiểu tháp vốn bị thương rất nặng, sau khi thu phục tạo hóa thụ cùng đối kháng thiên đạo, nó hẳn là tổn thương càng nặng, mà bây giờ nó đã nỏ mạnh hết đà. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng gật đầu nói. Trước kia nó xác thực bị tổn thương rất nghiêm trọng. Ở thời điểm trảm thiên đạo, không chỉ hắn, ngay cả Hồng Mông Tháp, Kiếm Linh, đều bị hắn liên lụy thụ thương rất nặng, Hồng Mông Tháp khá tốt, khôi phục một ít, mà Kiếm Linh đến nay vẫn còn ngủ say. Nghe qua hồn khế chưa? Nữ tử bỗng nhiên nói. Hồn khế? Dương Diệp cau mày. Cái đó là gì? Hai mắt nữ tử khép hờ, hồi lâu nàng mở to mắt, nhìn Dương Diệp. Hồn khế, lại xưng linh hồn khế ước, một loại khế ước có thể nô dịch yêu thú. Nô dịch yêu thú? Dương Diệp ngẩn người, giống như nghĩ đến cái gì, hắn chỉ vào Cùng Kỳ nói. Ngươi muốn ta ký kết hồn khế với gia hỏa kia? Nữ tử nhẹ gật đầu. Có thể sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử lần nữa nhẹ gật đầu. Vậy nhanh truyền thụ A Hát. Dương Diệp nhìn không được hưng phấn lên. Con mẹ nó, nếu như có thể hàng phục được Cùng Kỳ, vậy sau này ở Thanh Châu, Dương Diệp hắn còn cần sợ ai? Cái gì Vân Tiêu Thánh Điện, trong nháy mắt tức diệt. Ngươi phải cam đoan, quyết không được truyền ra ngoài. Nữ tử nói. Ta cam đoan. Dương Diệp không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Ta rất nghiêm túc. Nữ tử nhìn Dương Diệp, thần sắc vô cùng chăm chú. Cái này có cái gì cần chú ý sao? Nhìn thấy thần sắc của nữ tử, hưng phấn trên mặt Dương Diệp rút đi nói. Nữ tử nói. Cái hồn khế này, chính là một nhân loại của linh giới sáng chế. Sau khi hồn khế xuất hiện, yêu tộc chúng ta xuất hiện nguy cơ trước nay chưa từng có. Bởi vì có hồn khế này, rất nhiều yêu tộc của chúng ta không chỉ bị nhân loại nô dịch, càng sẽ bị nhân loại lợi dụng đến cùng đồng tộc tương tàn. Khi đó, tất cả yêu tộc đều cảm nhận được nguy cơ, bởi vậy tất cả yêu tộc liên hợp lại cùng nhân loại đại chiến. Kết quả cuối cùng là, song phương đều chịu không nổi, nhân loại các ngươi không thể không lui một bước, cấm sử dụng hồn khế, hơn nữa hứa hẹn với yêu tộc chúng ta, ngày sau trong thế giới nhân loại, ai dám dùng khế ước này, nhân tộc cùng yêu tộc chúng ta liên thủ tiêu diệt. Nghe được nữ tử nói, Dương Diệp nheo mắt, nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ tiêu diệt, nói cách khác, nếu hắn dám chuyển ra ngoài, hoặc dám tiết lộ loại khế ước này, hắn là địch nhân của cả linh giới. Nếu như truyền đi, người sẽ chết, mà rất nhiều yêu thú của yêu tộc ta kết cục sẽ rất thê thảm. Nữ tử nói. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu nói. Người yên tâm đi, ta sẽ không truyền đi, ngày sau cho dù đối địch, với yêu thú. Ta cũng chỉ sẽ giết đối phương, mà không lợi dụng hồn khế đối phó yêu tộc. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu nói. Đi tới bên cạnh Cùng Kỳ, đợi tí nữa nghe ta chỉ thị. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó đi tới trước mặt Cùng Kỳ, mới vừa đi tới trước mặt Cùng Kỳ liền gầm lên giận. Dữ, bất quá tiếng hô của nó bị những vòng tròn màu vàng kia ngăn trở, bởi vậy không có tạo thành ảnh hưởng gì cho Dương Diệp. Tích một giọt máu huyết ở trên người nó. Nữ tử nói. Dương Diệp cong ngón búng ra, một tia máu huyết từ đầu ngón tay kích xạ, bắn vào trên người Cùng Kỳ. Máu huyết rơi vào trên người H.C. Ung Kỳ, nữ tử bắt đầu niệm khẩu quyết mà Dương Diệp nghe không hiểu, Dương Diệp vội vàng niệm theo. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, một ma quỷ dị xuất hiện, hai vòng tròn màu đen phân biệt xuất hiện ở dưới chân Dương Diệp và dưới chân Cùng Kỳ. Khi hai vòng tròn màu đen xuất hiện, Cùng Kỳ giật mình nói. Nhân loại, mau dừng lại, dừng lại. Nói xong, nó bắt đầu điên cuồng đụng chạm vòng tròn màu vàng, ở dưới Cùng Kỳ điên cuồng va chạm, những vòng tròn màu vàng kia bắt đầu rạn nứt phạm vi lớn, có thậm chí đã đứt gãy. Tiểu tháp màu vàng cũng càng thêm hư ảo. Nữ tử niệm nhanh hơn. Sau một lát, nữ tử đột nhiên ngừng lại, cùng lúc đó, Dương Diệp cũng ngừng lại. Vòng tròn màu vàng quấn quanh Cùng Kỳ và tiểu tháp đột nhiên nổ ra, hóa thành mảnh vỡ năng lượng. Tiểu tháp biến mất, trong miệng Dương Diệp mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, giờ khắc này, hắn hư nhược đến cực hạn. Mà lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong cơ thể hắn. Yên lặng một cái chớp mắt, ngực Dương Diệp xuất hiện một hình xăm, đúng là mô hình của Cùng Kỳ.
Dương Diệp co quắp ngồi dưới đất, sau đó nhìn về phía nữ tử nói. Cái này là được rồi. Nữ tử lắc đầu nói. Vốn dùng thực lực của ngươi là không thể ký kết khế ước, bởi vì tiểu tháp của ngươi trấn áp nó, khiến nó vô cùng suy yếu, nên ngươi mới có thể thành công ký kết khế ước. Hiện tại, bởi vì khế ước, nó đã ngủ say. Nhớ kỹ, đừng tỉnh nó lại, nếu như ngươi tỉnh nó lại, nó khả năng người thứ nhất giết đúng là ngươi. Bởi vì thực lực của ngươi quá yếu, căn bản áp chế không nổi nó. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc của nữ tử cực kỳ ngưng trọng. Nói cách khác, chỉ cần ta không tỉnh nó lại, sẽ không có sự tình. Dương Diệp nói, sau đó chờ thực lực của ta đủ rồi, có thể áp chế nó. Nữ tử lại lắc đầu nói, một năm, dùng thực lực của nó, tối đa một năm là có thể khôi phục, đến lúc đó nếu như ngươi vẫn yếu như vậy, nó tất phệ chủ. Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp sửng sốt, sau đó hắn cuống hỉ, bởi vì hắn sơ phát hiện, huyền khí trong cơ thể hắn có thể vận chuyển. Phiến thế giới này tối đa một năm sẽ triệt để nghiền nát. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên nói. Bởi vì nó đã phá thành mảnh nhỏ, không cách nào chính thức tự thành nhất thể, linh khí linh giới bắt đầu thẩm thấu vào. Nói đến đây, nữ tử đột nhiên cau mày lại nói. Không tốt, quang nữ kia đến. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, hắn không nói nhảm, tay phải khẽ vẫy, kim cương thụ lập tức bay đến trong tay hắn, sau đó thân hình khẽ động, ôm lấy nữ tử tiến vào vòng tròn màu lam. Tiến vào vòng tròn màu lam nhạt, Dương Diệp cảm thấy một hồi mê muội. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm thấy cảm giác mê muội biến mất, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trời xanh mây trắng, biển cả, bọn hắn ở trên một hòn đảo, quan trọng nhất là, hắn cảm nhận được linh khí nồng đậm. Thanh Châu. Dương Diệp thở ra một hơi, sau đó ôm lấy nữ tử trong ngực cười nói. Chúng ta rốt cục đi ra, ha ha. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên kịch biến, vừa định trốn, thế nhưng đã chậm. Một nữ tử mặc váy dài màu trắng, mang mặt nạ cùng 13 lão giả quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng là Tu La Vương. Dương Diệp trầm giọng hỏi. Phải. Nữ tử nói. Là tới tìm ta. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, vác nữ tử đến trên lưng, sau đó tay khẽ động, Hoàng Tuyền cùng Bích Lạc xuất hiện ở trên hai tay của hắn, cùng lúc đó, kiếm giáp cùng kiếm dực cũng lặng yên xuất hiện. Ánh mắt Dương Diệp đảo qua từng người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người nữ tử nói. Tu La Vương, nghe nói ngươi là Thanh Châu đệ nhất cường giả, có bản lĩnh chúng ta sâu lâu. Trên lưng Dương Diệp, nữ tử nhìn hắn một cái, sau đó có chút cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Tu La Vương không có để ý Dương Diệp, mà đi về phía trước hai bước, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, muốn động thủ, nhưng lúc này, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, Tu La Vương chậm rãi quỳ xuống nói. Đồ nhi sơ sẩy, lại để cho sư phụ thân hãm tuyệt cảnh, tội đáng chết vạn lần. Thanh âm của Tu La Vương rơi xuống, ở sau lưng nàng, hơn 10 lão giả cũng vội vàng quỳ xuống, cùng kêu lên nói. Cầu chủ thượng tha thứ. Dương Diệp ngây người, hồi lâu sau, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử, mà lúc này nữ tử cũng đang nhìn hắn. Hai người đối mặt, thời gian như dừng lại. Đế nữ hành tẩu trên thế gian. Một. Sư phụ của Tu La Vương. Chủ thượng. Nữ nhân trước mắt này cùng Tu La Vương không phải địch nhân, mà là thầy trò. Giờ khắc này, Dương Diệp có chút mộng. Đúng lúc này, thiên địa linh khí ở chung quanh đột nhiên điên cuồng vọt về phía Dương Diệp, cuối cùng toàn bộ chui trong cơ thể vào nữ. Tử. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, bởi vì hắn phát hiện, huyền khí trong phạm vi ít nhất mấy vạn dặm đều vọt tới, cuối cùng toàn bộ chui vào trong cơ thể nữ tử. Không chỉ như thế, Dương Diệp còn phát hiện, ở trong linh khí còn kèm theo tí ti khí lưu màu tím. Dương Diệp biết rõ, đây là bản nguyên tử khí của thế giới này. Thời gian dần trôi qua, nữ tử từ trên lưng hắn chậm rãi bay lên. Ở dưới vô số huyền khí tràn vào, Dương Diệp phát hiện, miệng vết thương của nữ tử chậm rãi khép lại. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó chậm rãi lui về phía sau, muốn ly khai, mà lúc này, Tu La Vương đột nhiên chắn ở trước mặt hắn. Nhân loại. Dưới mặt nạ truyền đến thanh âm của Tu La Vương. Tuy thanh âm bình tĩnh, nhưng Dương Diệp lại cảm thấy lạnh cả người. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Yên tâm, ta lập tức đi ngay. Hiện tại,
hắn chỉ muốn mau chóng trở lại Vân Hải Thư Viện, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Tạo hóa thụ là bởi vì ngươi mà biến mất. Tu La Vương lại nói. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn biết rõ việc này không có cách nào thiện. Căn cứ nguyên tắc làm người tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tai ương, trường kiếm trong tay Dương Diệp mạnh mẽ bổ một phát, một đạo kiếm khí từ mũi kiếm bắn tung tóe ra. Nhưng đạo kiếm khí kia còn chưa tới trước mặt Tu La Vương, đã bị một cổ lực lượng vô hình chấn vỡ. Bất quá lúc này, Dương Diệp đã ở ngoài mấy ngàn dặm. Tại tốc chi pháp tắc cùng kiếm rực gia trì, tốc độ của hắn đã viễn siêu thánh giả. Hai mắt Tu La Vương nhíu lại, muốn truy theo, nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên ngừng lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, bởi vì Dương Diệp nguyên bản đã đào tẩu đột nhiên chạy trở về. Ta cảm thấy chúng ta nên hảo hảo nói chuyện a. Dương Diệp cực kỳ chân thành nói. Đánh nhau hay chạy trốn là không thể giải quyết vấn đề, ngươi cảm thấy thế nào? Trong mắt Tu La Vương như trước mang theo một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh, khi nàng nhìn về phía sau lưng Dương Diệp, nghi hoặc trong mắt biến mất một ít. Bởi vì chẳng biết lúc nào, sau lưng Dương Diệp nhiều hơn một hắc bào nhân. Khi cảm giác được hắc bào nhân ở sau lưng, khóe miệng Dương Diệp co lại, vốn hắn nghĩ tốc độ của mình đã rất nhanh, nhưng hắn phát hiện, so với quang nữ, tốc độ của hắn vẫn kém một mảng lớn. Không chỉ tốc độ, phương diện thực lực hắn cũng có chênh lệch rất lớn. Công kích của đối phương, nhanh đến ngay cả hắn cũng nhìn không tới quỹ tích. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể chạy về. Dù sao Tu La Vương chán ghét nhân loại, không chừng nàng nhìn quang nữ khó chịu, trước giết nữ nhân này thì sao? Hắn cũng có chút tò mò, đến tột cùng là quang nữ mạnh, hay Tu La Vương được xưng thanh châu đệ nhất cường giả mạnh. Lại là nhân loại. Hiện tại, hắn chỉ mưu cốn mau chóng trở lại Vân Hải Thư Viện, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Tạo hóa thụ là bởi vì ngươi mà biến mất. Tu La Vương lại nói. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn biết rõ việc này không có cách nào thiện. Căn cứ nguyên tắc làm người tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tai ương, trường kiếm trong tay Dương Diệp mạnh mẽ bổ một phát, một đạo kiếm khí từ mũi kiếm bắn tung tóe ra. Nhưng đạo kiếm khí kia còn chưa tới trước mặt Tu La Vương, đã bị một cổ lực lượng vô hình chấn vỡ. Bất quá lúc này, Dương Diệp đã ở ngoài mấy ngàn dặm. Tại tốc chi pháp tắc cùng kiếm rực gia trì, tốc độ của hắn đã viễn siêu thánh giả. Hai mắt Tu La Vương nhíu lại, muốn truy theo, nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên ngừng lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, bởi vì Dương Diệp nguyên bản đã đào tẩu đột nhiên chạy trở về. Ta cảm thấy chúng ta nên hảo hảo nói chuyện a. Dương Diệp cực kỳ chân thành nói. Đánh nhau hay chạy trốn là không thể giải quyết vấn đề, ngươi cảm thấy thế nào? Trong mắt Tu La Vương như trước mang theo một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh, khi nàng nhìn về phía sau lưng Dương Diệp, nghi hoặc trong mắt biến mất một ít. Bởi vì chẳng biết lúc nào, sau lưng Dương Diệp nhiều hơn một hắc bào nhân. Khi cảm giác được hắc bào nhân ở sau lưng, khóe miệng Dương Diệp co lại, vốn hắn nghĩ tốc độ của mình đã rất nhanh, nhưng hắn phát hiện, so với quang nữ, tốc độ của hắn vẫn kém một mảng lớn. Không chỉ tốc độ, phương diện thực lực hắn cũng có chênh lệch rất lớn. Công kích của đối phương, nhanh đến ngay cả hắn cũng nhìn không tới quỹ tích. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể chạy về. Dù sao Tu La Vương chán ghét nhân loại, không chừng nàng nhìn quang nữ khó chịu, trước giết nữ nhân này thì sao? Hắn cũng có chút tò mò, đến tột cùng là quang nữ mạnh, hay Tu La Vương được xưng thanh châu đệ nhất cường giả mạnh. Lại là nhân loại. Lần này trong thanh âm của Tu La Vương mang theo hàn ý cùng sát ý không che giấu chút nào. Nhưng quang nữ lại không có để ý Tu La Vương, mà nhìn về phía Dương Diệp, giờ khắc này, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, một âm thanh nổ tung vang lên ở trên người hắn, sau đó hắn bị chấn lui lại mấy trăm trượng. Hắn ngừng lại, cúi đầu xem xét, ở trên kiếm giáp nhiều hơn một dấu vết. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt cực kỳ ngưng trọng. Tốc độ công kích của nữ nhân này quá kinh khủng, nếu như không phải có kiếm giáp, hắn rất có thể bị đối phương trực tiếp miểu sát. Đến mà không đi là phi lễ vậy. Dương Diệp gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trước mặt quang nữ, cùng lúc đó, hoàng tuyển kiếm trong tay hắn đâm thẳng đầu quang nữ. Bất quá ngay thời điểm kiếm của hắn muốn tới trước mặt quang nữ, một đạo quang bích đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn kiếm của hắn lại. Hoàng tuyển kiếm trong tay Dương Diệp run lên, bất quá sau một khắc,
Hoàng Tuyền kiếm trong tay Dương Diệp co rụt lại, sau đó mạnh mẽ đâm về phía trước. Lúc này đây, quang bích kia không ngăn cản được kiếm của Dương Diệp, ầm ầm vỡ vụn ra. Khống chế lực lượng không tệ. Quang nữ đột nhiên nói, sau đó tay nàng khẽ vẫy, quang bích hóa thành từng đạo quang nhận oanh về phía Dương Diệp. Tốc độ của quang nhận thật sự quá nhanh, Dương Diệp căn bản không cách nào trốn tránh. Cũng may Dương Diệp một mực sớm có đề phòng, thời điểm nữ tử điều khiển những quang nhận kia, kiếm ý hư vô cảnh từ trong cơ thể hắn bạo tuôn ra, cùng lúc đó, kiếm giáp trên người hắn hóa thành mấy vạn đạo kiếm quang oanh về phía quang nhận. Những quang nhận kia của quang nữ lập tức bị kiếm quang bao phủ. Rầm rầm, từng âm thanh nổ tung không ngừng vang lên. Rất nhanh, những quang nhận kia biến mất, kiếm khí của Dương Diệp bắn về phía quang nữ. Kiếm ý hư vô cảnh. Trong thanh âm của quang nữ mang theo một tia kinh ngạc, sau đó bàn tay như ngọc trắng của nàng nhẹ nhàng vung lên, vô số chùm tia sáng thoáng hiện, những tia sáng này rất mạnh, lập tức oanh tán kiếm quang của Dương Diệp, châm kiếm cũng bị đánh bay. Đồng tử của hắn hơi co lại, tay phải khẽ vẫy, những châm kiếm kia lập tức trở lại trên người, hóa thành kiếm giáp bao vây hắn lại. Mà ngay một khắc này, ở chung quanh hắn chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện từng đạo quang nhận, những quang nhận này trải rộng ở chung quanh, hoàn toàn phong tỏa hắn. Sau một khắc, những quang nhận kia lập tức bao phủ Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, cái bóng sau lưng nữ tử áo đen đột nhiên nhúc nhích, sau đó Dương Diệp quỷ dị xuất hiện ở sau lưng nữ tử áo đen, một nắm tay mạnh mẽ oanh về phía cái ót của nàng. Thân thể quang nữ có chút dừng lại, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Dương Diệp đột nhiên thi triển ra ám pháp tắc. Bất quá nàng cũng không bối rối, thời điểm nắm đấm của Dương Diệp muốn oanh lên đầu nàng, một đạo quang mang đột nhiên từ trong cơ thể nàng tuôn ra, oanh về phía nắm đấm của Dương Diệp. Chùm tia sáng của nữ tử lập tức bị nắm đấm của Dương Diệp oanh tán, bất quá trong chốc lát, vô số quang nhận đột nhiên oanh lên người hắn, chấn hắn bay ra mấy trăm trượng. Dương Diệp nhìn thoáng qua trên người mình, giờ phút này ở trên kiếm giáp của hắn tràn đầy vết kiếm. Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch trước kia vì sao nữ tử nói, ở địa phương có ánh sáng, 10 thánh giả cũng không phải đối thủ của quang nữ. Bởi vì địa phương có ánh sáng, đều là năng lượng nữ nhân này có thể lợi dụng. Nếu như không phải có kiếm ý hư vô cảnh và kiếm giáp, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của nữ nhân trước mắt này. Ngươi là quang nữ của U Minh Điện. Đúng lúc này, Tu La Vương ở một bên đột nhiên nói. Nhưng quang nữ lại bỏ qua Tu La Vương, nhìn Dương Diệp nói. Một thân thần trang, dựa vào ngoại vật, chưa đủ thành đạo. Nói xong, lại muốn động thủ. Bất quá Tu La Vương đột nhiên nâng bàn tay như ngọc trắng lên vỗ tới. Một chưởng rơi xuống, cự chưởng phá vỡ không gian, sau đó hung hăng chảo về phía quang nữ. Đảo nhỏ ở dưới chân quang nữ lập tức sụp xuống, lực lượng cường đại làm cho không gian xung quanh quang nữ bị bóp méo. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, Tu La Vương không hổ là Thanh Châu đệ nhất cường giả. Nữ nhân này không sợ đưa tới thiên đạo ư, phải biết rằng quang nữ cũng là thánh giả A-Hát. Lúc này, phía chân trời đột nhiên chút xuống vô số tia sáng, chùm tia sáng rơi vào trên bàn tay khổng lồ, cả hai run lên kịch liệt, sau đó mạnh mẽ nổ tung, vô số khí lãng càn quét ra, dự uy cường đại làm cho nước biển phía dưới xoáy lên gần mấy ngàn trượng. Khóe miệng Dương Diệp hơi co rút, mặc kệ hai người, quay người muốn đi, mà lúc này, nữ tử được Tu La Vương xưng là sư phụ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp, nữ tử nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt rơi vào trên người quang nữ nói. Ly khai nơi đây. Nghe được nữ tử nói, Tu La Vương vốn muốn ra tay lập tức ngừng lại, sau đó đi tới bên cạnh nàng, một bộ nhu thuận, cái này để cho Dương Diệp xem trợn mắt há hốc mồm. Hắn phải chết. Quang nữ nói. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Nữ nhân này cũng thật là bá đạo, mình bất quá là lĩnh ngộ ám pháp tắc, liền muốn giết chết mình. Nếu đối phương biết mình giết ảnh nữ, không biết sẽ như thế nào. Ta nói ly khai. Thanh âm của nữ tử bình tĩnh như trước. Nếu ta không đi thì sao? Quang nữ cũng rất cứng rắn, thân là người của U Minh Điện, khi nào cần xem sắc mặt của người khác. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó tay phải cách không nắm chặt quang nữ, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy ánh sáng ở trong phạm vi mấy vạn dặm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất, không đến ba tức, phạm vi mấy vạn dặm không còn ánh sáng. Mà ở phía chân trời xa xôi, mặc dù có ánh sáng, nhưng những ánh sáng kia lại phảng phất như bị cái gì ngăn cản,
căn bản không rơi xuống nổi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp kinh hãi, bởi vì đây là lực lượng của vực. Lần thứ nhất, hắn lần thứ nhất gặp được lực lượng của vực. Lực lượng của vực. Trong thanh âm quang nữ mang theo kinh hãi, còn có một tia hoảng sợ. Ngươi chính là đế nữ hành tẩu trên thế gian. Nữ tử vung tay phải lên, quang nữ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó quang nữ trực tiếp bay rớt ra ngoài, qua trong giây lát liền hóa thành một điểm đen biến mất ở phía chân trời. Nể tình U Minh Điện, không giết ngươi, từ nay về sau, không được lại đặt chân đến Thanh Châu, nếu không, ta cho ngươi thần hồn câu diệt. Thanh âm của nữ tử xâm lãnh vang vọng. Một bên, trong nội tâm Dương Diệp đã lật lên sóng to gió lớn. Vực, hắn gặp được lực lượng của vực, nguyên lai lực lượng của vực khủng bố như thế. Giờ phút này, Dương Diệp minh bạch, không phải kiếm vực của hắn không được, mà là bản thân hắn căn bản không có chính thức nắm giữ vực. Lúc này, nữ tử đột nhiên quay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Chuyện giữa chúng ta cần giải quyết. Sự tình gì? Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này không phải là muốn thu về tính sổ chứ? Ta nhớ được ngươi đã nói, sau khi đi ra, chúng ta sâu lâu, ngươi thắng, chuyện lúc ban đầu bỏ qua. Mà nếu như ta thắng, ngươi mặc ta xử trí. Hiện tại, ngươi ra tay đi. Nữ tử bình tĩnh nói. Khóe miệng Dương Diệp co lại. Sau nửa ngày hắn cười khổ nói. Ta nhận thua. Nói giỡn, quang nữ ở trước mắt nàng một chiêu cũng sống không qua, về phần hắn. Hắn ngay cả quang nữ cũng đánh không lại a. Nữ tử khẽ gật đầu, nhưng lại không nói gì, trầm mặc. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử nói. Ta có chút không rõ, người đã là sư phụ của Tu La Vương, vậy tại sao lại bị nhốt ở chỗ đó? Còn bị nàng phong ấn. Nữ tử khẽ lắc đầu nói. Là tự ta phong ấn chính mình. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói. Lực lượng của ta quá mạnh mẽ, bạo phát ra, thế giới này không chịu nổi. Dương Diệp. Nữ tử nói. Ngươi đã nhận thua, ta liền nói yêu cầu. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ta muốn cái tiểu tháp kia. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức kịch biến. Hắn nhìn nữ tử nửa ngày, sau một khắc, hắn mãnh liệt xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy một màn này, Tu La Vương bước ra một bước, muốn ra tay, bất quá bị nữ tử ngăn trở. Ta đến. Nữ tử nói xong, người đã biến mất ngay tại chỗ. Táng thiên bi kịch, 1. Dương Diệp thật không ngờ nữ nhân lại muốn Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp có thể cho nàng sao? Tự nhiên là không thể. Không nói trước hắn căn bản không thể khống chế Hồng Mông Tháp, cho dù có thể khống chế, cũng tuyệt đối không thể cho, bởi vì đám người Tô Thanh Thi vẫn ở trong Hồng Mông Tháp. Nữ tử yêu cầu, làm cho Dương Diệp biết rõ, về sau Hồng Mông Tháp tuyệt không thể đơn giản bày ra. Đương nhiên, hắn vốn cho là ở thế giới kia, tuy cùng nữ tử náo một tí không thoải mái, nhưng tốt xấu mọi người cũng trải qua sinh tử, như thế nào cũng coi như nửa cái bằng hữu a. Nhưng sự thật nói cho hắn biết. Đối phương căn bản không có coi hắn là bằng hữu. Đối phương ở thế giới kia làm hết thảy, bất quá là vì để cho hắn mang đối phương đi ra mà thôi. Ở thế giới kia giết nữ tử. Ý nghĩ này đã từng xuất hiện qua, dù sao hắn biết sức hấp dẫn của Hồng Mông Tháp, nhưng hắn rất nhanh liền chối bỏ. Bởi vì tuy nữ tử không có thực lực, nhưng như đối phương nói, đối phương chỉ là không thể dùng, mà không phải không có. Mà một khi dùng, hắn tuyệt đối thập tử vô sinh. Sự thật chứng minh, nữ tử không có lừa gạt hắn. Dương Diệp cũng không có tiếp tục phi hành ở trên không trung, mà rơi trên mặt đất, sau đó lợi dụng kiếm vực ẩn giấu đi. Ở phía chân trời, cho dù kiếm vực che giấu khí tức cũng quá nguy hiểm, bởi vì làm mục tiêu quá lớn. Mà ở mặt đất, có vô số đồ vật yểm hộ, như vậy đối phương muốn đuổi kịp hắn, tự nhiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bất quá cân nhắc thực lực khủng bố của nữ tử, lần này Dương Diệp càng thêm cẩn thận. Cái kia chính là trên đường đi chuyên chọn địa phương hắc ám đi, sau đó lợi dụng ám pháp tắc hóa thành cái bóng. Kiếm vực tăng thêm ám pháp tắc, cái này để cho hắn có chút ít lực lượng. Hiện tại, hắn chỉ muốn mau chóng chạy về Vân Hải Thành, bị nhốt lâu như vậy, cũng không biết Vân Hải Thư Viện thế nào rồi. Nghĩ vậy, tốc độ của hắn nhìn không được nhanh hơn. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn hơn 10 trượng. Một nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện.
nữ tử quần áo như tuyết, trần thế bất nhiễm, tú mục thanh tịnh như thu thủy, giếng nước yên tĩnh, mặt như bạch ngọc nõn nà, vô cùng mịn màng, toàn thân mang theo vầng sáng như có như không, tựa như thần nữ trên 9 tầng trời không ăn khói lửa nhân gian. Nữ tử này không phải người khác, đúng là sư phụ của Tu La Vương. Dương Diệp như trước núp trong bóng tối, hắn cùng với bóng cây dung làm một thể, tăng thêm kiếm vực ẩn nấp, có thể nói, lúc này coi như là một thánh giả đi qua bên cạnh hắn cũng không phát hiện được. Nhưng hắn biết rõ, nữ tử phát hiện hắn. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp không có lựa chọn trốn, mà đi ra ngoài. Trốn, sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, hắn căn bản trốn không thoát, tiếp tục trốn, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy. Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử, nhìn thẳng nàng nói. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu nói. Cái tiểu tháp kia hữu dụng với ta. Nhưng đó là của ta. Dương Diệp nói. Nếu như ta sẵn lòng, nó hiện tại là của ta. Nữ tử nhìn Dương Diệp, thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng lại lộ ra hàn ý xâm lãnh. Vậy vì cái gì ngươi còn không đoạt? Dương Diệp nói. Ta hy vọng chính ngươi cho ta. Nữ tử nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu nói. Dùng thực lực của ngươi, nếu động thủ đoạt, có lẽ sớm đã tới tay. Không phải sao? Nữ tử không nói gì. Dương Diệp nhìn nữ tử hồi lâu, thấy nữ tử không nói lời nào, hắn nói. Nếu như ta không cho ngươi thì sao? Ta sẽ đoạt. Nữ tử nói. Dương Diệp nhìn nữ tử, hồi lâu, trên người hắn bắt đầu tản mát ra hồng mang nhàn nhạt. Cùng lúc đó, tóc hắn cùng hai mắt bắt đầu biến sắc, biến thành màu đỏ tươi. Một cột máu từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời, đâm thẳng trời xanh, trong chốc lát, toàn bộ phía chân trời một mảnh huyết hồng, tựa như tận thế tiến đến. Một thanh huyết kiếm giống như máu tươi tạo thành xuất hiện ở trên tay Dương Diệp. Ha ha, Dương Diệp, người rốt cục nhịn không được muốn dùng lực lượng sát lục. Tốt, rất tốt, ha ha, đến, đừng phản kháng. Tiếp nhận lực lượng của ta, ta và ngươi bắt tay, chúng ta tàn sát hết ngàn vạn thế giới. Thanh âm điên cuồng của Táng Thiên ở giữa sân vang lên. Đối mặt nữ tử cường đại như thần kia, Dương Diệp căn bản không có biện pháp, chỉ có thể triệu hoán Táng Thiên. Tuy triệu hoán Táng Thiên, có thể sẽ bị Táng Thiên nô dịch, nhưng nếu như không triệu hoán, đối mặt nữ nhân này, hắn một chút phần thắng cũng không có. Táng Thiên ra. Sát ý hư vô cảnh trong nháy mắt từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn trào, hơn nữa qua trong giây lát ngay cả kiếm ý hư vô cảnh cũng ngăn chặn, cùng lúc đó, trên người Dương Diệp không ngừng tuôn ra tia máu nhanh chóng khuếch tán, chung quanh gần vạn dặm bị tia máu bao phủ, trở thành một mảnh huyết hồng. Bất quá vị trí nữ tử lại bình thường, những tia máu kia căn bản không cách nào tới gần nàng một trường. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, nàng cau mày lại. Mà lúc này... Trong mắt Dương Diệp đã không có chút thanh minh nào. Trong tay hắn, huyết kiếm cắt lòng bàn tay, máu tươi không ngừng tràn vào huyết kiếm, theo máu tươi không ngừng tràn vào, huyết kiếm càng ngưng thực. Chạm! Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nắm huyết kiếm chém tới nữ tử. Một kiếm rơi xuống, không gian trong ngàn trượng lập tức phá thành mảnh nhỏ. Nhưng một kiếm khủng bố như thế, lại bị hai ngón tay của nữ tử kẹp lấy. Mượn ngoại lực, cuối cùng không phải chính đạo. Thanh âm của nữ tử rơi xuống, huyết kiếm ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, nữ tử bước ra một bước, một ngón tay điểm vào mi tâm Dương Diệp nói. Chạy trở về đi. Thanh âm rơi xuống, một cổ lực lượng thần bí từ đầu ngón tay nữ tử thẩm thấu tiến vào mi tâm của Dương Diệp. A hát. Lúc này, trong tràng vang lên tiếng kêu hô thảm thiết của Táng Thiên. Ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Thế giới này căn bản không có khả năng xuất hiện loại lực lượng này, a hát. Mau dừng lại. Thời gian dần trôi qua, thanh âm của Táng Thiên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng thanh âm của Táng Thiên triệt để biến mất. Cùng lúc đó, tia máu ở chung quanh giống như thủy triều tuôn trở về Tesseron cơ thể Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp khôi phục bình thường, nhưng lại biến thành hư nhược. Lúc này ngươi quá yếu, tốt nhất đừng triệu hoán nó, bằng không nó sẽ triệt để nô lệ ngươi. Khi đó, ngươi không phải ngươi. Nữ tử nhìn Dương Diệp nói. Ngươi căn bản không phải thánh giả. Dương Diệp nói. Vốn hắn cho rằng nữ nhân trước mắt này tuy thực lực khủng bố, nhưng vẫn là thánh giả, chỉ là thực lực viễn siêu thánh giả bình thường. Nhưng hiện tại, hắn biết rõ mình sai rồi.
Nếu như đối phương chỉ là thánh giả, như vậy căn bản không có khả năng dễ dàng trấn áp Táng Thiên như thế. Phải biết rằng, lúc trước hắn tế ra Táng Thiên, thánh giả của Cổ Kiếm Trai cũng không thể trấn áp hắn. Mà bây giờ, nữ tử chỉ nhẹ nhẹ điểm ra, Táng Thiên liền bị đè lại. Cái này đã sắp vượt qua vòng xoáy thần bí. Nếu như ngươi muốn chính thức khống chế kiếm này, nhất định phải tăng cường ý chí của mình, mà muốn tăng cường ý chí, chỉ có ngươi không ngừng dùng tinh thần chi lực thối thể, thẳng đến để ngươi thích ứng tinh thần chi lực mang đến cắn trả, khi đó, ý chí của ngươi mới có thể đủ kiên định đến không bị kiếm này ảnh hưởng. Nữ tử nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Tháp không thể cho ngươi. Ngươi tựa hồ không có năng lực phản kháng. Nữ tử nói. Ta còn có cùng kỳ. Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử, nếu như bị bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thả cùng kỳ. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng nàng khẽ lắc đầu nói. Tuy nó mạnh, nhưng lúc này nó cực kỳ suy yếu. Đương nhiên, lúc này ta cũng không phải thời kỳ toàn thịnh. Bất quá, nó không làm gì được ta, nhưng nó có thể làm gì được ngươi. Ngươi thả nó ra, cái thứ nhất chết đúng là ngươi. Nữ tử nói. Không thả nó ra, ta cũng chết. Không phải sao? Dương Diệp nói. Nữ tử nhìn chằm chằm vào Dương Diệp nửa ngày, cuối cùng nàng thò tay nắm chặt Dương Diệp, lập tức, một cổ lực lượng vô hình bao phủ Dương Diệp, ở dưới cổ lực lượng này bao phủ, Dương Diệp phát hiện, mình vậy mà không thể động đậy. Giờ khắc này, bất kể là huyền kỹ, kiếm ý, hay huyền khí, đều không thể vận dụng. Sau đó nữ tử vươn ngọc thủ đặt ở phần bụng của Dương Diệp, một cổ lực lượng kỳ dị tràn ra. Đồng thời, khuôn mặt Dương Diệp bắt đầu bóp méo. Đau nhức không thua tinh thần chi lực cắn trả chút nào, hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng cùng với kinh mạch của mình, kể cả huyết dịch cũng bị rút ra. Nhưng hắn không có kêu thảm, hắn gắt gao nhìn nữ tử trước mắt này làm cho hắn chính thức minh bạch, kẻ yếu, căn bản không có quyền nói chuyện cùng với bất đắc dĩ cỡ nào. Kẻ yếu ở trước mặt cường giả, người ta muốn cướp đồ vật của ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn. Lúc này, vòng xoáy thần bí đột nhiên xoay tròn, một đạo lực lượng vô hình từ trong vòng xoáy thần bí chấn ra, sau đó xuyên thấu qua thân thể Dương Diệp oanh về phía nữ tử, bất quá nữ tử giống như sớm có phòng bị, cổ lực lượng kia mới xuất hiện, tay còn lại của nàng nhẹ nhàng vỗ, cổ lực lượng kia lập tức tan thành mây khói. Bất quá sắc mặt nữ tử lại lập tức trắng bệch, hiển nhiên, tuy nàng hóa giải vòng xoáy thần bí công kích, nhưng lại không sống khá giả. Bàn tay của nữ tử dán lên bụng Dương Diệp đẩy tới. Hấp lực tăng lớn, hai mắt Dương Diệp trợn lên, trong mắt che kín tơ máu, mà khuôn mặt hắn thì bắt đầu vặn vẹo, có thể nói, lúc này chỉ sợ coi như là Ngọc Vô Song ở đây cũng không thể nhận ra hắn. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện, vòng xoáy thần bí trong cơ thể hắn bắt đầu di động. Chẳng lẽ vòng xoáy thần bí cũng bị cướp đi? Lâu Thiên Tiểu muốn xuất quan. Một, tuy thống khổ đến sắp bất tỉnh, nhưng Dương Diệp cảm giác được rõ ràng vòng xoáy thần bí trong cơ thể đang di động. Hắn biết rõ, vòng xoáy thần bí sắp rời hắn mà đi. Vòng xoáy thần bí ly khai cơ thể, đám người Tô Thanh Thi làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, trong mắt Dương Diệp che kín dữ tợn. Giờ khắc này, hắn cũng bất chấp cái gì, muốn triệu hoán cùng kỳ, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, giờ phút này hắn căn bản không cách nào triệu hoán cùng kỳ. Bởi vì một cố lực lượng thần bí hoàn toàn phong tỏa hết thảy lực lượng của hắn, đừng nói huyền khí, chỉ động thoáng một phát hắn cũng làm không được. Lúc này, Dương Diệp cảm giác đầu mình như nổ ra, sau đó đầu hắn trầm xuống, ý thức triệt để mơ hồ, hôn mê. Mà lúc này, nữ tử lại đột nhiên ngừng tay. Nữ tử vừa dừng lại, vòng xoáy thần bí đã ly khai đan điền Dương Diệp lập tức sụt trở về. Nữ tử nhìn Dương Diệp, im lặng thật lâu. Không gian sau lưng nữ tử đột nhiên nổi lên rung động, sau đó Tu La Vương xuất hiện. Sư phụ, vì sao dừng lại? Tu La Vương hỏi. Trầm mặc hồi lâu, nữ tử nói. Vật ấy đã cùng hắn thần hồn dung hợp chung một chỗ, bọn hắn nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu như ta cưỡng ép mang đi, hắn sẽ chết. Bất quá là một nhân loại đê tiện, chết liền chết. Tu La Vương nói. Nữ tử đột nhiên quay người nhìn về phía Tu La Vương, nữ tử không nói gì, nhưng thân thể mềm mại của Tu La Vương run lên, sau đó vội vàng quỳ xuống. Hồi lâu, nữ tử vung tay phải lên. Tu La Vương bị một cổ lực lượng kéo dậy. Tu La Vương nhìn thoáng qua nữ tử, không dám nói chuyện.
Nữ tử quay người nhìn Dương Diệp đã co quắp té trên mặt đất, hồi lâu sau nàng nói. Chúng ta đi thôi. Nhưng trong cơ thể ngài. Tu La Vương nói. Không sao, ta đã tạm thời ngăn chặn, ngày sau có rất nhiều biện pháp. Nữ tử nói xong, thân hình khẽ run lên, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Sau khi nữ tử rời đi, Tu La Vương đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp hồi lâu, trong mắt Tu La Vương dần dần xuất hiện một tia hàn mang, bất quá lại không có làm gì. Nàng nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Một ngày sau, Dương Diệp nằm trên mặt đất đột nhiên nhúc nhích, qua ước chừng một lúc lâu, hai mắt Dương Diệp chậm rãi mở ra. Yên lặng một cái chớp mắt, hắn mạnh mẽ ngồi dậy, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía nói. Mình còn chưa chết. Nói xong, giống như nghĩ đến cái gì, tâm thần hắn tranh thủ chìm vào trong cơ thể, khi thấy vòng xoáy thần bí vẫn còn, trong lòng hắn lập tức buông lỏng, sau đó thoáng một phát ngã trên mặt đất. Vòng xoáy thần bí không có việc gì. Rất nhanh, Dương Diệp nhíu mày. Vì cái gì vòng xoáy thần bí không có việc gì? Chẳng lẽ nữ tử kia chủ động buông tha? Dựa theo thái độ của nàng, khả năng không lớn. Nếu như không phải đối phương chủ động buông tha, chẳng lẽ vòng xoáy thần bí phản kháng lại? Ý nghĩ này rất nhanh bị Dương Diệp chối bỏ. Bởi vì vòng xoáy thần bí chiếm được tạo hóa thụ, đối kháng thiên đạo, cuối cùng lại trấn áp cùng kỳ, có thể nói mấy lần ra tay, nó đã cực kỳ suy yếu. Mà lúc trước nó lại lần nữa ra tay, nhưng bị nữ tử ngăn cản, nói cách khác, khi đó nó căn bản vô lực đối kháng nữ tử. Không phải nữ tử buông tha, cũng không phải vòng xoáy thần bí phản kháng, vậy vì sao nữ tử muốn vứt bỏ? Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, không nghĩ những thứ này nữa. Bởi vì lúc này nghĩ những thứ kia, đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai mắt hắn khép hờ, tâm thần chìm vào trong cơ thể nói. Vòng xoáy thần bí, ta biết rõ người có thể nghe được ta nói chuyện, hôm nay hai người chúng ta trò chuyện một chút đi. Đầu tiên, chúng ta phải thừa nhận một chút, đó chính là chúng ta bị khi phụ sỉ nhục, hai người chúng ta ăn hết hành hạ. Đối với điểm này, người thừa nhận không? Trầm mặc một cái chớp mắt, vòng xoáy thần bí có chút xoay tròn. Thấy thế, Dương Diệp lại nói. Ta không cam lòng, người thì sao? Người cam tâm không? Vòng xoáy thần bí quẹo trái một vòng. Sau đó lại quẹo phải một vòng, hiển nhiên là đang nói không cam lòng. Tốt, chúng ta đạt thành chung nhận thức. Dương Diệp nói. Kế tiếp, chúng ta nói biện pháp giải quyết. Đầu tiên, ngươi nên ý thức được, cho dù ngươi mạnh, cũng không có tác dụng gì, bởi vì ta không mạnh, chỉ cần đối phương bắt ta, cũng tương đương với bắt ngươi rồi. Cho nên, ngươi không chỉ có tự mình cố gắng khôi phục, còn phải trợ giúp ta trở nên mạnh mẽ, đương nhiên, ta biết rõ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, đầu tiên phải dựa vào chính mình, nhưng nếu như có thể, ta hy vọng ngươi tận lực giúp ta một tay. Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên trong vòng xoáy thần bí lòe ra năm đạo kim quang, sau đó năm trái cây màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tạo hóa quả. Đây là vòng xoáy thần bí lúc trước thu phục tạo hóa thụ đoạt được tạo hóa quả. Dương Diệp thu tạo hóa quả, trầm mặc hồi lâu, hắn nói. Có thể làm cho ta tiến vào Hồng Mông Tháp không? Dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần có thể tiến vào Hồng Mông Tháp, nhất định có thể mở ra tầng thứ ba. Ở trong tầng thứ ba, khẳng định có đồ vật có thể trợ giúp hắn. Hơn nữa Hồng Mông Tháp còn có một công hiệu, cái kia chính là thời khắc mấu chốt có thể làm cho hắn che giấu. Chỉ cần trốn vào trong Hồng Mông Tháp, hắn có lòng tin, coi như là nàng kia khẳng định cũng không cách nào tìm được hắn. Trừ cái này ra, trong Hồng Mông Tháp còn có đại lượng Hồng Mông tử khí, chỉ cần đi vào trong đó. Hắn nhất định có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Nhưng Dương Diệp thất vọng, bởi vì vòng xoáy thần bí vòng vo, Dương Diệp biết rõ, cái này không được. Đương nhiên hắn biết, không phải vòng xoáy thần bí cố ý không cho hắn đi vào, hẳn là vòng xoáy thần bí khẳng định cũng gặp phải vấn đề gì, bởi vậy hắn mới không cách nào tiến vào trong đó. Phải làm sao mới có thể cho ngươi khôi phục? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Vòng xoáy thần bí xoay tròn. Ước chừng qua một canh giờ. Dương Diệp mới minh bạch ý tứ của vòng xoáy thần bí. Vòng xoáy thần bí có ý tứ là, muốn hắn trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần hắn trở nên mạnh mẽ, vòng xoáy thần bí có thể được khôi phục. Nói tóm lại, lúc nào vòng xoáy thần bí mới có thể chính thức khôi phục, quyết định bởi hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào tạo hóa quả trước mặt. Hắn nhớ rõ, nữ tử từng nói qua,
tạo hóa quả không chỉ có thể ở trên phạm vi lớn tăng lên thực lực, còn có thể tăng lên huyền bảo, đây tuyệt đối là hành động nghịch thiên, bởi vì trừ đi một vài huyền bảo có tính phát triển, huyền bảo còn lại cấp bậc là cố định, muốn tăng lên, có thể nói cơ bản không có khả năng. Giống như một tảng đá, đánh bóng thoáng một phát, có thể biến thành một tảng đá cực kỳ bóng loáng, nhưng nó vẫn là tảng đá, không thể nào biến thành vàng. Mà tạo hóa quả lại có thể cải biến cấp bậc huyền bảo. Nếu quả thật có thể, nó thật không hổ với hai chữ tạo hóa. Tuy muốn thử xem, nhưng Dương Diệp vẫn nhịn được, tạo hóa quả chỉ có 5 trái, tạm thời không thể dùng ở trên huyền bảo. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng Vân Hải Thư Viện, sau đó lấy ra một cái phù lục bóp nát, hồi lâu sau, không gian trước mặt hắn rung động, thanh âm kích động của Ngọc Vô Song từ trong đó truyền ra. Rốt cục có thể liên lạc với người rồi, người đi nơi nào? Không có sao chứ, bây giờ đang ở đâu? Nghe vậy, trong lòng hắn ấm áp, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, bởi vì xem ra Vân Hải Thành cũng không có gặp chuyện không may. Hắn lấy ra một tờ phù lục bóp nát, sau đó nói. Hết thảy mạnh khỏe, hôm nay Vân Hải Thành như thế nào? Tạm thời vô sự, tất cả mọi người còn tưởng rằng ngươi đang bế quan tu luyện. Ngọc Vô Song nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta lập tức trở về. Ân. Ngọc Vô Song nói. Đúng rồi, nghe nói Lâu Thiên Tiêu muốn xuất quan. Vân Tiêu Thánh Điện đang chuẩn bị ở sau khi hắn xuất quan sẽ kết hôn. Đối tượng giống như chính là An Nam Tĩnh cùng trưởng lão của Vân Tiêu Thánh Điện Mục Hàn San. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trầm ngâm hồi lâu. Hắn bóp nát một cái truyền âm phù nói. Ta đã biết, tối đa một ngày ta sẽ trở về. Nói xong, sắc mặt Dương Diệp triệt để âm trầm. Lấy An Nam Tĩnh, ta nhìn ngươi là muốn làm thái giám. Thanh âm rơi xuống, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Vân Hải Thành. Chỗ cửa thành, có mấy thanh niên nam nữ đột nhiên xuất hiện ở cách cửa thành không xa. Khai Dương Quân, cái này là Vân Hải Thành. Một nam tử nhìn Vân Hải Thành, cười nói. Thành tuy nhỏ một chút, nhưng còn có thể, dù sao cũng là chơi đùa. Một nam tử khác nói. Tần Nguyên, lần này chúng ta cũng không phải đến đùa. Lần này trưởng lão cho chúng ta nhiệm vụ, nếu chúng ta không hoàn thành, vậy thời gian sau này sẽ rất khổ sở. Những thứ khác không nói, mỗi tháng tài nguyên tu luyện nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngươi cảm thấy sẽ không hoàn thành sao? N. Am tử tên Tần Nguyên cười nói. Đối với bọn họ mà nói, đây là một ban ân lớn lao, không phải sao? Nghe nói Vân Hải Thư Viện đã có viện trưởng. Một bên khác, nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt bỗng nhiên nói. Còn giống như một người tuổi còn trẻ, tên Dương. Dương Diệp. Tần Nguyên nói. Trước kia ta nghe ngóng, hắn ở địa phương này có chút danh tiếng. Đúng rồi, nghe nói hắn rất cuồng. Cuồng bao nhiêu? Khai Dương Quân bỗng nhiên cười nói. Nghe nói một lời không hợp liền đánh nhau. Tần Nguyên nói. Khai Dương Quân cười nhẹ nói. Ách ngồi đáy giếng, cái dũng của thất phu, không đáng để lo. Vạn nhất hắn không đồng ý thì sao? Nữ tử nói. Cái này còn không đơn giản. Giết là được. Khóe miệng Tần Nguyên nổi lên cười lạnh, sau đó đi về phía trước vài bước, tay phải chỉ ra, kiếm bên hông hắn hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ ra. Kiếm quang hiện lên, cửa thành ầm ầm vỡ vụn. Giờ phút này, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành do chúng ta tiếp quản. Thanh âm của Tần Nguyên ở trên không Vân Hải Thành vang vọng. Dương Diệp không phải viện trưởng. Một. Tần Nguyên, như vậy có quá kiêu ngạo hay không? Trong trang, Khai Dương Quân nhìn thoáng qua Tần Nguyên, lạnh. Nhạt nói. Hung hăng càn quấy sao? Tần Nguyên nhìn thoáng qua Khai Dương Quân, sau đó lại nhìn về phía nàng kia nói. Tinh thần, người cảm thấy ta hung hăng càn quấy không? Có một chút như vậy. Nữ tử tên Tinh Thần lạnh nhạt nói. Tần Nguyên nhún vai nói. Ta cảm thấy ta đã rất ít xuất hiện. Tại sao phải ít xuất hiện? Lúc này, Tinh Thần đột nhiên nói. Pháp phái chúng ta làm việc phải cao điệu, ít xuất hiện. Đó là đám nhu nhược nho phái mới làm. Các ngươi nói, lần này bên nho phái sẽ phái ai đến? Khai Dương Quân bỗng nhiên nói. Mặc kệ phái ai đến, lần này bọn hắn cũng không có cơ hội. Tần Nguyên lạnh nhạt nói. Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành thịt tuy nhỏ, những lão gia hỏa cùng tên điên kia chướng mắt,
nhưng đối với chúng ta mà nói là một khối thịt mỡ. Cái này đối với ba người chúng ta mà nói, là một kỳ ngộ khó được. Nếu như chúng ta có thể khống chế tốt, ngày sau tương đương với nhiều hơn một tài lộ. Cho nên chúng ta phải ở trước khi Nho Phái đi vào, triệt để khống chế Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Trong này có thánh giả. Khai Dương Quân nói. Tần Nguyên cười nhạo một tiếng nói. Thánh giả, ngươi sợ sao? Nếu như Thương Vân Tịch vẫn còn, ta còn cố kỵ ba phần, bất quá lúc này. Khai Dương Quân nói. Năm đó Thương Vân Tịch ở trong thư viện cũng coi như nhân vật nổi tiếng, đáng tiếc lại không biết lượng sức, muốn chống đối thư viện. Cũng không nghĩ, bằng hắn, làm sao tranh qua thư viện. Hiện tại tốt rồi, rơi vào kết quả thần hồn câu diệt. Ta đối với lão gia hỏa kia không có hứng thú, ta chỉ có hứng thú với bảo khố của hắn. Tần Nguyên lạnh nhạt nói. Vân Hải, thư viện ở chỗ này cắm rễ nhiều năm như vậy, bắt được bảo vật khẳng định rất nhiều, hắc hắc, nghĩ vậy, ta đã có chút không thể chờ đợi được. Ta cũng có chút chờ mong. Khóe miệng Khai Dương Quân cũng nổi lên dáng tươi cười. Bọn hắn đã đến. Tinh thần đột nhiên nói. Trong cửa thành, Ngọc Vô Song mang theo 13 hắc y nhân từ trong thành đi ra, đi tới trước mặt ba người Khai Dương Quân. Tại sao là một tiểu thí hài? Tần Ngọc đánh giá Ngọc Vô Song, cười nói. Khai Dương Quân, xem ra Vân Hải Thư Viện cũng không có để chúng ta vào mắt a hát. Dương Viện trưởng bế quan, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành bây giờ do ta phụ trách. Ngọc Vô Song nói. Ngươi phụ trách. Trong mắt ba người hiện lên kinh ngạc, Tần Nguyên cẩn thận đánh giá Ngọc Vô Song, sau đó cười nhạo một tiếng nói. Chẳng lẽ sau khi Thương Vân Tịch chết, Vân Hải Thư Viện không còn người nào sao? Lại luân lạc tới một tiểu thí hài đến trưởng quản, thật đáng buồn. Tốt rồi, đừng phí thời gian, nhanh để cho Dương Diệp gì kia đi ra gặp chúng ta. Nếu như ta không đoán sai, ba vị từ Trung Thổ Thần Châu đến, về phần thân phận, ba vị là pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện A. Ngọc Vô Song nói. Nghe Ngọc Vô Song nói, trong mắt ba người mang theo một tia kinh ngạc, Tần Nguyên nói. Ngươi làm sao thấy được? Cái này không trọng yếu. Ngọc Vô Song nói, quan trọng là, ta muốn biết ý đồ đến của ba vị, nếu như ba vị tới làm khách, Vân Hải Thư Viện ta nhiệt liệt hoan nghênh, nếu như ba vị đến bới móc. Chúng ta là đến bới móc. Tần Nguyên cắt đứt Ngọc Vô Song, khóe miệng nổi lên vẻ đùa giỡn. Sau đó các ngươi muốn thế nào? Vậy các ngươi về gọi thêm nhiều người đến. Ngọc Vô Song nhìn Tần Nguyên. Ha ha! Tần Nguyên điên cuồng cười phá lên. Khai Dương Quân cùng nữ tử gọi tinh thần bên cạnh hắn cũng cười rộ lên. Cười chỉ chốc lát, Tần Nguyên chỉ vào Ngọc Vô Song nói. Khai Dương Quân, nếu như ta không lý giải sai mà nói, tiểu thí hài này nói ba người chúng ta yếu, được rồi, ta phải thừa nhận, ở Trung Thổ Thần Châu, chúng ta xác thực không coi là cái gì, nhưng ở địa phương này, cho ta khoe khoang thoáng một phát, nếu như ba chúng ta ở chỗ này cũng tính toán yếu mà nói, như vậy tất cả thiên tài Thanh Châu chẳng phải ngay cả chó cũng không bằng. Đừng nói như vậy. Khai Dương Quân lạnh nhạt nói. Truyền đi, người không biết còn cho là chúng ta cố ý chạy đến Thanh Châu khi phụ thiên tài Thanh Châu A. Tần Nguyên nhún vai nói. Ta không có hứng thú khi dễ tiểu thí hài, hai người các ngươi ai ra tay. Khai Dương Quân nhìn về phía tinh thần. Yên lặng một cái chớp mắt, cả người tinh thần đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trước mặt Ngọc Vô Song. Nhưng Ngọc Vô Song lại mặt không đổi sắc. Bởi vì thời điểm tinh thần ra tay, 13 hắc y nhân phía sau nàng động. Một tiếng nổ vang, tinh thần về tới tại chỗ. Lúc này, hai mắt nàng nhíu lại, trong mắt có một tia ngưng trọng, mà Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên ở bên cạnh nàng, trong mắt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Ánh mắt ba người đều rơi vào trên thân 13 hắc y nhân kia. Đây là khôi lỗi. Khai Dương Quân trầm giọng nói. 13 tên bán thánh cao cấp. Tần Nguyên thu hồi nụ cười trên mặt. Ngươi tới. Khai Dương Quân nhìn về phía Tần Nguyên. Ta tới. Tần Nguyên cười lạnh một tiếng, muốn ra tay, nhưng lúc này, mấy trăm cột sáng đột nhiên từ trong thành phóng lên trời. Rất nhanh, những cột sáng này đã rơi vào sau lưng Ngọc Vô Song. Toàn bộ là bán thánh cao cấp. Tại đây, không chào đón các ngươi, từ nơi nào đến, chạy về chỗ đó. Ngọc Vô Song quét nhìn đám người Tần Nguyên nói. Khi dễ chúng ta ít người sao? Tần Nguyên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Khai Dương Quân,
hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó vung tay lên, 13 đạo kim quang lóe lên, sau đó 13 đồng nhân xuất hiện ở trong tràng. 13 tên thánh giả. Nhìn thấy một màn này, đám người Ngọc Vô Song biến sắc. Tần Nguyên đi đến trước mặt Ngọc Vô Song, nhìn Ngọc Vô Song nói. Hiện tại bắt đầu, mặc kệ Vân Hải Thư Viện là ai khống chế, cái kia đều không trọng yếu. Bởi vì kế tiếp, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, do ba người chúng ta quản lý. Ngươi có ý kiến gì không? Nếu có, ngươi có thể nói ra, nhưng ta không bảo đảm sẽ nghe, ha ha. Lúc này, đám người Trác giáo tập xuất hiện ở bên cạnh Ngọc Vô Song. Trước kia viện trưởng vì giết người pháp phái các ngươi, không tiếc thiêu đốt linh hồn tự bạo, hiện tại nếu có cần, bốn lão gia hỏa chúng ta tùy thời có thể tự bạo, cho nên ngươi muốn thử một chút không? Trác giáo tập nói. Lão gia hỏa, ngươi làm ta sợ a? Thần sắc của Tần Nguyên có chút dữ tợn. Muốn thử không? Trác giáo tập nói. Tần Nguyên đang muốn nói chuyện, lúc này Khai Dương Quân lại đột nhiên nói. Vị trưởng lão này đã hiểu lầm, lần này chúng ta tới, thực sự không phải là muốn diệt Vân Hải Thư Viện. Trái lại, chúng ta tới, là trợ giúp Vân Hải Thư Viện. Vậy sao? Trác giáo tập cười lạnh nói. Đương nhiên. Khai Dương Quân nói. Vân Hải Thư Viện là thương viện trưởng sáng tạo, mà hắn đã từng là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện chúng ta. Có thể nói, Vân Hải Thư Viện vốn thuộc Bạch Lộc Thư Viện chúng ta. Các ngươi không phải một mực hy vọng quay về Bạch Lộc Thư Viện sao? Hiện tại cơ hội tới. Lúc này đây, chúng ta là cho các ngươi quay về Bạch Lộc Thư Viện. Nghe Khai Dương Quân nói, đám người Trác giáo tập sững sờ, lại để cho Vân Hải Thư Viện trở về Bạch Lộc Thư Viện. Ngươi nói là, chúng ta có thể tiến về Trung Thổ Thần Châu. Trong thanh âm của Trác giáo tập mang theo rung động, Trung Thổ Thần Châu, để cho Vân Hải Thư Viện trở về Bạch Lộc Thư Viện. Không chỉ là mộng tưởng cả đời của Thương Vân Tịch, càng là mộng tưởng cả đời của bọn hắn. Hôm nay nghe nam tử kia nói, hắn tự nhiên rất kích động. Không, Khai Dương Quân nói. Chúng ta chỉ là cho các ngươi một cơ hội. Có ý tứ gì? Trác giao tập cau mày nói. Khai Dương Quân nói. Ý tứ là, hiện tại bắt đầu, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành toàn bộ quy danh nghĩa của Bạch Lộc Thư Viện. Nói đơn giản một chút là, hiện tại Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành là một sản nghiệp của Bạch Lộc Thư Viện chúng ta ở Thanh Châu. Về phần các ngươi, dùng thực lực bốn người các hạ, tự nhiên có thể trở về Bạch Lộc Thư Viện, nhưng đệ tử Vân Hải Thư Viện còn lại thì không thể. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không làm tuyệt, từ nay về sau chúng ta ở chỗ này mở địa điểm thi, chỉ cần đệ tử có thể thỏa mãn điều kiện tiến vào Bạch Lộc Thư Viện chúng ta, bọn hắn cũng có thể gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Thật, thần sắc của Trác giáo tập kích động nói. Khai Dương Quân nói, ba người chúng ta đại biểu Bạch Lộc Thư Viện đến, loại chuyện này, chúng ta sẽ nói giỡn sao? Ta nhớ được, trước kia pháp phái các ngươi còn muốn diệt Vân Hải Thư Viện chúng ta. Vì sao hiện tại các ngươi lại sửa chủ ý? Lúc này Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói. Bởi vì Thương Vân Tịch chết. Khai Dương Quân lạnh nhạt nói. Pháp phái ta vốn muốn trừ hắn, mà hắn đã chết, chúng ta tự nhiên sẽ không truy cứu xuống. Vốn hắn lưu lại Vân Hải Thư Viện, Bạch Lộc Thư Viện ta là muốn bỏ, để tránh các ngươi bại hoại thanh danh của Bạch Lộc Thư Viện. Nhưng Thượng Thiên có đức hiếu sinh, Bạch Lộc Thư Viện ta cũng không muốn làm tuyệt, cho nên chúng ta nguyện ý cho các ngươi một cơ hội. Cơ hội này là, chỉ cần một câu của các ngươi, có thể đạt được hết thảy của Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, đúng không? Ngọc Vô Song nói, có trả giá mới có được, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Khai Dương Quân lạnh nhạt nói. Bằng không thì, vì sao Bạch Lộc Thư Viện ta phải cho không các ngươi một cơ hội có thể gia nhập Bạch Lộc Thư Viện? Ngươi phải biết, Bạch Lộc Thư Viện chúng ta vốn đối với chỗ này một chút hứng thú cũng không có. Mà bây giờ, vì các ngươi, chúng ta nguyện ý cho cơ hội này, cái này đối với các ngươi mà nói, là một cơ duyên cùng ban ân lớn lao. Ngọc Vô Song không có để ý Khai Dương Quân, mà nhìn về phía Trác giáo tập nói. Thương viện trưởng cả đời truy cầu, là trở lại Bạch Lộc Thư Viện. Nhưng hắn là hy vọng chúng ta có tôn nghiêm trở về, mà không phải như hiện tại bị người bố thí. Có tôn nghiêm trở về. Khai Dương Quân cười lạnh nói. Như Thương Vân Tịch làm, không ngừng dẫn người đi tham gia Bạch Lộc Thư Viện thi đấu. Buồn cười chính là, kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Ngàn năm qua, hắn có lần nào không phải thảm bại quay về. Nhưng eo của chúng ta vẫn thẳng.
Ngọc Vô Song nhìn Trác Giáo Tập nói. Trác Giáo Tập, Dương Diệp sẽ không đồng ý. Không đồng ý. Tần Nguyên cười lạnh nói. Không đồng ý cái kia còn không dễ làm, trực tiếp giết là được. Khai Dương Quân cũng nói. Các ngươi khả năng còn không biết tình cảnh của các ngươi, bây giờ là, chúng ta không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi. Hiện tại bày ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Nói thật, muốn diệt Vân Hải thư viện các ngươi, căn bản không cần thư viện phái cường giả đến, chúng ta cũng đã đủ rồi. Ngọc Vô Song còn muốn nói gì nữa, lúc này Trác Giáo Tập đột nhiên nói. Nhà đầu, bốn người chúng ta quyết định, quy thuận. Ngọc Vô Song biến sắc, sau đó nàng nói. Dương Diệp là viện trưởng, việc này do hắn để quyết định. Hiện tại hắn không phải. Khai Dương Quân nhìn về phía Trác Giáo Tập nói. Vị trưởng lão này, người cứ nói đi. Bốn người Trác Giáo Tập trầm mặc. Hai đấm của Ngọc Vô Song chậm rãi nắm lại. Trầm mặc tức cam chịu. Vân Hải thành kinh biến. Một. Trác Giáo Tập, người thật muốn bãi miễn Dương Diệp. Ngọc Vô Song nhìn Trác Giáo Tập nói. Vân Hải thư viện có thể có hôm nay, công lao của Dương Diệp không thể bỏ qua. Nếu Trác Giáo Tập bởi vì mấy câu của ngoại nhân, liền liên hợp ba vị trưởng lão bãi miễn hắn, cử động lần này, không khỏi làm cho người ta thất vọng đau khổ. Một bên, Tần Nguyên đang muốn nói chuyện, Khai Dương Quân lại ngăn trở, sau đó đùa giỡn nhìn xem đám người Ngọc Vô Song. Trác Giáo Tập trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Nhà đầu, cái này đối với tất cả mọi người Vân Hải thư viện chúng ta mà nói, là một cơ hội khó được. Đây cũng là thương lão đầu suốt đời mong muốn. Chúng ta không cách nào cự tuyệt. Mà Dương Diệp, ta và người cũng biết tính cách của hắn, hắn căn bản không thích hợp làm viện trưởng, nếu để cho hắn quyết định, chỉ sợ xe đấy thư viện tới chỗ diệt vong. Trước kia Trác Giáo Tập cũng không phải nói như vậy. Ngọc Vô Song trầm giọng nói. Trước khác nay khác. Trác Giáo Tập nói. Ngọc Vô Song trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Chẳng lẽ Trác Giáo Tập đã quên thương viện thờ rường chết thảm như thế nào sao? Sắc mặt Trác Giáo Tập khó coi. Lúc này, một lão giả bên cạnh Trác Giáo Tập nói. Chúng ta tự nhi dên không quên lão thương hy sinh như thế nào, chỉ là nha đầu, nếu như chúng ta không quy thuận Bạch Lộc Thư Viện, vậy ngươi nói một chút, tương lai Vân Hà Chi Thư Viện chúng ta ở nơi nào? Không có tương lai, nếu như không quy thuận, chúng ta không có tương lai, không phải sao? Chúng ta làm như vậy là chắp tay tặng người Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Ngọc Vô Song nói. Trác Giáo Tập nói. Vân Hải Thư Viện ta làm mục đích là có thể tiến vào Bạch Lộc Thư Viện, hôm nay có cơ hội ngàn năm khó gặp này, bỏ qua một ít vật ngoài thân, được coi là cái gì? Nhà đầu, ánh mắt buông xa chút ít, nếu như ngươi có thể tiến vào Bạch Lộc Thư Viện, ngươi sẽ phát hiện, những vật này căn bản không có ý nghĩa. Ngọc Vô Song khẽ lắc đầu nói. Mấy vị trưởng lão đã quyết định, ta cũng không nói thêm cái gì. Trác Giáo Tập nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song, sau đó thấp giọng thở dài nói. Nhà đầu ngươi cần gì phải như vậy, dùng thiên phú của ngươi, muốn đi vào Bạch Lộc Thư Viện, chưa hẳn không có cơ hội. Không chỉ ngươi, Dương Diệp cũng có cơ hội tiến vào Bạch Lộc Thư Viện. Trác Giáo Tập, ngươi nghĩ sự tình quá đơn giản. Ngọc Vô Song nói xong, không quản đám người Trác Giáo Tập, quay người rời đi. Hiện tại Dương Diệp không có mặt, đối với đám người Trác Giáo Tập quyết định. Nàng căn bản không thể làm gì. Ngọc Vô Song quay người rời đi, trong chàng hơn 400 cường giả bán thánh cao cấp không chút do dự, lập tức đuổi theo Ngọc Vô Song. Bản thân Ngọc Vô Song ở Vân Hải Thành có uy vọng cực cao, tăng thêm nàng cùng Dương Diệp thân cận như vậy, bởi vậy rất nhiều người vẫn quyết định lựa chọn Ngọc Vô Song. Lựa chọn Ngọc Vô Song, tương đương với lựa chọn Dương Diệp. Lúc này, phần đông đệ tử Vân Hải Thư Viện có thể sẽ lựa chọn đứng ở bên đám người Trác Giáo Tập. Nhưng người Vân Hải Thành, bọn hắn càng khuynh hướng Dương Diệp. Có thể nói, uy vọng của Dương Diệp ở Vân Hải Thành là cao nhất. Đứng lại. Đúng lúc này, Khai Dương Quân đột nhiên gọi Ngọc Vô Song lại. Ngọc Vô Song quay người nhìn Khai Dương Quân nói. Như thế nào? Khai Dương Quân không nói gì, tay phải hắn vung lên, hai đồng nhân ở trước mặt hắn lập tức bắn mạnh về phía Ngọc Vô Song, mọi người ở sau lưng Ngọc Vô Song biến sắc, muốn ra tay, bất quá bị ngăn cản. Cùng lúc đó, 13 hắc y nhân ở sau lưng nàng không chỉ không có ra tay, ngược lại hóa thành một bóng đen biến mất ngay tại chỗ. Không có người ngăn cản, Ngọc Vô Song dễ dàng bị hai đồng nhân bắt.
các hạ. Lúc này, Trác giáo tập biến sắc, đang muốn nói cái gì, Khai Dương quân lại khoát tay áo nói. Trác trưởng lão yên tâm, ta sẽ không giết nàng, chỉ là tạm thời khống chế nàng mà thôi. Trác trưởng lão cũng nhìn thấy, nàng này ở trong thành rất có uy vọng, nếu như không khống chế nàng, chỉ sợ trong thành có biến. Ta nghĩ, Trác trưởng lão cũng không hy vọng Vân Hải thành cùng Vân Hải thư viện phát sinh sự kiện đổ máu a. Nghe vậy, trong mắt Trác giáo tập hiện lên giãy giụa, hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía Ngọc Vô Song nói. Vô Song người trước tỉnh táo một chút, chờ sự tình trong thành toàn bộ giải quyết, ta sẽ để bọn hắn thả ngươi. Nói xong, hắn lại quay người nhìn về phía Khai Dương quân nói. Không nên thương tổn nàng. Đương nhiên. Khai Dương quân mỉm cười nói. Chỉ cần nàng hảo hảo phối hợp, ta sẽ không đả thương nàng một sợi lông. Đúng rồi, Dương Diệp kia đây. Nếu như người này ở trong thành, cũng cần khống chế lại, ta không muốn có bất kỳ phiền toái không cần thiết. Không thể. Trác giáo tập vội vàng nói. Tính cách Dương Diệp cương liệt, nếu các ngươi ra tay với hắn, dùng tính cách của hắn, tất nhiên sẽ giết các ngươi. Ta nghĩ hai vị cũng không muốn sinh sự, như vậy đi, bên kia do ta tự mình đi nói, ta sẽ giải quyết. Khai Dương quân mỉm cười nói. Cái này đương nhiên tốt, chỉ là ta hy vọng Trác trưởng lão có thể giải quyết. Bằng không thì theo như phương thức của chúng ta đến xử lý. Ta sẽ xử lý tốt. Trác trưởng lão trầm giọng nói. Khai Dương quân nhẹ gật đầu nói. Vậy tạm thời như vậy đi. Kính xin Trác trưởng lão đưa tất cả tài sản của Vân Hải Thư viện cùng Vân Hải Thành đến, đương nhiên, cũng không phải cho ta. Những cái này ta sẽ chỉnh lý một phen sau đó toàn bộ đưa về Bạch Lộc Thư viện, chỉ có để cho Bạch Lộc Thư viện cảm thấy Vân Hải Thư viện có giá trị, Bạch Lộc Thư viện mới có thể cho Vân Hải Thư viện cơ hội, người nói phải không? Trước kia các hạ nói chỉ cần người Vân Hải Thư viện ta thỏa mãn điều kiện đều có thể về Bạch Lộc Thư viện, lời ấy là thật. Trác trưởng lão lại hỏi một câu. Tự nhiên, Khai Dương quân cam đoan nói, chỉ cần Vân Hải Thư viện người có người thỏa mãn điều kiện, đều có thể tiến về Bạch Lộc Thư viện. Trừ cái này ra, ngày sau Vân Hải Thư viện ở Thanh Châu, do Bạch Lộc Thư viện ta bảo kê, bất kể là Mãng tộc, Kim Cương Viên tộc, hay Vân Tiêu Thánh Điện gì, cũng không dám đến Dương Oai. Nghe vậy, Trác trưởng lão không do dự, lập tức nhẹ gật đầu nói. Đợi tí nữa ta sẽ sai người đưa nội đan yêu thú, tinh thạch. Đến trước mặt các vị. Như thế rất tốt. Khai Dương quân mỉm cười, sau đó đi đến cửa thành, đi một hồi, hắn đột nhiên ngừng lại nói. Đúng rồi, hiện tại bắt đầu, ta tạm thời thay chức Vân Hải Thư viện viện trưởng, mà Tần Nguyên Niên đệ, hắn tạm đảm nhiệm chức Vân Hải thành thành chủ. Nói xong, ba người tiến vào trong thành. Vừa mới tiến vào trong thành, Tần Nguyên lập tức giơ ngón tay cái lên nói. Khai Dương quân, cao, thật sự cao. Không phế chút khí lực nào liền khống chế Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư viện. Có đôi khi, chỉ dựa vào vũ lực là không được. Khai Dương quân lạnh nhạt nói. Không chiến mà thắng mới là thượng sách. Bạch Lộc Thư viện cũng không có đáp ứng cho đệ tử Vân Hải Thư viện tiến vào Bạch Lộc Thư viện. Tinh thần bỗng nhiên nói. Ta biết rõ. Khai Dương quân nói. Chư viện chúng ta, sao có thể cho kẻ yếu gia nhập? Nhưng trước đó ngươi hứa hẹn. Tinh thần nói, ta lừa gạt hắn, không được sao. Khai Dương quân nói, ngươi thật vô sỉ, bất quá ta ưa thích, ha ha. Tần Nguyên cười to nói. Khai Dương quân trầm giọng nói, thư viện để cho chúng ta đến, ngoại trừ để chúng ta giải quyết Vân Hải Thư viện, càng muốn rèn luyện năng lực của chúng ta. Mà đối với chúng ta mà nói, lần này không phải cơ hội tuyệt hảo sao, nếu như nắm chắc, chúng ta liên tục không ngừng đạt được tài nguyên tu luyện. Kỳ thật Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư viện còn không phải rất kém, vì sao không triệt để khống chế bọn chúng trong tay, thành một đại trợ lực cho chúng ta. Tinh thần bỗng nhiên nói. Bọn hắn. Khai Dương quân lắc đầu nói. Tương lai của chúng ta là Trung Thổ Thần Châu, bồi dưỡng bọn hắn, đối với chúng ta mà nói, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Chờ chúng ta nhận được đủ tài nguyên, Vân Hải Thư viện này cũng không cần phải tồn tại. Tốt rồi. Đừng nói nhảm, ta có chút không thể chờ đợi được muốn xem bảo vật của Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư viện, ha ha. Rất nhanh, ba người biến mất ở trên đường phố. Ngay sau khi ba người rời khỏi, một nam tử nho nhã mặc trường bào hắc bạch,
tay cầm một quyển sách xuất hiện ở một chỗ hẻo lánh. Nhìn ba người Khai Dương Quân rời đi, nam tử nho nhã khẽ lắc đầu nói. Có thể dùng thực lực bán thánh đánh chết thánh giả, sao có thể là kẻ yếu? Giết thánh giả thì thôi, nhưng lại có thể cùng Yên Nữ Điện Hạ giao thủ sống sót, cái này quả thực không đơn giản. Cũng được, ta tạm thời đợi chút đi. Nói xong, nam tử nho nhã quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Ba canh giờ sau, Tần Nguyên mới nhậm chức Vân Hải Thành thành chủ đột nhiên ban bố một mệnh lệnh. Cái kia chính là từ nay về sau, phàm là huyền giả ở trong Vân Hải Thành đều phải nộp thuế, kim ngạch nộp thuế cũng cực kỳ cao, mỗi người một tháng ít nhất cần giao nộp 100 viên đá năng lượng siêu phẩm. 100 viên đá năng lượng siêu phẩm. Cái này đối với rất nhiều huyền giả trong Vân Hải Thành mà nói, là một thiên văn sổ tự. Rất nhiều người bắt đầu đi tìm Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song, hy vọng Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song đi ra làm chủ, nhưng bọn hắn lại phát hiện, Dương Diệp cùng đám người Ngọc Vô Song đã không còn. Cuối cùng nhiều phiên điều tra, bọn hắn mới biết được, Ngọc Vô Song, Lục Uyển Nhi còn có người cùng Dương Diệp có quan hệ đã bị giam. Mà về phần Dương Diệp, lại không biết ở nơi nào. Không có bọn người Dương Diệp, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không mặc người chém giết. Phản kháng, mọi người Vân Hải Thành tự nhiên là muốn phản kháng. Nhưng từng người phản kháng đều chết hết, thi thể bị đóng ở trên tường thành. Toàn bộ người Vân Hải Thành cộng lại cũng khó có khả năng là đối thủ của 13 khôi lỗi thánh giả, bất đắc dĩ, rất nhiều người lựa chọn ly khai Vân Hải Thành, nhưng lúc này bốn phía Vân Hải Thành đều có thánh giả trấn thủ. Bất luận kẻ nào cũng không được ra Vân Hải Thành. Muốn ra Vân Hải Thành, có thể, không thể mang đi bất kỳ vật gì. Mọi người Vân Hải Thành bắt đầu tìm kiếm Vân Hải Thư Viện trợ giúp, nhưng bọn hắn lại kinh hãi phát hiện, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão của Vân Hải Thư Viện đã trở thành nanh vuốt của Tần Nguyên. Mà không có trở thành nanh vuốt của Tần Nguyên, cơ bản đều chết hết. Lúc này, một nam tử xuất hiện ở dưới tường thành Vân Hải Thành. Cuối cùng đã tới. Đan điền của Uyển Nhi rốt cục có thể khôi phục. Ta gọi Dương Diệp, một. Người tới dĩ nhiên là Dương Diệp. Ở dưới tốc độ cao nhất, hắn sớm chạy tới Vân Hải Thành. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn bộ dạng Lục Uyển Nhi cao hứng khi khôi phục đan điền. Ngay thời điểm hắn muốn vào thành, đột nhiên hắn nhíu mày, bởi vì trên tường thành lại bị ghim vô số cỗ thi thể. Thi thể chừng hơn vạn. Vân Hải Thành đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống, vừa mới chuẩn bị xông vào, đột nhiên ngừng lại. Khôi lỗi ta cho bọn người Vô Song y nguyên tồn tại, nói cách khác, bọn người Vô Song không có việc gì, tối đa là bị nhốt, hoặc bị bắt. Lúc này nếu như ta tùy tiện xông vào, nếu đối phương dùng bọn người Vô Song áp chế ta, ta tất bị người chế trụ. Tạm thời không thể dùng sức mạnh, phải trước biết rõ ràng tình huống. Nghĩ vậy, thân thể Dương Diệp khẽ run lên. Sau đó hóa thành một bóng đen biến mất ngay tại chỗ. Vân Hải Thành phủ thành chủ. 1.000 vạn đá năng lượng siêu phẩm, ha ha, không đến 3 canh giờ, ta liền được gần 1.000 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Cứ theo đà này, không ra nửa tháng, ta phú khả địch quốc. Trong đại sảnh phủ thành chủ, Tần Nguyên điên cuồng cười lớn. 1.000 vạn đá năng lượng siêu phẩm, cho dù là đối với bọn họ, cũng là một số con số cực cơ gì không nhỏ. Ở bên cạnh Tần Nguyên, là tinh thần cùng Khai Dương Quân. Nghe Tần Nguyên nói, khóe miệng Khai Dương Quân cũng nổi lên dáng tươi cười nói, C. Nhìn chút tiền đồ của ngươi, bất quá là 1.000 vạn đá năng lượng siêu phẩm mà thôi. Bất quá nói thực, ta cũng không ngờ, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành lại giàu có như vậy, những thứ khác không nói, bọn hắn vậy mà có được hơn 150 vạn viên nội đan yêu thú, hơn nữa trong đó đại bộ phận đều là hoàng cấp trở lên. Thật làm cho ta ngoài ý muốn. Nghe nói trước kia Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch đại chiến, Thiên Lang Sơn Mạch đại bại quay về, những nội đan yêu thú này hẳn là từ trong Thiên Lang Sơn Mạch đạt được. Trên mặt tinh thần cũng hiện ra dáng tươi cười nói. Bất kể như thế nào, dù sao có những vật này, ngày sau chúng ta muốn thành thánh tài nguyên có thể không cần dựa vào thư viện, không chỉ như thế, tương lai trong một thời gian ngắn, chúng ta không cần vì tài nguyên tu luyện mà phấn đấu. Tần Nguyên cười nói, mới đầu những tên điên trong học viện kia ngại đến nơi này phiền toái, cả đám đều không đến, cuối cùng các trưởng lão không có biện pháp, đành phải phái chúng ta tới. Hắc hắc, không nghĩ tới đây cũng là tiện nghi chúng ta. Các ngươi nói, nếu để cho mấy tên điên kia biết rõ thu hoạch của chúng ta, không biết có thể vì mình cự tuyệt mà hối hận thổ huyết hay không.
sau khi trở về, không thể lộ việc này. Khai Dương Quân đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Nghe Khai Dương Quân nói, nụ cười trên mặt Tần Nguyên cùng tinh thần cũng thu liếm, hai người nhẹ gật đầu. Tiền tài không để ra ngoài, nếu để cho những tên điên trong thư viện kia biết rõ bọn hắn được chỗ tốt lớn như vậy kết cục của ba người bọn hắn tuyệt đối rất thê thảm. Đương nhiên, mặc dù đối phương không có khả năng rõ ràng đến đoạt, nhưng vụng trộm thì sao? Ở địa phương này có thể hung hăng càn quấy một chút, nhưng trở về, nhất định phải ít xuất hiện. Lúc này, Trác Giáo Tập cùng ba gã thánh giả khác của Vân Hải Thư Viện đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Sắc mặt bốn người có chút khó coi. Ta cần một thuyết pháp. Trác Giáo Tập nhìn ba người Khai Dương Quân, sắc mặt có chút khó coi. Hành vi của ba người trước mắt đã làm cho toàn bộ Vân Hải thành tiếng oán than dậy đất, có thể nói, Vân Hải Thư Viện vốn thành lập thanh danh. Ở trong không đến mấy canh giờ liền hoàn toàn hủy. Hiện tại Vân Hải Thành, mọi người không có ai không mắng Vân Hải Thư Viện. Mắng cái gì? Đương nhiên là mắng Vân Hải Thư Viện tá ma giết lừa, không giảng nhân nghĩa. Thuyết pháp. Khai Dương Quân cười khẽ một tiếng nói. Ta không rõ ý tứ của Trác Giáo Tập. Hành vi của các ngươi ở Vân Hải Thành. Trác Giáo Tập gắt gao nhìn Khai Dương Quân nói. Mọi người Vân Hải Thành từng cùng Vân Hải Thư Viện chung hoạn nạn. Hôm nay Vân Hải Thư Viện ta đối với bọn hắn như thế, cái này là thế nào? Trác trưởng lão. Lúc này, Tần Nguyên đột đã cắt đứt Trác Giáo Tập nói. Trác Giáo Tập nhất định phải hiểu rõ một chuyện, hiện tại ngươi đã không phải là người của Vân Hải Thư Viện, hiện tại ngươi là người Bạch Lộc Thư Viện. Cho nên, ta hy vọng ngươi hết thảy dùng lợi ích của Bạch Lộc Thư Viện làm chủ, mà không phải dùng Vân Hải Thư Viện. Cưỡng ép cướp lấy tài vật của mọi người trong thành, đây là vì Bạch Lộc Thư Viện. Trác Giáo Tập trầm giọng nói. Ta xem đây là vì chính tư dục của các ngươi a. Nói thực, đây đúng là vì tư dục của chúng ta. Lúc này, Khai Dương Quân đột nhiên nói. Chỉ là, điều này chẳng lẽ không được sao? Trác trưởng lão, ngươi nên biết, chúng ta cũng không có ra tay với đệ tử Vân Hải Thư Viện. Trái lại, chúng ta giúp đệ tử Vân Hải Thư Viện, còn chiếm được chỗ tốt của chúng ta. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta là người một nhà. Nhớ kỹ. Chúng ta là người một nhà, mà những người kia của Vân Hải Thành, bọn hắn có quan hệ với chúng ta sao? Trác Giáo Tập trầm mặc một lát, sau đó nói. Bọn hắn đã từng cùng Vân Hải Thư Viện chúng ta dắt tay tiến thối. Sau đó thì sao? Khai Dương Quân cười nói. Chờ ngày sau chúng ta trở lại Bạch Lộc Thư Viện, bọn họ cùng chúng ta cuối cùng chính là người của hai thế giới, bởi vì Trác Giáo Tập ngươi rõ ràng một việc. Đó chính là bọn họ căn bản không có khả năng tiến về Trung Thổ Thần Châu, càng không có khả năng gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Tóm lại, ta hy vọng sự tình Vân Hải Thành, bốn vị không cần lo, ta không muốn cùng bốn vị trở thành địch nhân. Mà nếu như trở thành địch nhân, bốn vị minh bạch, trừ khi các ngươi thiêu đốt linh hồn tự bạo, bằng không thì các ngươi một chút cơ hội cũng không có. Mà những người kia đáng các ngươi thiêu đốt linh hồn tự bạo sao? Hiện tại bốn vị có thể lựa chọn. Lựa chọn thành địch nhân của chúng ta, hay trở thành bằng hữu của chúng ta. Lúc này, Tần Nguyên cười lạnh nói. Nếu như là bằng hữu, mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng nếu như là địch nhân, hắc hắc, pháp phái chúng ta thích nhất đúng là địch nhân, bởi vì như vậy, muốn giải quyết sẽ không cần phiền toái như vậy. Theo thanh âm của Tần Nguyên rơi xuống, 10 tên thánh giả đồng nhân xuất hiện ở trong tràng. Nhìn thấy 10 tên thánh giả đồng nhân, đám người Trác Giáo Tập biến sắc. Sắc mặt của Trác Giáo Tập có chút khó coi, 10 tên thánh giả, trừ khi 4 người bọn họ thiêu đốt linh hồn tự bạo, bằng không thì một chút cơ hội thắng cũng không có. Thiêu đốt linh hồn tự bạo, đáng giá sao, vì những người kia của Vân Hải Thành, đáng giá sao? Hồi lâu, Trác Giáo Tập nhìn thoáng qua ba người Khai Dương Quân nói. Hy vọng các ngươi nói có tín dụng. Nói xong, cùng ba người bên cạnh biến mất ngay tại chỗ. Ta xem lão gia hỏa này càng ngày càng không vừa mắt. Tần Nguyên lạnh lùng nói. Tạm thời đừng ép bọn họ. Khai Dương Quân lạnh nhạt nói. Về sau có rất nhiều cơ hội làm thịt bọn hắn. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, chính yếu nhất là tài vật của Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện. Cơ hội này đối với chúng ta mà nói, là cực kỳ khó được. Phải biết, nếu người nho phái chạy đến, chỉ sợ sự tình sẽ sinh biến. Đúng rồi, theo đạo lý mà nói. Người bên nho phái sớm đã đến mới đúng, vì sao không có nhìn thấy bọn hắn? Tinh thần cau mày nói.
Ai biết, đám gia hỏa kia làm việc, luôn bó tay bó chân. Muốn ta nói, thư viện chúng ta không nên có loại gia hỏa này. Tần Nguyên lạnh lùng nói. Nói năng cẩn thận. Khai Dương Quân đột nhiên quát. Tần Nguyên, người sớm muộn sẽ chết vì cái miệng của mình. Hắn quên người xếp hàng thứ nhất trong thư viện chúng ta à. Tinh thần nhìn thoáng qua Tần Nguyên, lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Tần Nguyên biến sắc, trong mắt cực kỳ kiêng kỵ. Thế hệ trẻ tuổi top 10 của Bạch Lộc Thư Viện, Pháp phái chiếm hết 9, nhưng xếp thứ nhất lại là Nho phái. Người kia, để cho Pháp phái cơ hồ tuyệt vọng. Trầm mặc hồi lâu, Khai Dương Quân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Không nói những thứ này, về sau Tần Nguyên chú ý một chút. Đúng rồi, Dương Diệp kia có tin tức chưa? Tinh thần lắc đầu nói. Giống như biến mất vậy. Ta xem là trực tiếp chạy đi, hoặc ẩn nấp rồi. Tần Nguyên cười lạnh nói. Khai Dương Quân trầm ngâm một lát, sau đó nói. Người này ở Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện danh vọng khá cao, nhất định phải khống chế được hắn, hoặc là giết chết hắn, bằng không thì, một khi hắn triệu tập những người kia của Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện, tuy chúng ta không sợ, nhưng lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Ta cảm thấy hắn khả năng ẩn núp trong bóng tối, chuẩn bị cho ta một kích chí mạng. Lúc này Tinh Thần trầm giọng nói. Ta điều tra qua người này cũng không phải người tham sống sợ chết, phải nói hắn là một người cực kỳ trọng tình nghĩa. Mà nữ nhân của hắn vẫn còn ở trên tay của chúng ta, cho nên hắn không có khả năng đào tẩu, hẳn là giấu ở trong bóng tối. Hắn là một người trọng tình, cái này còn không đơn giản. Lúc này Tần Nguyên cười hắc hắc nói. Chỉ cần chúng ta từ trên người nữ nhân hắn ra tay, ta không tin hắn không đi ra. Cũng phải. Khai Dương Quân gật đầu nói. Nhưng vạn nhất hắn không đi ra thì sao? Tinh thần cau mày nói. Dù sao chúng ta cũng không có tổn thất gì. Tần Nguyên cười nói. Đương nhiên, nếu như hắn chứng kiến nữ nhân của mình bị vũ nhục còn không ra, ta chỉ có thể nói bội phục. Kỳ thật, khoan hãy nói, mấy nữ nhân của hắn rất đẹp, đương nhiên, so với tinh thần muội tử kém cách xa vạn dặm, nhưng chơi đùa vẫn có thể, ha ha. Khai Dương Quân nhìn thoáng qua Tần Nguyên nói. Tùy ngươi. Tần Nguyên cười ha ha, đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía Khai Dương Quân, cười hắc hắc nói. Có hứng thú cùng một chỗ không? Dù sao Dương Diệp kia có mấy nữ nhân? Khai Dương Quân nhìn thoáng qua tinh thần, sau đó nghiêm mặt nói. Ta không có hứng thú, chính ngươi đi chơi đi. Tần Nguyên cười ha ha, sau đó xoay người đi về phía trước. Nhưng lúc này có một người chắn ở trước mặt hắn. Ngươi là ai? Tần Nguyên biến sắc. Người tới nhếch miệng cười cười nói. Ta gọi Dương Diệp. Tôn nghiêm không thể ném. Một. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp oanh ra một quyền. Thời điểm Dương Diệp oanh ra một quyền, kiếm bên hông Tần Nguyên đột nhiên lao ra vỏ, sau đó mãnh liệt chém xuống một cái. Quyền kiếm chạm vào nhau. Kiếm toái, Tần Nguyên bay ngược ra. Lực lượng cường đại chấn cả phủ thành chủ thành bột mịn. Ánh mắt toàn bộ Vân Hải Thành đều không hẹn mà cùng nhìn về phía phủ thành chủ. Khi thấy là Dương Diệp, toàn bộ Vân Hải Thành lập tức sôi trào. Là Dương Diệp, là Dương viện trưởng, hắn không có vứt bỏ chúng ta, hắn trở về, ha ha. Ta đã từng nói, Dương Diệp làm sao có thể cùng Vân Hải Thư viện thông đồng làm bậy. Lúc trước hắn một mực không có xuất hiện. Nhất định là đi tìm viện binh. Ha ha, hiện tại Dương Diệp xuất hiện, ta ngược lại muốn nhìn những người này hung hăng càn quấy như thế nào. Các ngươi đừng quên, đối phương có 13 thánh giả, tăng thêm 4 gã trưởng lão của Vân Hải Thư Viện, là 17 tên thánh giả. Mà Dương Diệp, hắn chỉ có một người. Nghe vậy, đám người bắt đầu trầm mặc. Một bên, Tần Nguyên lúc trước bị Dương Diệp một quyền đẩy lui nhìn trong tay mình chỉ còn lại có chuôi kiếm, không khỏi phát mộng. Mình lại bị đối phương một quyền đánh bay. Sau một khắc, trong mắt Tần Nguyên hiện lên vẻ dữ tợn, muốn xông lên, nhưng lại bị Khai Dương Quân ngăn lại. Để cho ta giết chết hắn. Tần Nguyên nhìn Khai Dương Quân, thần sắc dữ tợn. Gấp cái gì? Khai Dương Quân cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Không hổ đã từng là Vân Hải Thư Viện viện trưởng, xác thực có tài. Đảm lượng cũng quả thật không tệ, loại tình huống này. Còn dám một thân một mình tới tìm chúng ta. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, theo như ta tra được tư liệu, Dương Diệp ngươi không giống như một người không có đầu óc,
nếu một người có đầu óc, vậy tại sao còn phải đến đây? Dương Diệp quét nhìn ba người, không nói gì, hắn quay đầu nhìn về phía một bên, lúc này xa xa mấy đạo hắc quang xẹt qua, rất nhanh, Ngọc Vô Song, Lục Uyển Nhi, Thương Thanh Ảnh cùng hai ảnh nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp hắn tự nhiên không phải người không có đầu óc, trước khi đến, hắn đã thăm dò được đám người Ngọc Vô Song bị giam ở nơi nào, bởi vậy hắn sớm phái ảnh nhân đến cứu viện, mà hắn thì chạy đến phủ thành chủ, mục đích, tự nhiên là vì giữ vững vị trí đối phương, để ngừa sự tình có biến. Chứng kiến đám người Ngọc Vô Song vô sự, trong nội tâm Dương Diệp thở dài một hơi, tuy trước kia bởi vì đưa cho Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi khôi lỗi suy đoán, hai nữ không có sự tình, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn tâm thần bất định. Hai nữ nhân này, đều vì hắn thiếu chút nữa chết, hắn thật sự không muốn hai nữ lại có bất kỳ ngoài ý muốn. Cũng may, hết thảy đều khỏe mạnh. Thấy hai nữ muốn nói chuyện, Dương Diệp nhìn hai nữ mỉm cười nói. Vô sự là tốt rồi, ta trước xử lý sự tình. Cẩn thận! Ngọc Vô Song nói khẽ. Nói xong, tay phải nàng vung lên, khôi lỗi thánh giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Chu Nguyên khôi lỗi là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng của nàng, trước kia một mực không dùng là vì căn bản không có ý nghĩa, bởi vì đối phương có 13 khôi lỗi thánh giả. Còn có 4 người trác giáo tập ủng hộ. Loại tình huống đó, một thánh giả căn bản không có chút tác dụng nào. Bởi vậy nàng một mực không có triệu hoán ra. Xử lý sự tình, ha ha, cũng tốt, đám bọn họ sẽ tới xử lý. Tay phải Khai Dương Quân vung lên, 13 đồng nhân thánh giả xuất hiện ở hai bên trái phải nói. Dương Diệp, đến nói một chút, người muốn xử lý như thế nào? Ta rất ngạc nhiên đây này. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, đang muốn nói chuyện, lúc này 4 người trác giáo tập cùng rất nhiều đệ tử Vân Hải Thư Viện xuất hiện. Dương Diệp, đừng xúc động. Trác giáo tập trầm giọng nói. Lần này ba người bọn họ đến, thực không phải muốn cùng Vân Hải Thư Viện chúng ta là địch, mà đến hòa giải với Vân Hải Thư Viện chúng ta. Không chỉ như thế, ngày sau, đệ tử Vân Hải Thư Viện ta đều có cơ hội gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Đặc biệt là ngươi, dùng thiên phú cùng tiềm lực của ngươi, gia nhập Bạch Lộc Thư Viện căn bản dễ dàng. Gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Dương Diệp lắc đầu cười nói. Trác giáo tập, mục tiêu cả đời của thương viện trưởng là muốn quay về Bạch Lộc Thư Viện, nhưng hắn hy vọng chúng ta có tôn nghiêm trở về, mà không phải giống như bây giờ bị người bố thí. Trác giáo tập, thứ cho ta nói thẳng, dùng thực lực của 4 người các ngươi, Bạch Lộc Thư Viện chắc chắn sẽ không cự tuyệt các ngươi, nhưng các ngươi tự hỏi mình đi Bạch Lộc Thư Viện, có được tôn trọng sao? Sẽ được sao? Sẽ không, bọn hắn chỉ biết xem thường các ngươi, bởi vì các ngươi không phải bằng bổn sự của mình trở về. Mà bọn hắn đáng thương các ngươi, bố thí các ngươi mới có thể trở về, hiểu chưa? Nói đến đây, thần sắc của Dương Diệp hơi có vẻ dữ tợn, cơ hồ giống lên. Chúng ta sống ở trên đời này, cái gì cũng có thể ném, nhưng tôn nghiêm không thể ném. Một người, ngay cả tôn nghiêm cũng không có, hắn còn là một người sao? Loại người này, người trông cậy vào người ta tôn kính các ngươi sao? Ta không biết Bạch Lộc Thư Viện có thể tôn kính các ngươi hay không? Dù sao ta bây giờ là cực kỳ xem thường các ngươi. Sắc mặt 4 người trác giáo tập cực kỳ khó coi. Lớn mật, Dương Diệp, sao ngươi dám nói chuyện với trưởng lão như vậy? Lúc này, một đệ tử Vân Hải Thư Viện phẫn nộ quát. Dương Diệp, bây giờ ngươi đã không phải là viện trưởng. Hiện tại viện trưởng của Vân Hải Thư Viện chúng ta là Khai Dương Quân, nếu như ngươi thức thời, nhanh chóng quỳ xuống đầu hàng, Khai Dương Quân nhân từ. Nói không chừng sẽ thả ngươi một con đường sống, bằng không ngươi chết không có chỗ chôn. Dương Diệp nhìn đệ tử kia nói. Nói lại một lần. Đệ tử kia biến sắc, hắn nhìn về phía Khai Dương Quân, thấy đối phương cười thản nhiên, trong lòng của hắn buông lỏng, lại chứng kiến 13 khôi lỗi thánh giả ở bên cạnh, cái này để cho hắn đối với Dương Diệp sợ hãi giảm bớt rất nhiều. Nhưng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lúc này, Khai Dương Quân đột nhiên nhìn về phía hắn, cười nói. Ngươi tên gì? Nghe Khai Dương Quân nói, nam tử kia nao nao, lập tức đại hỉ, hắn biết rõ, ngày sau có thể tiến về Trung Thổ Thần Châu, gia nhập cái kia Bạch Lộc Thư Viện hay không, đều nhìn ba người Khai Dương Quân. Hôm nay đối phương chú ý tới hắn, cái này chứng minh lúc trước hắn mã thí tâng bốc không có phí công, vội vàng nói. Ta gọi Đỗ Minh. Khai Dương Quân mỉm cười nói. Không tệ, ta nhớ kỹ ngươi. Đúng rồi, hắn bảo ngươi nói lại một lần. Ngươi nói đi,
sợ cái gì? Nghe vậy, Đỗ Minh lập tức lấy dũng khí, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, cười lạnh nói. Dương Diệp, trợn to ánh mắt người nhìn xem, chúng ta có 13 thánh giả, tăng thêm đám người Trác trưởng lão, thì có 17 thánh giả, đừng nói ngươi, coi như toàn bộ cường giả cổ kiếm trai của người đến cũng vô dụng. Ta nếu là ngươi. Đột nhiên, thanh âm của Đỗ Minh im bặt mà dừng. Mọi người định nhãn xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì Đỗ Minh vốn ở bên cạnh bọn người Khai Dương Quân, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, mà tay Dương Diệp thì nắm cổ họng của hắn. Ba người Khai Dương Quân biến sắc, thần sắc không hẹn mà cùng ngưng trọng lên. Ba người cơ hồ đồng thời cao độ đề phòng, cùng lúc đó, 13 đồng nhân thánh giả chắn ở trước mặt của bạn. Hắn, tốc độ của Dương Diệp quá nhanh, nhanh đến ba người bọn họ đều tim đập nhanh. Tốc chi pháp tắc, tinh thần trầm giọng nói một câu. Áo choàng sau lưng của hắn là thần cấp. Hai tay Khai Dương Quân nắm lại, trên mặt đã không có mây trôi nước chảy như trước kia, trong mắt hắn, có sát ý không che giấu chút nào. Lúc này, Đỗ Minh bị Dương Diệp nắm yết hầu hai mắt trợn lên, trong mắt kinh hãi gần chết. Dương Diệp cười nhẹ, tay trái chỉ vào Khai Dương Quân nói. Lực lượng của ngươi đến từ hắn, nhưng ngươi thấy được không? Ta muốn giết ngươi, hắn chỉ có thể nhìn. Dương Diệp, tuy hắn ngôn ngữ mạo phạm ngươi, nhưng tội không đáng chết. Lúc này Trác giáo tập trầm giọng nói. Còn nữa, người hôm nay xác thực đã không phải là viện trưởng của Vân Hải Thư Viện ta, sự tình của Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện, là sự tình bên trong chúng ta, không cần ngươi tới nhúng tay, ngươi về cổ kiếm trai đi. Két sát, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Chứng kiến cổ Đỗ Minh bị bẻ gãy, sắc mặt bốn người Trác giáo tập lập tức âm trầm. Một bên hai mắt của Khai Dương Quân cũng híp mắt, bất quá hắn không có ra tay. Những người này muốn tự giết lẫn nhau, hắn vui vẻ nhìn thấy. Dương Diệp, người biết mình đang làm cái gì không? Trác giáo tập trầm giọng nói. Dương Diệp cười nhẹ nói. Ta người này làm người là như thế, người khác tôn kính ta, ta tôn kính người khác, nếu như người khác không tôn kính ta, cái kia xin lỗi, Dương Diệp ta quản con mẹ nó ngươi là ai? Trác giáo tập. Lúc trước ta không làm viện trưởng, ngươi ép ta làm, được rồi, vì thương viện trưởng, làm liền làm. Nhưng hiện tại, các ngươi lại không quan tâm ta làm. Con mẹ nó ta muốn hỏi một câu, Dương Diệp ta dễ khi dễ sao? Các ngươi để cho ta liền làm, để cho ta không làm liền không làm. Nói đến đây, thần sắc của Dương Diệp dần dần dữ tợn. Trác giáo tập, ngươi đã không tôn kính ta, ta tự nhiên cũng không cần tôn kính ngươi. Hiện tại. Ta ở trước mặt tất cả mọi người nói cho ngươi biết, trừ khi thương viện trưởng trọng sinh muốn giải trừ chức Vân Hải Thư Viện viện trưởng của ta, bằng không thì, cái viện trưởng này, ta làm định rồi. Hai mắt Trác giáo tập nhíu lại, trong mắt có một tia sát ý. Dương Diệp, Vân Hải Thư Viện còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Vậy sao? Dương Diệp cười nhẹ, sau đó quét nhìn chúng đệ tử Vân Hải Thư Viện, sau đó nói. Còn nhận thức ta là Vân Hải Thư Viện viện trưởng. Đứng ở bên ta. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Nói đến đây, thanh âm Dương Diệp tăng thêm, lại nói một lần. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Khóe miệng Trác giáo tập nổi lên một vòng mỉa mai, tuy Dương Diệp ở thư viện có uy vọng, nhưng có thể so với bốn người bọn họ sao? Căn bản không thể so. Quả nhiên, ngoại trừ đám người Phong Vũ Triều lúc trước cùng Dương Diệp trải qua sinh tử đứng ở sau lưng Dương Diệp, còn lại không có người động. Thật sự là buồn cười, Dương Diệp, thấy được không? Vân Hải Thư Viện không cần ngươi làm viện trưởng. Một bên, Tần Nguyên mỉa mai nói. Còn muốn tiếp tục mất mặt xấu hổ sao? Dương Diệp nhìn đám người Trác giáo tập hồi lâu, sau đó nhìn về phía đám người Khai Dương Quân nói. Ta xử lý xong sự tình thư viện, sẽ đến xử lý chuyện của chúng ta. Trong khoảng thời gian này các ngươi ở Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện vơ vét đồ vật, là tự mình nhổ ra. Hay muốn ta đánh các ngươi nhổ ra? Bằng ngươi. Tần Nguyên cười lạnh một tiếng, muốn ra tay, bất quá bị Khai Dương Quân ngăn lại. Khai Dương Quân cười nhẹ, nhìn về phía Trác giáo tập nói. Trác trưởng lão, ngươi đã nói, sự tình Dương Diệp ngươi sẽ giải quyết. Đúng rồi, còn có những cái đệ tử phản Vân Hải Thư Viện kia, ta không hy vọng nhìn thấy bọn hắn. Trác giáo tập trầm mặc, một lát sau. Hắn nhìn về phía đám người Phong Vũ Chiêu sau lưng Dương Diệp nói. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng,
hiện tại nếu như tới, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đám người Phong Vũ Chiêu nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Hai mắt Trác Giáo Tập nhíu lại, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang nói. Giết! Nghe vậy, chúng đệ tử Vân Hải Thư Viện sau lưng Trác Giáo Tập lập tức vọt về phía đám người Dương Diệp. Mà Trác Giáo Tập cùng ba gã thánh giả khác ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp, cùng lúc đó, khí tức bốn người khóa chặt Dương Diệp. Nhìn thấy đệ tử Vân Hải Thư Viện vọt tới, ánh mắt của Dương Diệp lạnh xuống, trong mắt không còn một tia cảm tình. Ngươi tính toán cái thứ gì? Một. Kiếm quang xẹt qua, mấy tên đệ tử Vân Hải Thư Viện cầm đầu bị trảm thủ. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, đám người Trác Giáo Tập hai mắt nhíu lại, trầm ngâm một cái chớp mắt, Trác Giáo Tập hung dữ nói. Giết! Nói xong, một thánh giả bên cạnh hắn gầm lên, thò tay tìm tòi, cách không mạnh mẽ đánh tới Dương Diệp. Mà lúc này, một ảnh nhân quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một đạo gợn sóng lóe lên. A hát! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, mọi người nhìn qua, chỉ thấy tên thánh giả ra tay kia không còn cánh tay. Mọi người hoảng hốt, ánh mắt mọi người đều rơi vào bóng đen trước mặt Dương Diệp. Tăng thêm hai ảnh nhân cùng Chu Nguyên Khôi Lỗi bên cạnh đám người Ngọc Vô Song, Dương Diệp thậm chí có bốn thánh giả. Tuy so sánh với 13 khôi lỗi của đám người Khai Dương Quân còn chênh lệch rất nhiều, nhưng giờ phút này sắc mặt đám người Khai Dương Quân lại vô cùng ngưng trọng, bởi vì bóng đen công kích quá quỷ dị, thực lực cũng quá cường hãn. Tuy thánh giả của Vân Hải Thư Viện kém thánh giả của Bạch Lộc Thư Viện, nhưng dầu gì cũng là thánh giả A Hát. Nhưng đều là thánh giả của Vân Hải Thư Viện lại bị bóng đen chém cả cánh tay, nếu như không phải đối phương ở thời khắc mấu chốt lóe lên một cái, lần này sẽ bị miểu sát. Chênh lệch lớn như vậy. Bất quá khá tốt, Dương Diệp này chỉ có ba ảnh nhân. Nghĩ vậy, sắc mặt ba người Khai Dương Quân hơi nới lỏng. Dương Diệp, khó trách ngươi dám một người đến Vân Hải Thành. Nguyên lai đã nhận được loại cường giả cường đại thần bí này. Khai Dương Quân âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là, ngươi cho rằng ngươi có bốn khôi lỗi là có thể đối kháng chúng ta sao? Trợn to ánh mắt của ngươi nhìn xem, chúng ta có 17 thánh giả. Dương Diệp, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại, chỉ cần ngươi buông tha phản kháng, sau đó dập đầu 10 cái, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi và những người đi theo ngươi. Dương Diệp cười nhẹ nói. Ngươi sẵn lòng cho ta một cơ hội, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Giao ra hết thảy các ngươi vơ vét ở Vân Hải Thư Viện cùng với Vân Hải Thành, sau đó ba người các ngươi đến cửa thành quỳ 3 ngày 3 đêm, nếu như các ngươi làm được, ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Muốn chết? Một bên, Tần Nguyên gầm lên, một đạo kiếm khí bạch sắc từ đầu ngón tay hắn kích xạ ra, lập tức đến trước mặt Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp lại không tránh không né, tùy ý đạo kiếm khí kiêu anh ở trên người. Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đạo kiếm khí kia trực tiếp chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Nửa bước kiếm ý hư vô cảnh. Dương Diệp khẽ lắc đầu nói. Kiếm ý yếu như vậy, người cũng không biết xấu hổ lấy ra. Kiếm ý của là kiếm ý hư vô cảnh, có thể nói, tất cả kiếm tu, trừ khi đối phương là kiếm ý hư vô cảnh, bằng không ở trước mặt hắn, kiếm khí kiếm ý gì cũng là mây bay. Bởi vì kiếm ý hư vô cảnh của hắn có thể hấp thu hết thảy. Ngươi, Tần Nguyên giống như nghĩ tới điều gì, hắn kinh hãi nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Mà Khai Dương Quân cùng tinh thần ở bên cạnh hắn, giờ phút này trong mắt cũng đầy vẻ khiếp sợ. Dùng nhãn lực và kiến thức của bọn hắn, tự nhiên biết rõ vì sao kiếm khí của Tần Nguyên không có hiệu quả với Dương Diệp. Chỉ có một giải thích, cái kia chính là Dương Diệp có kiếm ý hư vô cảnh. Kiếm ý hư vô cảnh. Đừng nói ở Thanh Châu. Coi như ở Trung Thổ Thần Châu cũng cực kỳ hiếm thấy. Giờ khắc này, Khai Dương Quân cũng không có tâm tư chơi mèo vần chuột, tay phải vung lên nói. Giết! Thanh âm rơi xuống, 13 thánh giả đồng nhân ở trước mặt hắn thân hình khẽ động, hóa thành 13 đạo kim quang bắn mạnh về phía Dương Diệp. Lấy nhiều khi ít. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên, 7 ảnh nhân giấu ở dưới đất hiện ra, chắn ở trước mặt hắn. Sau đó hơn 10 đạo gợn sóng mắt thường có thể thấy xuất hiện. Bành bành bành. Hơn 10 thanh âm nổ tung vang lên, ở trong ánh mắt của mọi người, 13 thánh giả đồng nhân ngừng ngay tại chỗ, kim quang tán đi, ở trên người 13 thánh giả đồng nhân, chỗ ngực đều có một vết rách sâu tầm 10 cm. 10 ảnh nhân. Đồng tử của ba người Khai Dương Quân bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên,
bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp thậm chí có 10 tồn tại thần bí hơn nữa cường đại như vậy. 10 tên. Ông trời ơi, Dương Diệp là làm sao đạt được? Phải biết rằng, sở dĩ ba người bọn họ có 13 khôi lỗi thánh giả, đó là bởi vì Bạch Lộc Thư Viện cho, đối với Bạch Lộc Thư Viện mà nói, đừng nói 13 khôi lỗi thánh giả, dù 30 khôi lỗi thánh giả cũng là một bữa ăn sáng. Nhưng Dương Diệp thì sao? Ai cho hắn? Đừng nói ba người Khai Dương Quân, lúc này ngay cả Trác giáo tập cùng bọn người Vân Hải Thư Viện cũng chấn động. Bọn hắn cùng Dương Diệp nhận thức rất lâu, biết Dương Diệp có bản lĩnh luyện chế khôi lỗi, nhưng đây chính là 10 tên thánh giả A-Hát, chẳng lẽ 10 tên thánh giả này đều không phản kháng, ngồi ở chỗ kia tùy ý Dương Diệp hắn luyện. Nhìn 10 ảnh nhân khôi lỗi, trong lòng Dương Diệp thầm nghĩ đáng tiếc. Đáng tiếc lúc trước lãng phí 10 tên ảnh nhân thánh giả, lúc ấy vốn có 20 ảnh nhân, nhưng vì hắn không coi trọng, lãng phí một cách vô ích gần 10 bộ, nếu như không lãng phí, hắn hoàn toàn có thể mang theo 20 khôi lỗi này trực tiếp đánh lên Vân Tiêu Thánh Điện. Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó tay phải vung lên, 10 ảnh nhân lập tức bắn mạnh về phía 13 đồng nhân thánh giả. Rất nhanh, 10 ảnh nhân cùng 13 đồng nhân thánh giả trốn vào hư không. Bất kể là Dương Diệp hay Khai Dương Quân, cũng không dám để cho khôi lỗi của mình ở đây đại chiến, đưa tới thiên phạt, vậy triệt để xong đời. Dương Diệp phất tay, Man Thần Kiếm xuất hiện, nắm Man Thần Kiếm, Dương Diệp chậm rãi đi về phía ba người Khai Dương Quân. Nói, đến, cho ta xem, thực lực đệ tử thế lực kim cương cấp đến. Tột cùng mạnh bao nhiêu? Đúng rồi, vì không lãng phí thời gian, ta khuyên ba người các ngươi cùng tiến lên cho thỏa đáng. Cùng tiến lên. Khai Dương Quân tức quá mà cười. Dương Diệp, người có phải quá để ý mình hay không? Tại Trung Thổ Thần Châu, có lẽ có người áp chế bọn hắn, nhưng ở Thanh Châu, dưới thánh giả, có người như vậy sao? Người tự tiên như vậy, vậy các người từng bước lên đi, ai tới trước? Dương Diệp nói. Hắn vốn không muốn lãng phí thời gian, bất quá như hắn nói, hắn muốn nhìn thực lực của đệ tử bà CDH Lộc Thư Viện một chút. Ta đến. Tinh thần bước ra một bước, bàn tay như ngọc trắng chỉ lên trời tìm tòi, trong chốc lát, mây trắng phiêu đãng ở phía chân trời nhanh chóng hội TCU, qua trong giây lát hóa thành một vân long màu trắng to gần ngàn trượng, thần sắc vân long dữ tợn, gầm lên giận dữ, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng lao về phía Dương Diệp. Vân long đáp xuống, những nơi đi qua không gian vặn vẹo, phảng phất như muốn bị cắn nát, làm cho người ta sợ hãi. Huyền kỹ thần cấp. Ít nhất là huyền kỹ thần cấp. Nhìn thấy tinh thần dễ dàng thi triển ra huyền kỹ thần cấp, thần sắc đám người Ngọc Vô Song lập tức khẩn trương lên. Nhìn thấy Vân Long, Dương Diệp khẽ gật đầu, bằng một chiêu này, là hắn biết nữ nhân kia thực lực không tệ, nếu là lúc trước, hắn muốn chiến thắng đối phương, chỉ sợ phải phế một phen công phu. Nhưng hiện tại, ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp bước ra một bước, Man Thần Kiếm mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù kiếm chưa tiếp xúc đến Vân Long, nhưng lực lượng tràn đầy trong kiếm trực tiếp đánh khí thế của Vân Long sơ xác, mà Vân Long cũng bị Man Thần Kiếm bức cho đứng ở trên không trung. Phá! Man Thần Kiếm mạnh mẽ xoay tròn, Vân Long trực tiếp nổ ra. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của tinh thần kịch liệt co rụt lại, trong mắt có vẻ kinh hãi. Đây chính là huyền kỹ thần cấp hạ phẩm của nàng, nhưng bị đối phương một chiêu phá vỡ. Ánh mắt nàng lần nữa rơi vào trên người Dương Diệp, lúc này đây. Trong mắt đã không có nửa phần khinh thị, có chỉ là ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Tuy Dương Diệp chỉ ra một chiêu, nhưng nàng biết rõ, thực lực của nam nhân trước mắt này căn bản không kém các nàng. Nàng biết cho tới nay, các nàng đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp nghiêm trọng. Kỳ thật, không phải các nàng đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp, mà thực lực của Dương Diệp trở nên mạnh mẽ. Trong lòng đám người Trác giáo tập cũng rung động đến tột đỉnh, bọn hắn tự nhiên biết thực lực của Dương Diệp. Có thể giết thánh giả. Nhưng lúc này thực lực của Dương Diệp rõ ràng cường đại hơn quá nhiều, phải biết khi nãy Dương Diệp căn bản không có thi triển kiếm ý hư vô cảnh cùng kiếm kỹ cường đại, chỉ đơn thuần dùng lực lượng thân thể A-Hát. Dương Diệp lúc nào biến thành mạnh như thế? Nữ tử trầm mặc một cái chớp mắt, hai tay giơ lên, vừa muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một đạo tàn ảnh lóe lên, sau đó một thanh kiếm để ngang lên cổ của nàng. Một đầu khác của kiếm, là tay Dương Diệp. Ta cảm thấy, ngươi không cần phải xuất thủ. Dương Diệp nói. Nói xong, Dương Diệp muốn động kiếm, nhưng lúc này Trác giáo tập đột nhiên phẫn nộ quát. Dương Diệp,
người có biết người đang làm cái gì không? Nàng chính là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện, lần này các nàng không phải một mình đến đây, mà đại biểu Bạch Lộc Thư Viện, nếu như người động nàng, chắc chắn để cho Vân Hải Thư Viện chúng ta cùng Vân Hải thành vạn kiếp bất phục. Dương Diệp, nếu người dám động nàng, ta cam đoan, tất cả có người quan hệ với ngươi đều phải chết sạch sẽ. Lúc này, Khai Dương Quân hung dữ nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Trác Giáo Tập, sau đó lại nhìn về phía Khai Dương Quân, cười một tiếng nói. Ngươi tính toán cái thứ gì? Nói xong, tay khẽ động. Một cái đầu lâu mang theo cột máu phóng lên trời. Không! Khai Dương Quân tựa như dã thú gào thét. Một tên cũng không để lại. Một! Không! Sự tình giờ mới bắt đầu. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía Khai Dương Quân. Ngăn hắn lại. Một bên, Trác Giáo Tập giống to. Nói xong, hắn cùng hai gã thánh giá khác không có bị thương thân hình khẽ động, bắn về phía Dương Diệp. Theo bọn họ, Dương Diệp giết ba người Khai Dương Quân, cái kia không thể nghi ngờ là gây họa cho Vân Hải Thư Viện. Dương Diệp không quan tâm, nhưng bọn hắn không thể không quan tâm. Nếu đế cho Dương Diệp giết ba người Khai Dương Quân, không cần phải nói, kế hoạch Vân Hải Thư Viện muốn trở lại Bạch Lộc Thư Viện sẽ hoàn toàn ngâm nước nóng. Cho nên, ba người Khai Dương Quân tuyệt đối không thể chết được. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên bay tới một đạo thanh mang cùng một đạo hồng mang, hai đạo quang mang thoáng qua đã rơi vào trước mặt Dương Diệp, chặn lại đám người Vân Hải Thư Viện. Hào quang tán đi, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, đám người Trác Giáo Tập lập tức ngừng lại, sắc mặt Trác Giáo Tập âm trầm nói. Các hạ, đây là sự tình trong Vân Hải Thư Viện chúng ta, hy vọng hai vị đừng nhúng tay. Tiểu Thanh không có để ý Trác Giáo Tập, mà nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn hai nữ, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Tiểu Hồng, lúc này Tiểu Hồng đã là thánh giả, bất quá khí tức so với đám người Trác Giáo Tập thì hơi yếu kém. Nhìn cái gì? Có tin ta móc mắt ngươi ra hay không? Thấy ánh mắt của Dương Diệp dò xét ở trên người mình, Tiểu Hồng lập tức trừng Dương Diệp, hung ác nói. Dương Diệp không để ý Tiểu Hồng, nhìn về phía Tiểu Thanh nói. Ngăn bọn hắn lại. Tiểu Thanh khẽ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, khôi phục bản thể, một thanh mãng khổng lồ xuất hiện, sau đó đuôi rắn mạnh mẽ quét về phía đám người Trác Giáo Tập. Đám người Trác Giáo Tập biến sắc, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ra tay. Cuối cùng, đám người Trác Giáo Tập không dám vi phạm quy định bất thành văn của Thanh Châu, cùng Tiểu Thanh trốn vào hư không, ở trên hư không triển khai đại chiến. Đi giúp muội muội của ngươi. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Tiểu Hồng. Cần ngươi nói sao? Tiểu Hồng hừ lạnh một tiếng, hóa thành hồng mang phóng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp. Lúc này, Khai Dương Quân ôm thi thể tinh thần đột nhiên đứng lên. Lúc này hai mắt của Khai Dương Quân đỏ bừng. Sắc mặt dữ tợn, trên người tản mát ra sát ý như thực chất. Man thần kiếm trong tay Dương Diệp có chút nâng lên, chỉ Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên nói. Cùng tiến lên. Nói những lời này cũng không phải hắn cuồng vọng, đừng nói dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như dùng thực lực trước kia, ba người này cũng khó có khả năng chiến thắng hắn. Trước kia so sánh với hiện tại, muốn giải quyết ba người, là cực kỳ nhẹ nhõm. Ca ca của tinh thần là cường giả bài danh top 15 của Bạch Lộc Thư Viện ta, người biết bài danh top 15 của Bạch Lộc Thư Viện ta là cái khái niệm gì sao? Khai Dương Quân hung dữ nói. Ngươi không biết, Dương Diệp, ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi mà trả giá thê thảm. Tin tưởng ta, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Bài danh thứ 15. Dương Diệp cười nhẹ nói. Nghe thật lợi hại a. Tốt rồi, ta thật không muốn cùng các ngươi nói nhảm, các ngươi đã không động thủ. Vậy để ta đến đi. Nói xong, chân phải của Dương Diệp đạp lên mặt đất, một tiếng nổ vang, mặt đất dưới chân hắn lập tức sụp xuống. Mà bản thân hắn thì mượn nhờ lực đẩy mãnh liệt bắn ra, lập tức đến trước mặt Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên, sau đó man thần kiếm chém xuống. Hai người Khai Dương Quân biến sắc, trong lúc vội vã, Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên mạnh mẽ đánh ra một chưởng, hai chưởng đánh ra, hai cự chưởng mang theo uy áp khủng bố hiện lên, ngăn cản man thần kiếm. Một tiếng nổ mạnh vang vọng. Hai cự trưởng ở trước mặt man thần kiếm run lên kịch liệt, qua trong giây lát, két sát, một tiếng, vô số vết rách trải rộng ra. Nhìn thấy một màn này, Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên hoảng hốt, hai người thật không ngờ,
Dương Diệp chỉ dùng lực lượng thân thể liền kháng trụ hai người bọn họ liên thủ. Lực lượng thân thể của Dương Diệp đã đến loại trình độ nào? Phá! Dương Diệp gầm lên, man thần kiếm mạnh mẽ xoay tròn. Một tiếng vang thật lớn, hai bàn tay ở trên không trung lập tức nổ ra, từng đạo khí lãng mạnh mẽ khuếch tán, Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên bị chấn lui lại gần ngàn trượng, mà Dương Diệp lại bất động tại chỗ, bởi vì thời điểm khí lãng khuếch tán ra, liền bị kiếm ý hư vô cảnh của hắn phá nát bấy. Lôi điện chỉ. Lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của Khai Dương Quân, sau đó tầng mây đột nhiên vỡ ra, một cự chỉ dài mấy trăm trượng mang theo lôi điện hủy diệt, từ trong không gian chui ra, sau đó mạnh mẽ đánh về phía Dương Diệp. Những nơi cự chỉ đi qua, mang theo cái đuôi lôi điện thật dài, những nơi nó đi qua, không gian xé rách nát bấy. Ít nhất là huyền kỹ thần cấp trung phẩm. Nhìn thấy một màn này, vô số huyền giả của Vân Hải Thành kinh hãi, nhao nhao lui lại, thẳng đến thối lui ra ngoài mấy ngàn trượng mới dừng lại, nhưng trong ngón tay ẩn chứa lực lượng cường đại y nguyên làm cho linh hồn bọn hắn sợ run. Đám người Ngọc Vô Song cũng nhao nhao thối lui, lúc này các nàng tới gần Dương Diệp, chỉ sẽ làm cho Dương Diệp phiền toái. Trong mắt các nàng tràn đầy lo lắng. Chứng kiến lôi điện chí, trong mắt Dương Diệp cũng nhiều hơn một tia ngưng trọng, không thể không nói, Khai Dương Quân thật sự có tài. Huyền kỹ thần cấp trung phẩm, loại huyền kỹ này cũng không phải nói người có thể tu luyện liền tu luyện thành công, tự như nhất niệm thuấn sát hay băng diệt thần quyền của hắn, đều có hạn chế cùng yêu cầu nghiêm khắc. Ha ha, Dương Diệp, huyền kỹ này là thần cấp trung phẩm, chính là tuyệt kỹ thành danh của Khai Dương Quân. Ta ngược lại muốn nhìn, người ngăn cản như thế nào. Một bên, Tần Nguyên điên cuồng nói. Hắn là kiếm tu, mà Dương Diệp lại lĩnh ngộ kiếm ý hư vô cảnh, bởi vậy lúc này hắn ở trước mặt Dương Diệp, căn bản chính là phế vật. Cái này để cho hắn biệt khuất tới cực điểm. Dương Diệp không để ý Tần Nguyên, tay khẽ động, man thần kiếm lập tức đổi thành hoàng tuyển kiếm. Nắm hoàng tuyển kiếm, kiếm ý hư vô cảnh từ trong cơ thể hắn tràn ra, sau một khắc, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang xé rách không gian phóng lên trời. Phía chân trời, kiếm quang oanh lên cự chỉ. Yên lặng một cái chớp mắt. Thanh âm như sấm nổ vang, không gian run lên kịch liệt, ở trong ánh mắt mọi người, cự chỉ trực tiếp nổ ra, vô số năng lượng phóng xạ, phía chân trời bị chấn bóp méo. Nhìn thấy một màn này, Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên hoảng hốt. Đặc biệt là Khai Dương Quân, lúc này hắn đã bị một kiếm của Dương Diệp làm rung động. Ngay cả huyền kỹ thần cấp trung phẩm cũng không làm gì được Dương Diệp. Phải biết, trước kia hắn thi triển ra lôi điện chỉ, coi như thánh giả cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Mà Dương Diệp chẳng qua là bán thánh trung cấp, vậy mà chính diện phá vỡ lôi điện chỉ của hắn. Dương Diệp này thật là người Thanh Châu, mà không phải Trung Thổ Thần Châu. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, sau đó một đạo kiếm quang bắn về phía Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên. Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên hoảng hốt, uy lực của một kiếm này hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản. Hai người muốn trốn, nhưng lại kinh hãi phát hiện, một cổ ý cảnh kinh khủng như núi lớn đặt ở trên người bọn họ, làm cho bọn hắn nửa bước khó đi. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể liên thủ ngạnh kháng. Tay phải hai người hóa trưởng, mạnh mẽ vỗ tới kiếm quang kia của Dương Diệp, hai cự trưởng lần nữa hiện ra, oanh về phía Dương Diệp. Kiếm quang trực tiếp chấn vỡ cự trưởng của hai người, sau đó thẳng tắp oanh lên thân thể. Phốc phốc, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu, toàn bộ bay ngược ra trọn vẹn mấy ngàn trượng. Tốt, giờ khắc này, vô số huyền giả của Vân Hải Thành lập tức sôi trào lên. Từ khi ba người Khai Dương Quân khống chế Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ là một ác mộng. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn không muốn rời Vân Hải Thành, phải nói. Rất nhiều người đã coi Vân Hải Thành là nhà của mình. Nhưng ba người Khai Dương Quân đến, bắt đầu vơ vét hết thảy thuộc về bọn hắn, hơn nữa không phục, còn bị đám người Khai Dương Quân huyết tinh đổ sát, cái này để cho mọi người Vân Hải Thành giận mà không dám nói gì. Hiện tại tốt rồi, nhìn thấy ba người chết thì chết, bại thì bại, người Vân Hải Thành bị đè nén phẫn nộ giờ phút này lập tức bạo phát ra. Khục khục, Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên chậm rãi bò lên, mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, sau đó kiếm ý hư vô cảnh đặt ở trên thân hai người, lại áp hai người xuống đất. Dương Diệp, nếu ngươi dám giết chúng ta, Bạch Lộc Thư Viện tất tàn sát hết Vân Hải Thư Viện ngươi cùng Vân Hải Thành. Tần Nguyên ngẩng đầu,
dữ tợn nhìn Dương Diệp. Tần Nguyên vừa nói xong, một đạo kiếm quang xẹt qua, đầu hắn lăn xuống đất, máu tươi như nước suối tuôn ra. Sắc mặt Khai Dương Quân lập tức trắng bệch. Hoàng Tuyền kiếm trong tay Dương Diệp chỉ mi tâm của Khai Dương Quân nói. Ta đối với 13 khôi lỗi kia của ngươi cực kỳ có hứng thú, làm sao khống chế chúng? Ngươi muốn khống chế chúng? Ha ha, Dương Diệp ngươi đang nằm mơ. Khai Dương Quân điên cuồng cười nói. Dương Diệp, muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm. Bạch Lộc Thư Viện ta không có người sợ chết. Như ngươi mong muốn. Dương Diệp nói xong, kiếm quang xẹt qua, đầu của Khai Dương Quân lăn xuống, cùng đầu của Tần Nguyên xếp lại với nhau. Giết hai người xong, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, nạp giới trên tay hai người lập tức bay đến trong tay hắn, nhìn lướt qua, sau đó cong ngón búng một cái, hai nạp giới bay đến trước mặt Ngọc Vô Song nói. Bọn hắn vơ vét đồ vật đều ở bên trong, ngươi xử trí. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm niệm vừa động, 10 ảnh nhân lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, 13 thánh giả đồng nhân cũng xuất hiện ở bên cạnh Khai Dương Quân không xa. Lúc này trên người 13 thánh giả đồng nhân tràn đầy vết thương, đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng còn có chiến lực. Hắn đang muốn đi nghiên cứu 13 thánh giả đồng nhân này, nhưng Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt hai nữ trắng nhợt, khóe miệng mang theo máu tươi. Chúng ta kéo không nổi. Tiểu Thanh nói. Dương Diệp quay người nhìn về phía xa xa, đám người Trác giáo tập cũng từ trong hư không rơi xuống. Khi thấy thi thể của Tần Nguyên cùng Khai Dương Quân, sắc mặt bốn người đại biến, Trác giáo tập chỉ vào Dương Diệp giận dữ nói. Dương Diệp, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi sẽ để cho Vân Hải Thư Viện chúng ta vạn kiếp bất phục. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Trác giáo tập, cuối cùng ánh mắt lại nhìn lướt qua những đệ tử Vân Hải Thư Viện kia, trầm ngâm một lúc mới nói. Một tên cũng không để lại. Lựa chọn bất đồng mà thôi. Một tên cũng không để lại. Mọi người sững sờ, Dương Diệp đây là ý gì? Đây là muốn giết Trác giáo tập cùng những học sinh kia của Vân Hải Thư Viện. Ông trời, hắn là đang nói đùa sao? Vô số huyền giả không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Diệp, hiển nhiên, bọn hắn thật không ngờ Dương Diệp sẽ sinh ra sát tâm với đám người Trác giáo tập. Lúc này, ngay cả đám người Trác giáo tập cũng sửng sốt, Dương Diệp muốn giết bọn hắn. Dương Diệp muốn giết bọn hắn. Khi bọn hắn nhìn thấy biểu lộ xâm lãnh của Dương Diệp, trong lòng đám người Trác giáo tập giật mình, bọn hắn biết rõ, Dương Diệp không phải nói đùa, lại càng không phải hù dọa hắn. Dương Diệp thật sự muốn giết bọn chúng. Nghĩ vậy, sắc mặt đám người Trác giáo tập khó xem tới cực điểm. Đám người Trác giáo tập còn tốt, hơi chấn định một ít, mà những đệ tử Vân Hải Thư Viện ở sau lưng bọn họ thì không chịu nổi, mỗi người sắc mặt trắng bệch, có thậm chí co quắp ngã trên mặt đất. Trước kia sở dĩ bọn hắn không đứng ở bên Dương Diệp, là vì nhìn thấy Dương Diệp thế đơn lực bạc, mà bên bọn hắn, có 17 thánh giả, hơn nữa bọn hắn cũng mơ ước đi Bạch Lộc Thư Viện. Về phần dùng phương thức gì đi vào, bọn hắn không quan tâm, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể đi vào là được rồi. Bởi vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không để ý Dương Diệp. Nhưng bọn hắn lại không ngờ, Dương Diệp nghịch tập. Dương Diệp sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Đáp án dĩ nhiên là sẽ không. Bởi vì tính cách của Dương Diệp bọn hắn rất rõ ràng, trước kia Dương Diệp nói đó là cơ hội cuối cùng của bọn họ, cái kia chính là cơ hội cuối cùng. Mà bọn hắn, buông tha cho cơ hội cuối cùng kia rồi. Không có người cầu xin tha thứ, bởi vì bọn hắn biết rõ đây là phí công. Dương Diệp nói xong, mấy ảnh nhân thân hình khẽ động, bay về phía đám người Trác giáo tập. Đám người Trác giáo tập biến sắc, phẫn nộ quát. Dương Diệp, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Dương Diệp không có để ý đến hắn, quay người đi về phía 13 đồng nhân thánh giả, mà lúc này... Ngọc Vô Song ở một bên đột nhiên chạy tới trước mặt hắn, sau đó lay tay của hắn. Dương Diệp dừng bước lại, cùng lúc đó, 10 ảnh nhân cũng ngừng lại, bất quá không có thối lui, mà bao vây đám người Trác giáo tập lại. Nếu như trước kia chúng ta bại, bọn hắn sẽ không hạ thủ lưu tình với chúng ta. Dương Diệp nhìn Ngọc Vô Song nói. Như hắn nói, mọi người cực kỳ rõ ràng, nếu như trước kia bọn hắn bại, mọi người bên hắn sẽ chết. Bởi vậy hắn mới có thể quyết đoán hạ lệnh tru sát đám người Trác giáo tập, hắn không niệm tình xưa, song phương đã trở thành địch nhân, như vậy nhớ tình xưa là ngu xuẩn. Bởi vì đối phương đã muốn giết ngươi,
mà ngươi lại còn nhớ tình xưa, đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Ta biết rõ. Ngọc Vô Song nói. Vậy ngươi còn muốn cầu tình? Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Ta biết, giảng bất luận đạo lý gì với ngươi, ví dụ như giết bọn hắn, sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều tai hại, những chuyện này, ngươi khẳng định sẽ không nghe. Ta cũng không muốn nói những chuyện này, ta chỉ muốn nói, sở dĩ ta cùng với Uyển Nhi an toàn, đại bộ phận là vì đám người Trác giáo tập. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Bọn hắn chỉ muốn gia nhập Bạch Lộc Thư Viện, ta tin tưởng, bản tâm của bọn hắn không muốn hại chúng ta. Chúng ta cùng bọn họ, chỉ là lựa chọn bất đồng. Tuy bởi vì lựa chọn bất đồng mà trở thành địch nhân, nhưng người phải nhớ kỹ, chúng ta đã từng cùng bọn họ sóng vai chiến đấu. Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện hôm nay còn tồn tại, bọn hắn cũng có công lao. Dương Diệp trầm mặc. Ngọc Vô Song lại nói. Chúng ta không thể dùng loại phương thức thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết để quản lý Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện. Loại phương thức này, tuy có thể trấn nhiếp người, lại để cho người sợ, sẽ đánh mất nhân tâm. Bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy ngươi tàn nhẫn, sẽ cảm thấy ngày sau hơi có vi phạm ý chí của ngươi, sẽ lọt vào diệt sát. Thử hỏi. Loại tình huống này, có ai sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi? Nếu ngươi không tin, có thể nhìn xem chung quanh, những người chung quanh kia đối với ngươi là sợ hay kính. Lúc này, Thương Thanh Ảnh cũng đi đến trước mặt Dương Diệp nói. Tuy ta cũng rất tức giận bọn hắn quyết định, nhưng như Vô Song nói, bọn hắn chỉ là lựa chọn bất đồng mà thôi. Dương Diệp, ta biết ngươi làm người ưa thích chấm dứt hậu hoạn, nhưng lần này ta hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Cho dù vì trước kia đám người Trác giáo tập bảo hộ Ngọc Vô Song cùng chúng ta, hay vì Gia Gia ta, được không? Tin tưởng ta, nếu để Gia Gia ta đến lựa chọn, hắn thà rằng giải tán Vân Hải Thư Viện cũng sẽ không giết bọn hắn. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp quay người nhìn về phía đám người Trác giáo tập nói. Thời điểm các ngươi nghe mệnh lệnh của Khai Dương quân động thủ với chúng ta, trong lòng ta, các ngươi đã là người chết. Nhưng lần này, ta không giết các ngươi, không phải ta không dám. Lại càng không phải ta để ý người khác nhìn nhận thế nào, mà vì Vô Song cùng Uyển Nhi các nàng không có việc gì. Mà sở dĩ các nàng không có việc gì, ở trong đó có nguyên nhân của các ngươi. Cho nên ta không giết các ngươi, nhưng ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Một ngày sau, đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi ở Vân Hải Thành, có bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Nói xong, Dương Diệp quay người đi về phía 13 đồng nhân thánh giả. Thương Thanh Ảnh muốn nói gì? Nhưng lại bị Ngọc Vô Song ngăn cản. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Thương cô nương, người phải hiểu rõ một chút, cái gọi là Vân Hải Thư Viện viện trưởng này, hắn không làm không được. Mà một khi hắn không muốn làm viện trưởng, trước kia chúng ta nói hết thảy đều vô dụng. Để cho đám người Trác giáo tập rời đi, đây đã là kết cục tốt nhất. Lúc này, Lục Uyển Nhi nói. Bằng không để cho bọn hắn ở tại chỗ này. Sẽ chỉ làm Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành phân liệt. Còn nữa, cho dù chúng ta tha thứ bọn hắn, nhưng Vân Hải Thành thì sao? Trước kia đám người Trác giáo tập làm, vô số người Vân Hải Thành nhìn ở trong mắt. Bọn hắn tiếp tục lưu lại, ngày sau chắc chắn sinh ra rất nhiều phiền toái. Uyển Nhi tỷ nói cực kỳ có lý. Ngọc Vô Song nói. Đám người Trác giáo tập xác thực không thích hợp ở lại Vân Hải Thành, ly khai Vân Hải Thành, đối với bọn họ mà nói. Cũng không phải một chuyện xấu, ở đây không chừng Dương Diệp lại sinh sát niệm. Thương Thanh Ảnh thấp giọng thở dài nói. Chỉ là kể từ đó, thực lực của Vân Hải Thư Viện chúng ta sẽ giảm bớt đi nhiều. Đám người Trác giáo tập này, có thể nói cơ bản đều là tinh anh của Vân Hải Thư Viện, để cho bọn hắn ly khai, cái này đối với Vân Hải Thư Viện mà nói, không thể nghi ngờ là một tổn thất thật lớn. Ngọc Vô Song nhìn về phía Dương Diệp nói. Chỉ cần có hắn. Những chuyện này có thể xem nhẹ. Nói xong, Ngọc Vô Song quay người đi tới trước mặt đám người Trác giáo tập bị ảnh nhân vây quanh. Ngọc Vô Song quét nhìn mọi người, sau đó nói. Chư vị, sau này còn gặp lại. Vô Song tỷ, thật không có chỗ trống vãn hồi sao? Lúc này, một đệ tử Vân Hải Thư Viện run giọng nói. Vân Hải Thư Viện chính là căn cơ của bọn họ, để cho bọn hắn ly khai Vân Hải Thư Viện, bọn hắn có thể đi nơi nào? Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn Trác giáo tập nói. Trác giáo tập, người thật sự cảm thấy bằng một câu của ba người Khai Dương quân, chúng ta có thể trở lại Bạch Lộc Thư Viện sao? Không, ta không tin,
nếu như Bạch Lộc Thư Viện thật sự có ý để cho chúng ta trở về, bọn hắn sẽ không phái ba người yếu như vậy đến. Đây không phải vấn đề coi trọng hay không coi trọng, mà là vấn đề phong phạm xử sự của một thế lực siêu cấp. Lúc này, Lục Uyển Nhi cũng nói. Trác giáo tập tỉnh táo ngẫm lại, sau khi ba người này đến, có ý khảo thí thiên phú và tiềm lực của đệ tử Vân Hải Thư Viện chúng ta sao? Không có, bọn hắn chỉ vơ vét tất cả vật phẩm đáng giá của Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Cường giả Bạch Lộc Thư Viện khẳng định chướng mắt chúng ta, lại càng không rảnh làm loại chuyện này. Như vậy, chỉ có một giải thích, cái kia chính là ba người này tới, căn bản không phải tới giúp Vân Hải Thư Viện chúng ta. Trác lão, chính ngươi hồi tưởng thoáng một phát, sau khi ba người kia đi vào Vân Hải Thành chúng ta biến thành cái dạng gì? Thương Thanh Ảnh thấp giọng thở dài. Ta biết các ngươi muốn về Bạch Lộc Thư Viện, cũng muốn mang theo rất nhiều đệ tử của Vân Hải Thư Viện trở về. Dù cho ba người kia nói là thật, chúng ta thực có cơ hội về Bạch Lộc Thư Viện, nhưng loại trở về dùng buông tha cho tôn nghiêm đổi lấy này, thật nên lấy sao? Dù sao nếu như Gia Gia vẫn còn, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trác giáo tập trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn có chút bất đắc dĩ nói. Bây giờ nói những chuyện này, đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sao sẽ không có ý nghĩa? Ngọc Vô Song nói. Nếu như Trác giáo tập thật sự tỉnh ngộ, như vậy các ngươi còn có cơ hội. Nhà đầu, ngươi có ý gì? Trác giáo tập nhìn Ngọc Vô Song nói. Ngọc Vô Song trầm ngâm một cái chớp mắt nói. Nếu như Trác giáo tập còn muốn về Vân Hải Thư Viện, như vậy sau khi các ngươi ly khai Vân Hải Thành, có thể đi Cổ Kiếm Trai. Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ rất thích ý thu lưu các ngươi. Nếu như các ngươi không muốn về Vân Hải Thư Viện, hoặc là nói, các ngươi muốn lần nữa đoạt lại quyền khống chế Vân Hải Thư Viện mà nói, có thể đi Vân Tiêu Thánh Điện, hay địa phương nào khác. Ta nói chỉ tới đây, hết thảy xem Trác trưởng lão lựa chọn. Nói xong, đám người Ngọc Vô Song quay người rời đi. Trác giáo tập trầm mặc, trong mắt có do dự cùng dãy giụa. Xa xa, ánh mắt của Dương Diệp không ngừng đánh giá 13 thánh giả đồng nhân, ở trên người 13 khôi lỗi thánh giả, hiện đầy vết đao như đao khắc. Nhưng Dương Diệp kinh ngạc phát hiện, những thánh giả đồng nhân này vậy mà tự mình chữa trị. Một ít tổn thương nhẹ đã khôi phục. Tự mình chữa trị. Dương Diệp vui vẻ, mặc dù 13 khôi lỗi thánh giả này không cường đại bằng 10 ảnh nhân, nhưng không thể khinh thường. Nếu như có thể thu phục chiếm được mà nói, vậy hiện tại hắn liền tương đương với có hơn 20 khôi lỗi thánh giả. Nghĩ vậy, Dương Diệp cực kỳ hưng phấn, nhưng rất nhanh, hắn gặp được phiền toái, cái kia chính là phải làm sao khống chế 13 khôi lỗi thánh giả. Tuy hiện tại những khôi lỗi này không có người điều khiển, đều ngừng tại nguyên chỗ, sẽ không phản kháng, nhưng hắn lại không chỗ ra tay, bởi vì những thánh giả đồng nhân này căn bản không phải người. Cho nên hắn không thể dùng phương pháp luyện chế khôi lỗi đi luyện chế những khôi lỗi này. Trầm ngâm một hồi, Dương Diệp chuẩn bị mở ra một đồng nhân khôi lỗi, muốn xem bên trong. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Những khôi lỗi này, chính là Bạch Lộc Thư Viện ta dùng phương pháp đặc thù tạo thành, vì phòng ngừa bị thế lực đối địch thu hoạch, trong thân thể khôi lỗi, Bạch Lộc Thư Viện ta lắp đặt trang bị tự bạo. Nếu như ngươi mở ra, bọn hắn sẽ lập tức tự bạo. Một thánh giả cảnh tự bạo, chỉ sợ nơi này chật chật. Dương Diệp dừng tay, quay người nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một thanh niên mặc trường bào màu trắng, tay cầm quyển sách chẳng biết lúc nào đứng ở chỗ đó. Bạch Lộc Thư Viện. Dương Diệp nhìn đối phương hỏi. Thanh niên nam tử khẽ gật đầu nói. Nho phái, Phương Vân. Sau đó thì sao? Dương Diệp nói. Phương Vân nhìn thoáng qua thi thể ba người Khai Dương Quân, sau đó nói. Ta vốn định cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, nhưng hiện tại không cần thiết nữa. Ngươi giết bọn chúng, pháp phái sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Hải Thành, Vân Hải Thư Viện, ai cũng bị liên lụy. Trung Thổ Thần Châu chờ ngươi. Một, ngươi xuất hiện chính là vì nói cho ta biết cái này. Dương Diệp đánh giá liếc Phương Vân nói. Ta nghĩ hẳn không phải như vậy a. Phương Vân khẽ gật đầu nói. Nếu như người bệnh những khôi lỗi kia của ngươi giết đám người Khai Dương Quân, ta sẽ xoay người rời đi, hơn nữa trở về sẽ đề nghị nho phái không nhúng tay sự tình Vân Hải Thư Viện. Nhưng để cho ta ngoài ý muốn cùng kinh hỉ là, người lại có thể dùng lực lượng bản thân diệt sát ba người Khai Dương Quân. Nói đến đây, Phương Vân dùng một chút, lại nói.
Thiên phú cùng tiềm lực của người rất mạnh, đặc biệt là thực lực của ngươi đã vượt qua thánh giả, đừng nói ở Thanh Châu, coi như ở Bạch Lộc Thư Viện chúng ta, dùng thực lực của người, cũng có thể lăn lộn lên top 10. Đám người Khai Dương quân cũng điều tra qua người, nhưng bọn hắn không có chăm chú, chỉ tùy ý hỏi thăm một chút, có thể nói, bọn họ chết vì khinh địch. Nói ý đồ chân chính của ngươi đi. Dương Diệp nói, ta là người không thích quanh co lòng vòng. Gia nhập Bạch Lộc Thư Viện ta. Phương Vân nhìn Dương Diệp, chân thành nói. Mọi người sững sờ, gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Dương Diệp cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới Phương Vân mời hắn gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp nói. Vì cái gì? Sự tình rất đơn giản. Phương Vân mỉm cười nói. Dùng thiên phú cùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có tư cách gia nhập Bạch Lộc Thư Viện ta. Nếu như ngươi sẵn lòng, ta có thể lập tức đề cử ngươi, cho nên ngươi căn bản không cần đi những quá trình rườm rà kia, có thể trực tiếp trở thành đệ tử Bạch Lộc Thư Viện ta. Nghe Phương Vân nói, người bên cạnh lập tức sôi trào lên. Gia nhập Bạch Lộc Thư Viện, đây chính là thế lực kim cương cấp AH. Chỉ cần Dương Diệp gật đầu đáp ứng, như vậy sau này Dương Diệp là đệ tử thế lực kim cương cấp, khi đó ở Thanh Châu, ai còn dám động Dương Diệp. Đây là phụ, chủ yếu là dùng thực lực cùng tiềm lực của Dương Diệp. Rất có thể đạt được Bạch Lộc Thư Viện coi trọng, nếu như đạt được Bạch Lộc Thư Viện coi trọng, khi đó Dương Diệp là thật sự nhất phi trùng thiên. Bất quá rất nhanh, hưng phấn cùng kích động trên mặt mọi người rút đi, mà chuyển biến thành lo lắng cùng khẩn trương. Nếu như Dương Diệp đáp ứng Phương Vân, như vậy Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành làm sao bây giờ? Một bên, đám người Trác giáo tập còn chưa rời đi cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Phương Vân, hiển nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới Bạch Lộc Thư Viện không chỉ có người Pháp phái đến, còn có người Nho phái, mà đại biểu Nho phái lại mời Dương Diệp gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Bạch Lộc Thư Viện AH, đây chính là mục tiêu cuối cùng của vô số đệ tử Vân Hải Thư Viện. Vô số đệ tử phấn đấu cả đời cũng không thể hoàn thành, mà bây giờ đối với Dương Diệp mà nói, chỉ cần gật đầu là có thể thực hiện. Nghĩ đến đây, trong mắt đám người Trác giáo tập tràn đầy vẻ phức tạp, trong nội tâm càng có chút không phải tư vị. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nói. Ta cự tuyệt. Nghe Dương Diệp nói, trong lòng mọi người lập tức thở dài một hơi, nhưng vì Dương Diệp buông tha cho mà đáng tiếc, loại cơ hội này là rất khó được. Là vì Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Phương Vân hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta biết rõ, đại bộ phận người của Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện không có tư cách gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Ta cũng không vọng tưởng mang bọn hắn cùng nhau gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Nhưng ta cũng sẽ không gia nhập Bạch Lộc Thư Viện, ít nhất tạm thời sẽ không. Nguyên nhân rất nhiều, thứ nhất, ta đáp ứng Thương lão đầu, muốn dẫn người Vân Hải Thư Viện tham gia Bạch Lộc Thư Viện thi đấu, nếu như hiện tại ta gia nhập Bạch Lộc Thư Viện, ai đến dẫn bọn hắn. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, ta bây giờ là đệ tử Cổ Kiếm Trai, ở trước khi không có được Cổ Kiếm Trai đồng ý liền gia nhập thế lực khác. Này bằng với phản bội, cho nên ta cự tuyệt. Tốt, Dương viện trưởng nhân nghĩa. Nghe được Dương Diệp nói, vô số huyền giả Vân Hải Thành nhìn không được vỗ tay kêu lên. Tuy Dương viện trưởng làm việc quyết đoán, tàn nhẫn, nhưng lại là một người trọng tình trọng nghĩa. Đối với hắn, ta tâm phục khẩu phục. Ta thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu như Vân Hải Thành không có Dương viện trưởng sẽ như thế nào. Các ngươi nói hắn tàn nhẫn, nhưng thử nghĩ thoáng một phát. Thương viện trưởng rời đi, nếu như không phải thủ đoạn máu tanh của hắn, Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện có thể có cảnh tượng hiện tại sao? Nếu như không phải hắn, chỉ sợ trong thành đã sớm rối loạn. Nói rất phải, có Dương viện trưởng, những người có dị tâm kia mới không dám sằng bậy, cũng chỉ có hắn, Vân Hải Thành chúng ta mới có thể dừng chân ở Thanh Châu. Dù sao không có hắn, ta là cái thứ nhất ly khai Vân Hải Thành. Ở chỗ này, tùy tiện đến một thế lực yêu tộc. Sẽ khiến chúng ta cả đoàn bị diệt. Hắn buông tha cho cơ hội tiến vào Bạch Lộc Thư Viện. Một bên, đám người Trác giáo tập nghe Dương Diệp nói, trong nội tâm xoáy lên sóng to gió lớn. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ buông tha cho gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Mà một lý do trong đó, dĩ nhiên là vì Vân Hải Thư Viện. Giờ khắc này, kể cả đám người Trác giáo tập, trong nội tâm tất cả đệ tử Vân Hải Thư Viện đều phức tạp. Phương Vân trầm mặc hồi lâu, nhìn Dương Diệp, trong mắt của hắn cũng có một tia phức tạp. Lần thứ nhất nhìn thấy có người cự tuyệt Bạch Lộc Thư Viện mời chào, mà người này còn đến từ Thanh Châu. Hồi lâu,
Phương Vân nói. Lựa chọn của ngươi, để cho ta kính nể. Thế nhưng ngươi khả năng không rõ ràng thực lực của Bạch Lộc Thư Viện ta. Nói như vậy, ba người Khai Dương Quân, bọn hắn ở Bạch Lộc Thư Viện ta chỉ có thể thuộc về tầng dưới chót nhất. Sở dĩ pháp phái để bọn hắn đến, là vì những yêu nghiệt chính thức của pháp phái khinh thường tới Thanh Châu, ngươi có minh bạch không? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta biết rõ, mặc dù thực lực của bọn hắn không tệ, nhưng ta rất rõ ràng, bọn hắn không cách nào đại biểu trình độ chính thức của Bạch Lộc Thư Viện. Phương Vân nói. Còn một điều, sở dĩ pháp phái để cho bạn học tới, là vì cao tầng pháp phái không có để ý Vân Hải Thư Viện. Trong mắt bọn hắn, đừng nói Vân Hải Thư Viện hiện tại, coi như là trước kia Thương Vân Tịch còn sống, bọn hắn cũng không nhìn ở trong mắt. Còn một điều ngươi phải hiểu được, sở dĩ Vân Hải Thư Viện tồn tại đến bây giờ, là vì Vân Hải Thư Viện đã trở thành giao điểm để nho phái chúng ta cùng pháp phái đọ sức, mà bây giờ, ngươi giết ba người Khai Dương Quân, cũng là coi rẻ toàn bộ Bạch Lộc Thư Viện, cho nên nho phái chúng ta nhất định sẽ không quản việc này. Mà nếu như nho phái chúng ta không nhúng tay vào, Vân Hải Thư Viện ở trước mặt pháp phái không có một chút hy vọng. Dương Diệp lắc đầu nói. Mặc kệ Vân Hải Thư Viện chúng ta làm như thế nào, pháp phái. Muốn diệt chúng ta, đã như vậy, vì sao chúng ta còn phải bó tay bó chân? Nếu như tránh không được chiến tranh, ta sẽ xuống tay trước, hơn nữa sẽ hạ tử thủ. Phương Vân nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Vậy chúc người may mắn, cảm ơn. Dương Diệp cười nói. Cải thánh giả đồng nhân này, có thể để cho ta mang đi không? Phương Vân đột nhiên nói. Chỉ có bí pháp của Bạch Lộc Thư Viện, mới có thể khởi động những khôi lỗi thánh giả này, chúng ở lại trên tay người, là sắt vụn. Đương nhiên, không lấy không của ngươi, nếu như người đưa bọn chúng cho ta, tính toán ta thiếu người một nhân tình. Nếu như người có cơ hội tiến về Trung Thổ Thần Châu, tin tưởng ta, nhân tình của ta sẽ rất đáng giá. Dương Diệp nhìn thoáng qua Phương Vân, trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Mang đi đi. Cũng không phải hắn hào phóng, hoặc để ý cái gọi là nhân tình của đối phương, mà hắn phát hiện, hắn căn bản không cách nào khống chế thánh giả đồng nhân, những thứ khác không nói, hắn ngay cả thần hồn cũng không thể xâm nhập vào. Hắn biết rõ, Phương Vân không có lừa gạt hắn, những khôi lỗi thánh giả này ở trong tay hắn, xác thực giống như sắt vụn. Đã như vậy, không bằng dứt khoát bán đối phương một cái nhân tình. Bởi vì Phương Vân ở trong Bạch Lộc Thư Viện địa vị hiển nhiên không thấp. Ngày sau tiến về Trung Thổ Thần Châu, nói không chừng sẽ có thời điểm cầu đối phương. Dù thấy Dương Diệp không chút do dự đáp ứng, Phương Vân không khỏi nhìn Dương Diệp thật sâu, trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn nói. Hy vọng ở Trung Thổ Thần Châu có thể nhìn thấy ngươi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, 13 đồng nhân thánh giả bị hắn thu vào, sau đó muốn quay người rời đi, nhưng lúc này... Dương Diệp lại bỗng nhiên nói, sao cũng không lỗ. Nếu như ta không đoán sai, sau khi ngươi trở về, cường giả pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện khẳng định sẽ đến Thanh Châu, đúng không? Nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi kéo một thời gian ngắn. Phương Vân nói, không cần. Dương Diệp cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Ta hy vọng ngươi giúp ta mang mấy câu trở về cho pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện. Nói đi. Phương Vân nói. Nói cho bọn hắn biết, không cần phái người đến. Bạch Lộc Thư Viện không phải có một tỷ thí sắp tới sao? Nói cho bọn hắn biết, cái tỷ thí này Dương Diệp ta sẽ mang theo tinh anh của Vân Hải Thư Viện ta đi tham gia. Bọn hắn không phải muốn giết chúng ta sao? Có bản lĩnh đến lúc đó để cho chúng ta cả đoàn bị diệt. Bằng không ta sẽ để cho bọn hắn đoàn diệt. Dương Diệp nói. Phương Vân nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi không phải đang nói đùa. Dương Diệp nói. Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Phương Vân khẽ gật đầu nói. Chiêu này của ngươi, quả thật không tệ. Bởi vì dùng tính cách kiệt ngao bất tuần của đám pháp phái kia, bọn hắn nhất định sẽ chờ ngươi đi. Như vậy, các ngươi trong thời gian ngắn nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng chờ các ngươi đi, ngươi có biết kết quả như thế nào không? Ta biết rõ. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Lời kia còn muốn nói. Phương Vân hỏi. Nói. Dương Diệp nói. Phương Vân nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Trung Thổ Thần Châu chờ ngươi. Nói xong, Phương Vân không dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Nhìn Phương Vân biến mất ở phía chân trời, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại.
Sự tình Vân Hải Thư Viện, hắn không muốn quản, nhưng hắn không thể không quản. Bởi vì hắn hiện tại, đã không phải là người cô đơn, có quá nhiều người đi theo hắn. Những người này, tín nhiệm hắn, sẵn lòng giao mệnh cho hắn. Hắn có thể vứt bỏ bọn hắn theo đuổi kiếm đạo của mình sao? Không thể, ít nhất trước khi không có dàn xếp tốt Vân Hải Thư Viện là không thể. Đây là trách nhiệm. Nam nhân, nên đảm đương trách nhiệm thuộc về mình. Ngươi xem. Lúc này, Ngọc Vô Song ở bên cạnh Dương Diệp bỗng nhiên nói. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy đám đệ tử Vân Hải Thư Viện ở sau lưng Trác giáo tập đột nhiên đi tới, rất nhanh, mấy trăm người đi tới trước mặt hắn, sau đó mọi người đồng loạt quỳ xuống. Ta gọi Lâu Thiên Tiêu. Một. Những đệ tử Vân Hải Thư Viện quỳ xuống kia không nói gì, nhưng bọn hắn biết rõ Dương Diệp minh bạch ý của bọn hắn. Ly khai Vân Hải Thành, bọn hắn xác thực có thể đi Cổ Kiếm Trai, nhưng kể từ đó, bọn hắn thành ăn nhờ ở đậu. Ai nguyện ý ăn nhờ ở đậu? Không có người sẵn lòng. Bọn hắn muốn lưu lại, muốn tiếp tục lưu lại Vân Hải Thư Viện. Nhưng bọn hắn biết rõ, muốn lưu lại, chỉ có Dương Diệp đồng ý mới được. Nếu như Dương Diệp không đồng ý, không ai dám để cho bọn hắn lưu lại, bọn hắn cũng không dám lưu lại. Phải biết rằng, lúc này những huyền giả Vân Hải Thành ở xung quanh là hận không thể ăn hết bọn hắn. Dương Diệp trầm mặc, đám người Ngọc Vô Song cũng trầm mặc. Lúc này, Trác giáo tập đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp nói. Dương Diệp, bốn lão gia hỏa chúng ta có thể ly khai Vân Hải Thư Viện, nhưng ta hy vọng người để cho những tiểu tử này lưu lại. Trước kia bọn hắn cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh của chúng ta mà thôi, ngươi nên minh bạch, dùng thực lực của bọn hắn căn bản không dám vi phạm mệnh lệnh của thánh giả. Một thánh giá khác cũng nói. Dương Diệp, bọn hắn đối với Vân Hải Thư Viện và Vân Hải Thành đều có công, hy vọng ngươi nể tình bọn hắn từng lập công, cho bọn hắn một cơ hội. Xin nhờ. Nói xong, lão giả nhìn Dương Diệp có chút thi lễ. Sau lưng Dương Diệp, Thương Thanh Ảnh có chút không đành lòng, muốn nói cái gì, nhưng lại bị Ngọc Vô Song ngăn cản. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người nhìn về phía những huyền giả của Vân Hải Thành nói. Những người này, đã từng cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Sở dĩ Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện có thể ở dưới liên quân yêu tộc sống sót, dựa vào là bọn hắn lưu lại cùng chúng ta đồng sanh cộng tử mới bảo trụ được Vân Hải Thành. Mà trước kia các ngươi lại đưa dao mổ về phía bọn hắn. Nói đến đây, Dương Diệp quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, những đệ tử Vân Hải Thư Viện quỳ xuống kia sắc mặt trắng bệch, trong mắt một mảnh buồn bã. Nhưng lúc này, Dương Diệp lại dừng bước nói. Muốn lưu lại, có thể, chỉ cần những huyền giả của Vân Hải Thành tha thứ các ngươi có thể lưu lại, bằng không thì, lập tức ly khai Vân Hải Thành. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, mang theo Lục Uyển Nhi biến mất ở xa xa. Đứng lên đi. Dương Diệp đi rồi, Ngọc Vô Song đi tới trước mặt những đệ tử Vân Hải Thư Viện kia nói. Các ngươi có thể ở lại Vân Hải Thành. Mọi người sững sờ, Trác giáo tập kinh ngạc nói. Nhà đầu, Dương Diệp giống như không có đáp ứng a. Hắn không có trực tiếp đuổi các ngươi đi, là đã đáp ứng. Ngọc Vô Song nói. Chuyện còn lại giao cho ta đến xử lý, bất quá ta cần các ngươi hoàn toàn phối hợp ta. Nếu như ai làm không được sự tình ta yêu cầu. Lập tức ly khai Vân Hải Thành. Ta sẽ để cho bọn hắn toàn quyền phối hợp ngươi. Trác giáo tập vội vàng cam đoan. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu. Vân Hải Lâu. Trong nội viện, Dương Diệp nắm tay Lục Uyển Nhi ngồi ở trên ghế đá, sau đó lấy ra một viên tạo hóa quả đưa tới trước mặt Lục Uyển Nhi nói. Hiện tại nuốt nó vào, ta hộ pháp giúp ngươi. Nhìn tạo hóa quả trước mặt, Lục Uyển Nhi cảm giác tâm mình run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Trước kia ngươi không ở Vân Hải Thành, là vì đi Ái Cầm Hải Vực, đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đan điền của ngươi nghiền nát, việc này kéo càng lâu đối với ngươi càng bất lợi, cho nên ta rút chút thời gian đi một chuyến. Khá tốt, vận khí không tệ, vừa đi liền gặp tạo hóa quả. Khẳng định rất nguy hiểm, đúng không? Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp cười cười nói. Nguy hiểm cái gì? Không phải là một quả trái cây sao? Với ta mà nói, còn không phải một bữa ăn sáng. Lục Uyển Nhi nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười này, như trăm hoa đua nở, xinh đẹp động lòng người. Tuy đang cười, nhưng trong mắt lại chứa đựng nước mắt óng ánh.
Nàng không có nói chuyện, cầm lấy tạo hóa quả bắt đầu ăn, chỉ chốc lát, cả tạo hóa quả bị nàng nuốt vào trong bụng. Mới đầu không có động tĩnh, nhưng rất nhanh, quanh người Lục Uyển Nhi bắt đầu tản mát ra quang mang kim sắc nhàn nhạt, cùng lúc đó, khí tức trên người Lục Uyển Nhi cũng càng ngày càng mạnh. Hai mắt Lục Uyển Nhi chậm rãi đóng lại, sau đó bụng của nàng bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp buông lỏng, hiển nhiên tạo hóa quả có tác dụng. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó tay phải vung lên, 10 ảnh nhân xuất hiện ở bốn phía. Thả ra 10 ảnh nhân khôi lỗi, hắn bắt đầu xếp bằng, sau đó lấy ra một quả tạo hóa quả, không do dự, trực tiếp ăn vào. Hắn còn nhớ sư phụ của Tu La Vương, cũng chính là nữ tử thần bí kia đã từng nói qua, tạo hóa quả không chỉ có thể cải tạo đan điền, càng có thể trên phạm vi lớn tăng lên thực lực. Mà bây giờ, hắn cần tăng thực lực lên. Tạo hóa quả mới vừa vào trong cơ thể, Dương Diệp cảm thấy trong cơ thể lửa đốt nóng lên, sau đó vô số năng lượng màu vàng liên tục không ngừng xuất hiện ở trong cơ thể, những năng lượng màu vàng này nhanh chóng lan tràn đến tất cả các nơi, tràn ngập toàn thân. Một cổ kim mang từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Giống như Lục Uyển Nhi, khí tức trên người hắn càng ngày càng mạnh. Mới đầu, khí tức trên người hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồng bạo, nhưng thời gian dần trôi qua, khí tức của hắn bắt đầu vững vàng, thẳng đến một ngày sau, khí tức của hắn đã hoàn toàn biến mất. Mà Lục Uyển Nhi lại vừa vặn trái lại, khí tức của Lục Uyển Nhi càng ngày càng mạnh, có loại xu thế muốn bộc phát. Cũng may trên người nàng phát ra khí tức đều bị 10 ảnh nhân phong tỏa, bằng không thì toàn bộ Vân Hải lâu sớm biến thành bột mịn. 3 ngày sau, Dương Diệp xếp bằng ở trên đất chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đứng lên, hai đấm chậm rãi nắm chặt. Két sát. Quyền nắm lại, không gian chung quanh đột nhiên vỡ ra từng khe hở thật nhỏ. Dương Diệp thở ra một hơi nói. Cách thánh giả chỉ thiếu chút nữa. Dương Diệp thật không ngờ, sau khi nuốt một trái tạo hóa quả, vậy mà làm cho hắn tấn thăng đến bán thánh cao cấp. Sau khi đạt tới bán thánh cao cấp, thực lực của hắn tự nhiên cũng tăng lên. Khỏi cần phải nói, chỉ là phương diện huyền khí, hiện tại dùng lượng chứa đựng huyền khí của hắn, hoàn toàn có thể cho hắn ở trong thời gian nhất định tùy ý sử dụng một bộ thần trang trên người. Ngoại trừ huyền khí, phương diện thi triển kiếm kỹ cùng với tốc độ cũng tăng lên. Đương nhiên, quan trọng nhất là kiếm vực tăng lên. Đối với kiếm vực, hắn thật sự là một lần lại một lần hoài nghi cái gì? Tự nhiên là hoài nghi cái đồ chơi này đến cùng hữu dụng hay không? Phải biết rằng, cho tới bây giờ, mặc dù của kiếm vực hắn có hiệu quả, nhưng còn không bằng kiếm ý, sát ý hư vô cảnh, còn có lực lượng pháp tắc. Có thể nói, kiếm vực hoàn toàn là gân gà. Nhưng khi hắn chứng kiến nữ nhân thần bí kia thi triển ra lực lượng của vực, hắn biết rõ, mình sai rồi. Không phải kiếm vực không châu, mà chính bản thân hắn không châu. Thực lực quang nữ khủng bố như thế nào? Cho dù hiện tại hắn đạt đến bán thánh cao cấp, cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Phải nói, hắn muốn chiến thắng đối phương tỷ lệ rất nhỏ, mà một cường giả khủng bố như vậy, ở trước mặt lực lượng của vực, lại ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Là thật không có lực hoàn thủ. Hắn không biết nữ tử thần bí kia là làm sao làm được, dù sao hắn chỉ biết, quang nữ bị nàng vung tay đập bay. Sự thật chứng minh, không phải kiếm vực không được, mà hắn không được, hoặc là nói, hắn còn chưa chính thức nắm giữ kiếm vực. Đương nhiên, cái này cũng không trách hắn. Từ huyền giả đại lục đến linh giới, nắm giữ lực lượng của vực, ngoại trừ chính hắn, hắn chỉ biết có hai cái, một người là kiếm tông tổ sư, còn có một chính là nữ tử thần bí. Hắn muốn đi học cũng không có địa phương học, bởi vì người khác căn bản không hiểu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể coi kiếm vực là kiếm ý đến dùng, là dùng để áp chế. Sớm biết như vậy ở thế giới dã nhân nên thỉnh giáo nữ nhân kia, hiện tại, ai? Dương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Lúc ấy nếu như hắn thỉnh giáo, đối phương nhất định sẽ chỉ điểm. Nhưng hiện tại hắn không muốn đi tìm chết. Lúc này, trong cơ thể Lục Uyển Nhi đột nhiên bộc phát ra một đạo kim mang, khí thế kinh khủng tuôn trào, bất quá rất nhanh, cổ khí thế này đã bị 10 ảnh nhân chấn vỡ. Bán thánh cao cấp. Dương Diệp vui vẻ, Lục Uyển Nhi vậy mà tăng lên tới bán thánh cao cấp, nói cách khác, đan điền của nàng khôi phục bình thường. Qua nửa ngày sau, hai mắt của Lục Uyển Nhi chậm rãi mở ra, ở trong mắt nàng có vẻ mừng như điên. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Khôi phục. Chúc mừng.
Dương Diệp cười nói, trong nội tâm cũng chính thức thở dài một hơi, nếu như Lục Uyển Nhi thật sự cả đời không thể khôi phục đan điền, vậy hắn sẽ áy náy cả đời. Ta cảm giác đan điền hiện tại còn tốt hơn đan điền trước kia, về phần tốt chỗ nào, ta lại không nói được. Lục Uyển Nhi nói, chậm rãi nghiên cứu. Dương Diệp cười nói, Lục Uyển Nhi khẽ gật đầu, trầm ngâm một cái chớp mắt, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đầu dán ở trước ngực, không nói gì, càng không có nói cảm ơn. Bởi vì theo nàng, nàng cùng Dương Diệp tầm đó, căn bản không cần nói những chuyện này. Hai tay Dương Diệp cũng ôm Lục Uyển Nhi, hai người đều không nói gì, cứ như vậy im lặng ôm ấp nhau. Dương Diệp đi ra gặp mặt. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trên không Vân Hải Thành. Thoáng qua, thanh âm kia lại vang lên. A hát, giống như đã quên tự giới thiệu, ta gọi Lâu Thiên Tiêu. Lâu Thiên Tiêu. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Người thắng sống, kẻ bại chết. Một. Lâu Thiên Tiêu. Vô số người của Vân Hải Thành kinh hãi, từng bóng người từ trong thành bay trên không, nhìn về chỗ thanh âm phát ra. Ở trên không của thành, đứng một nam tử. Nam tử mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, lông mày như đao gọt, sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi mỏng, tuấn mỹ tuyệt luân. Cho dù lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời, cũng phong thái kỳ tú, say mê hấp dẫn siêu nhiên, phiêu giật nói không nên lời, phảng phất như thiên nhân hạ phàm. Đây chính là thanh niên đệ nhất cường giả của Thanh Châu chúng ta. Lâu Thiên Tiêu, tuy không biết thực lực của hắn như thế nào, nhưng chỉ nhìn khí chất, cũng đủ để chứng minh người này tuyệt không phải rong nhân. Người này đứng ở chỗ đó, mặc dù không nói, nhưng lại tựa như cùng thiên địa nhất thể. Người này, chỉ sợ thực lực đã đạt đến một tình trạng không thể tưởng tượng. Các ngươi nói, là hắn mạnh hay Dương Diệp mạnh? Vân Tiêu Thánh Điện chính là thế lực mạnh nhất Thanh Châu, nội tình thâm bất khả trắc, ở dưới bọn hắn toàn lực bồi dưỡng, coi như là một con heo chỉ sợ cũng có thể thành tinh, chớ nói chi là Lâu Thiên Tiêu thiên phú dị bẩm. Huống chi, nghe nói Lâu Thiên Tiêu còn đi qua Trung Thổ Thần Châu, ở Trung Thổ Thần Châu đạt được kỳ ngộ, cho nên. Dương Diệp giết qua thánh giả. Một năm trước Lâu Thiên Tiêu cũng đã có thể giao thủ với thánh giả. Thánh giả đối với chúng ta mà nói, là thần, là một cái hào rộng không thể vượt qua, nhưng đối với loại thiên tài như Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu mà nói, thánh giả bất quá là người, một người hơi chút cường đại mà thôi. Nói rất phải, hai người bọn họ đến tột cùng ai mạnh, phải chiến qua mới biết được. Dùng quan hệ của Vân Hải Thành chúng ta cùng Vân Tiêu Thánh Điện, một trận chiến này, sớm muộn gì sẽ đến. Lại nói, Lâu Thiên Tiêu kia khôn xê dê sợ chết sao, cũng dám độc thân đến đây, phải biết bên chúng ta có hơn 10 vị thánh giả. Nếu hiện tại một loạt nhào lên, hắn không phải thần hồn câu diệt. Người ta đã dám đến, vậy chứng minh có nắm chắc. Dương Diệp đã đến. Ánh mắt mọi người di chuyển, ở đối diện Lâu Thiên Tiêu hơn 10 trượng, Dương Diệp xuất hiện. Nếu như nói Lâu Thiên Tiêu là phiêu giật xuất trần, cùng thiên địa nhất thể, như vậy Dương Diệp là bộc lộ tài năng, phảng phất như muốn đâm thủng thiên địa. Hai người, hai loại khí chất bất đồng. Liếc nhìn Lâu Thiên Tiêu, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt có một tia kinh ngạc, rất nhanh kinh ngạc trong mắt của hắn biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Lâu Thiên Tiêu đánh giá Dương Diệp thoáng một phát, sau đó khóe miệng nổi lên dáng tươi cười nói. Không tệ, bán thánh cao cấp, mặc dù mới vừa đột phá không lâu, nhưng khí tức lại có thể bảo trì ổn định, quả thực khó được. Đương nhiên, so với kiếm ý của ngươi, thì có thể không đáng kể. Không thể không nói, tại Thanh Châu, kiếm đạo ngươi đệ nhất. Còn có gì muốn nói không? Dương Diệp nói. Lâu Thiên Tiêu cười nói. Biết rõ tại sao ta lại khiêu chiến toàn bộ thiên tài của Thanh Châu sao? Bởi vì ta muốn cho những thiên tài Thanh Châu cùng ta nổi danh kia, như Hư Vô Thần, Lục Uyển Nhi, biết rõ, bọn hắn căn bản không xứng cùng ta nổi danh, ta là tồn tại bọn hắn cần nhìn lên. Bất quá, sau đó ta cảm thấy không có ý nghĩa, bởi vì bọn hắn quá yếu, cùng bọn họ giao thủ, giống như khi dễ người. Bất quá khá tốt, ngươi xuất hiện. Bởi vì ta là một cái lá xanh, có thể phụ trợ đóa hoa hồng như ngươi, vậy sao? Dương Diệp nói. Thông minh. Lâu Thiên Tiêu nói. Đám người Hư Vô Thần, Lục Uyển Nhi quá yếu, giao thủ với bọn họ, với ta mà nói, là lãng phí thời gian. Mà ngươi, hiện tại danh tiếng của ngươi ở Thanh Châu, có thể nói không thua ta chút nào. Bởi vì Dương Diệp ngươi giết thánh giả,
ở Thanh Châu chúng ta, ngươi là người thứ nhất giết thánh giả. Ngươi không phải cũng giết qua thánh giả sao? Dương Diệp nói, ta giết là thánh giả của Trung Thổ Thần Châu, không phải giết ở Thanh Châu. Lâu Thiên Tiêu cười nói, Dương Diệp, tương lai của ta, không phải ở Thanh Châu, mà ở Trung Thổ Thần Châu. Bất quá, trước khi ta tiến về Trung Thổ Thần Châu, ở Thanh Châu lưu lại một chút truyền thuyết thuộc về Lâu Thiên Tiêu ta. Hiện tại, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, truyền thuyết của ta khẳng định càng thêm đặc sắc. Có lẽ bởi vì sự xuất hiện của ta, truyền thuyết của ngươi sẽ không còn. Dương Diệp nói. Ngươi rất tự tin. Lâu Thiên Tiêu nhìn Dương Diệp nói. Đương nhiên, ngươi có vốn liếng tự tin. Bất quá không sao, một tháng sau, ngươi sẽ tinh tường nhận thức đến mình kỳ thật còn rất yếu. Nói xong, Lâu Thiên Tiêu cong ngón búng ra, hai tấm thiếp mời xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Vốn ta muốn mời toàn bộ thiên tài Thanh Châu chiến một trận, nhưng ngẫm lại vẫn là được rồi, bởi vì thế hệ trẻ tuổi Thanh Châu hiện tại, trừ ngươi ra, không có người có tư cách đánh với ta một trận. Cho nên một tháng sau tỉ thí, chỉ có ta và ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Ta sẽ đến đúng giờ. Ta biết rõ. Lâu Thiên Tiêu cười nói. Tại Thanh Châu, thế hệ trẻ tuổi, trừ ta cùng với hư vô thần, ngươi cũng không có đối thủ. Mà chỉ cần ngươi đả bại ta, chẳng khác nào đánh bại hư vô thần, cho nên ngươi nhất định sẽ đến. Tấm thiếp mời thứ hai là hỷ thiếp, một tháng sau, là ngày ta đại hỷ. Bất quá ta sợ ngươi không có cơ hội uống rượu mừng, bởi vì chúng ta sẽ tỉ thí trước, sau đó mới đại hôn. Cái hôn này, ngươi kết không được. Dương Diệp nói. Lâu Thiên Tiêu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Đều nói Dương Diệp ngươi cuồng, ta xem như thấy được. Ta thật sự có chút không thể chờ đợi được một tháng sau tỉ thí, bởi vì ta muốn nhìn biểu lộ tuyệt vọng của ngươi. Một tháng sau gặp, Dương Diệp nói, thử vài chiêu không? Lâu Thiên Tiêu nói, Dương Diệp lắc đầu nói, không có ý nghĩa, không phải sao? Ta kiên trì, Lâu Thiên Tiêu nói, vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh âm rơi xuống, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm quang nhanh đến mức tận cùng. Nhanh đến rất nhiều người không thể nhìn rõ ràng. Đây là nhất niệm thuấn sát, là nhất niệm thuấn sát không có gia trì kiếm ý hư vô cảnh. Dùng thực lực của Dương Diệp bây giờ thi triển nhất niệm thuấn sát, cho dù không gia trì kiếm ý hư vô cảnh, uy lực kia cũng khủng bố dọa người. Kiếm kỹ không tệ. Lâu Thiên Tiêu nói xong, một ngón tay điểm ra, trong chốc lát, linh khí ở chung quanh mấy vạn dặm bị rút không còn một mống. Cùng lúc đó, trên ngón tay của Lâu Thiên Tiêu xuất hiện một quang điểm thật nhỏ. Lúc này, kiếm của Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn, ngón tay của Lâu Thiên Tiêu nhẹ nhàng chỉ về phía trước, đi rểm vào trên mũi kiếm của Dương Diệp. Quang điểm cùng kiếm quang chạm nhau, yên lặng một cái chớp mắt. Một đạo khí lãng khủng bố từ giữa hai ngư cười nổ tung, bất quá rất nhanh, một đạo kiếm quang lóe lên, những khí lãng kia lập tức bị chấn thành hư vô. Dương Diệp, một tháng sau. Vân Tiêu Thánh Điện chờ ngươi. Lâu Thiên Tiêu cười ha ha, cả người biến mất ở trong khí lãng. Vì cái gì không trực tiếp lưu hắn lại? Thương Thanh Ảnh đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, khó hiểu nói. Dương Diệp có 11 khôi lỗi thánh giả, nếu như hắn sẵn lòng, 11 khôi lỗi thánh giả kia hoàn toàn có thể trực tiếp diệt sát Lâu Thiên Tiêu. Bởi vì cho dù Lâu Thiên Tiêu lại mạnh, cũng không có khả năng một người chiến 11 thánh giả. Hơn nữa khôi lỗi thánh giả của Dương Diệp còn vượt xa cường giả thánh giả cảnh bình thường. Dương Diệp khẽ lắc đầu nói. Đây không phải bản thể của hắn. Nghe vậy, đồng tử đám người Thương Thanh Ảnh co rụt lại, Thương Thanh Ảnh giật mình nói. Ngươi nói là, vừa rồi Lâu Thiên Tiêu là phân thân. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thời điểm nhìn thấy Lâu Thiên Tiêu, hắn liền nhìn thấu đối phương. Bởi vậy khi Lâu Thiên Tiêu đề nghị thử chiêu, hắn trực tiếp cự tuyệt. Cùng một phân thân so chiêu, không có ý nghĩa gì. Nhưng sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện, thực lực của Lâu Thiên Tiêu, chỉ sợ còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Thấy Dương Diệp gật đầu, trong mắt đám người Thương Thanh Ảnh kinh hãi. Ông trời, một phân thân của Lâu Thiên Tiêu đã khủng bố như vậy. Nghĩ vậy, ánh mắt Thương Thanh Ảnh nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Dương Diệp có thể địch qua Lâu Thiên Tiêu sao? Dương Diệp nhìn đám người Ngọc Vô Song. Khẽ mỉm cười nói. Có là cái gì, đừng lo lắng. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ.
Dương Diệp đã đi ra Vân Hải Thành, đi tới Thiên Lang Sơn mạch Thiên Lang Phong, lúc này Thiên Lang Phong đã không có bất luận yêu thú nào. Dương Diệp đi tới đỉnh núi cao nhất của Thiên Lang Phong, sau đó xếp bằng ở trên đất, chuẩn bị dẫn lực lượng tinh thần luyện thể. Tuy cái tư vị cai thật sự không dễ chịu, nhưng lại có thể tăng lên thân thể. Vì tăng thực lực lên, hắn lại ý định bất cứ giá nào giấu lớn. Ngay thời điểm Dương Diệp chuẩn bị dẫn tinh thần nhập vào cơ thể, đột nhiên hai mắt hắn mở ra, ở cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba người. Một lão giả râu dài, một nam tử áo bào xám. Ở phía sau hai người, còn có một trung niên mặc hắc bào. Trung niên này hắn nhận thức, đúng là thánh giả Hắc Long lúc trước bị hắn lừa dối. Cường giả Long tộc. Trong nội tâm Dương Diệp dùng mình, thầm nghĩ không ổn, hơn phân nửa là đến bới móc a. Bất quá mặt ngoài của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, dù sao hắn có huyết mạch Long tộc, còn có thể Long biến, có hai điểm này, là hắn có thể tiếp tục lừa dối. Lão giả kia đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là người phát ngôn của Long tộc. Đương nhiên. Dương Diệp nói. Lúc này, hắn tự nhiên không thể nói không phải. Long tộc tộc trưởng Thân Phong. Lão giả lại hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tự nhiên. Vì sao ta không biết? Lão giả hỏi. Đây là cơ mật cao nhất Long tộc, chỉ có Long tộc tộc trưởng mới biết được. Dương Diệp nói. Dương Diệp không có phát hiện, sắc mặt thanh niên bên cạnh lão giả hơi cổ quái, mà sắc mặt Hắc Long thì bắt đầu âm trầm. Ta chính là Long tộc tộc trưởng. Lão giả nói. Vì cái gì ta không biết? Dương Diệp hóa đá. Chưa từng có người dám giả mạo Long tộc ta, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Lão giả nói xong, Dương Diệp lập tức cảm giác được thân thể của mình giống như đè ép vạn ngọn núi lớn, hai chân hắn khẽ cong, thiếu chút nữa quỳ xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 82.